Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 31. Đa tạ tiền bối nhiều lần ân cứu mạng. Đã biết người này chính là ban đầu ở dạng núi này bên trong ban thưởng hắn Thanh Viêm người, Trác Phàm lúc này khom người bái phục. Người kia thật sâu liếc hắn một cái, lại là suy cười ra tiếng, ha ha ha. Tiểu gia hỏa, lão phu chỉ là ban đầu tại đàn sói bên trong cứu qua ngươi một lần mà thôi, từ đâu tới nhiều lần thi cứu tri ân. Tiền bối có chỗ không biết, từ lần đó tiền bối ban cho Thanh Viêm về sau, vãn bối nhiều lần đến lửa này cứu giúp, cũng liền cùng tiền bối xuất thủ không có gì khác biệt. Tiền bối đại ân, tiểu bối vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Trác Phàm lần nữa khom người, mặt hiện sùng kính. Người kia nhìn chằm chằm Trác Phàm thật lâu, lại cũng nhìn không ra thật giả, nhưng lại không để ý chút nào lắc đầu, cười nói, không ngại, lão phu cũng không cầu ngươi có gì báo đáp. Đúng, người Thanh Viêm còn tại a, để lão phu nhìn xem. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm, trong lòng hồ nghi, không biết trong lòng người này đánh cho tính toán gì. Bất quá, lấy người này thực lực, hắn là vạn vạn đánh không lại, phản kháng cũng vô dụng, còn không bằng theo hắn đến, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau đó liền gật gật đầu, ngón tay một túm, nhất thời giấy lên một đạo thanh sắc ánh sáng mang, lập lòe tại cái này trong sơn động. Nhưng là người kia nhìn thấy này Thanh Viêm, ngược lại hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, con người nhìn không được nhất động, thật lâu mới hiểu gật đầu, thở dài nói, quả là thế, cái này Thanh Viêm lại bị ngươi hoàn toàn luyện hóa. Tiểu tử, ngươi có phúc a. Ách, tiền bối, lời này giải thích thế nào? Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm cẩn thận thử dò xét nói. Không khỏi khẽ cười một tiếng, người kia cười khổ lắc đầu, thở dài, lúc này cũng không sợ nói cho ngươi, cái này Thanh Viêm vốn là lão phu bẩm sinh chi vật, cùng lão phu tâm ý tương thông. Lúc trước ban thưởng ngươi Thanh Viêm, liền cũng tương đương với nắm giữ ngươi tất cả hành động. Trong lòng chấn động mạnh một cái, Trác Phàm mặt hiện hoảng sợ, hai con ngươi càng không ngừng chuyển động, cái này cùng thời khắc bị người giám thị khác nhau ở chỗ nào. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, người kia yên lặng cười cười, từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, tiểu tử, ngươi cũng quá cẩn thận, lấy ngươi bây giờ cái này đạo hạnh tầm thường, lão phu có thể đối ngươi có ý đồ gì. Thời khắc chú ý ngươi, cũng bất quá là sợ ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, tốt phái người đi cứu ngươi mà thôi. Lão phu một mảnh hảo tâm, không cần thiết lại nghi ngờ. Người kia trong giọng nói đã có chút nhỏ ý cảnh cáo, Trác Phàm trong lòng bất giác run lên. Hơi hơi gật gật đầu, không còn dám có tạp niệm. Đón lấy, người kia liền tiếp tục nói, chỉ là không nghĩ tới, không bao lâu công phu, trong cơ thể ngươi Thanh Viêm liền cùng lão phu mất đi liên hệ. Sẽ phát sinh loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một là ngươi đem cái này Thanh Viêm trừ rơi, bất quá đầy đối với hiện tại ngươi tới nói, xem như muôn vàn khó khăn, còn có một loại khả năng, cũng là ngươi đem nó triệt để luyện hóa thành bản thân tất cả, cái này càng không khả năng. Cho nên nhiều năm như vậy lão phu một mực khổ tư không hiểu, hôm nay gặp mặt, thật đúng là bị ngươi luyện hóa a. Tiểu tử, ngươi có thể được này Thanh Viêm, phúc báo không cạn. Chỉ là không biết, ngươi là vị nào dưới trướng cao đồ. Thân thể hơi hơi run run, Trác Phàm trầm mặc không nói, trong lòng suy nghĩ. Rất hiển nhiên, người này là đến từ thánh vực tuyệt thế cao thủ, tối thiểu là thánh giả trở lên tồn tại. Tại không có biết rõ tránh thức trước mắt. Vẫn là nói ít thì tốt hơn. Đã hắn lúc trước đã biết huyết anh cùng huyết ma lão tổ sự tình, lại không có đối với mình phát ra địch ý, vậy đã nói rõ hắn cùng huyết ma lão tổ không có nửa xu quan hệ, cho dù chính mình thừa nhận là huyết ma truyền nhân, cũng sẽ không bị độc thủ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng liền ôm quyền, cung kính nói, tiền bối minh xét, tại hạ xác thực đến từ thánh vực, chính là huyết ma lão tổ dòng chính truyền nhân. Đánh giám. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, người kia đã là cười lạnh, mắng chửi lên tiếng, huyết ma lão tổ năm đó cho dù lại quát tháo phong vân, cũng bất quá là một thánh giả, lại cả đời nghiên cứu huyết anh chi đạo, hắn thần thông ít có thành tích. 9 năm trước lão phu xem người bố trận thủ pháp, thành thạo tinh diệu, tuyệt đối xuất phát từ đế cấp cao thủ chỉ đạo. Nói đi, thượng cổ thập đế, ai là của ngươi sư phụ? Thân thể nhịn không được run run, Trác Phàm trong lòng hoảng hốt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, này người ánh mắt càng như thế độc ác, chỉ từ 9 năm trước hắn bố trí xuống một cái trận thức, liền có thể đại thể nhìn ra hắn sư môn chỗ nhận.
Đối thượng cổ thập đế cùng huyết ma lão tổ đều quen thuộc như thế nhân vật, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, lại nhìn thân cư trong vạn thú, thành vạn thú chi chủ, chẳng lẽ là... Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm trên đầu mồ hôi lạnh càng là thẳng chảy xuống. Tại trước mặt người này, hắn thật đúng là như con kiến hôi đồng dạng, căn bản không có mảy may cò kè mặc cả tư cách. Nhìn chằm chằm hắn không thả, gặp hắn nãy giờ không nói gì, người kia không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, tiểu tử, lão phu ngang dọc cả đời, cái dạng gì người chưa thấy qua. Coi như ngươi không chịu nói, lão phu cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Người bố trận thủ pháp luyện đan tinh diệu, hiếm thấy trên đời. Lại tinh thông huyết anh luyện chế chi pháp, bằng môn tà đạo, mọi thứ tinh thông. Thượng cổ thập đế bên trong, có như thế thông thiên triệt địa chi năng, yêu thích siêu tập thiên hạ bí pháp người, cũng chỉ có cửu u lão quái vật kia đi. Thân thể lần nữa hung hăng run run, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, không thể tin nhìn về phía người kia. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, người này còn thật một đoán phải chúng, lại theo hắn ngày thường kết trận thủ pháp, vụn vặt việc nhỏ phía trên, thì khóa chặt hắn cửu u ma đế truyền nhân một chuyện. Có thể thấy được, người này lịch duyệt đến cỡ nào rộng khắp. Hắn một giới ma hoàng cùng hắn so ra, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu a. Tiền bối ánh mắt độc đáo, tại hạ bội phục, thật sâu cúc khom người, Trác Phàm từ đáy lòng khen, thực không dám giấu giếm, tại hạ xác thực đến cửu u ma đế truyền thừa, nhưng lại vô duyên gặp bản tôn, quả thật tiếc nuối. Ha ha ha, gặp bản tôn thì khó, đoán chừng sớm đã thân thể phó cửu u, biến thành chân chính cửu u oan hồn đi. Cười khổ lắc đầu, người kia thở dài một tiếng nói, năm đó thập đế tại thế, mỗi người đều có một môn độc môn thần thông, giống thiên đế song đồng, bá đế thần quyền, chỉ có cửu u tạp mà không tinh, cùng 9 người còn lại hơi có chút không bằng, cho là hắn là ngụy đế cao thủ. Bất quá cửu u người này cũng xác thực đầy đủ cứng cỏi, lại siêu tập thiên hạ công pháp bí thuật tại một chỗ, quả thực là bằng thủ đoạn tầng tầng, thành là mạnh nhất tam đế một trong. Sau cùng hắn đem siêu tập bí thuật tổng hợp thành sách, tức là cửu u bí lục, vì thế nhân tranh nhau cướp đoạt bí mật bảo bối. Chỉ là lão phu không nghĩ tới là, hắn mà ngay cả huyết ma lão tổ huyết anh luyện chế chi pháp, cũng cho đoạt tới tay, cái này thật sự là khó được. Tiểu tử, người có thể được này bí bảo, tương đương với thâu tóm thiên hạ bí thuật vào một thân, trừ thập đế thần thông bên ngoài, thiên hạ sở trường đều là trong tay, đối người ngộ đạo nghiên cứu, ích lợi không nhỏ, quả thật bình sinh may mắn lớn nhất ha. Trác Phàm liên tục không ngừng gật đầu, lướt qua trên đầu mồ hôi lạnh. Nghĩ không ra chỉ là dăm ba câu, vị tiền bối này ngược lại đã biết hắn người mang cửu u bí lục sự tình. Như thế bí bảo, tại thánh vực thế nhưng là bị cướp điên, hắn cũng là bởi vì này mất mạng. Bất quá còn tốt, người này có vẻ như ánh mắt cao rất, cùng thượng cổ thập đế đồng cấp, khinh thường ở lại làm cái này đoạt bảo sự tình. Tuy nhiên đối cái này cửu u bí lục tôn sùng đầy đủ, nhưng cũng sẽ không từ trên người hắn cứng rắn đoạt, đây mới là hắn bình sinh lớn nhất đại vận khí. Nếu không mà nói, người này muốn cướp, hắn chỗ nào có thể ngăn được. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trầm ngâm một trận, cuối cùng lấy dũng khí, mở miệng hỏi, tiền bối, nghe ngài nói, tựa hồ cùng thượng cổ thập đế là quen biết cũ, không biết ngài là. Lạc Lôi Hạp đi qua chưa, lấy được cái gì? Thế mà, người kia nhưng lại không có trả lời, ngược lại là lạnh lùng hỏi. Liếm liếm hơi khô chát bờ môi, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu, không dối gạt tiền bối, đã đi qua. Nghĩ đến tiền bối năm đó ban thưởng tại Hạ Thanh Viêm, cũng là nghĩ trợ vãn bối thông qua cái kia Lạc Lôi Hạp Tử Lôi đại trận. Chỉ là không biết tiền bối muốn là Tử Lôi Kim Nhãn, vẫn là cái này. Không Minh Thần Đồng. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm phải đồng tử đột nhiên lóe qua ba nói vầng sáng màu vàng óng, rạng rỡ phát sáng. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, người kia thật sâu nhìn lấy Trác Phàm không thả, khóe miệng hơi hơi lắc một cái, tiếp lấy liền dần dần hướng lên liệt lên, sau cùng cơ hồ kéo đến cái ót lúc, mới cười to lên, vui vẻ nói, ha 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 ha. Tốt, người rốt cuộc tìm được, lão phu chỉ cần ngươi học thành cái này Không Minh Thần Đồng, thì không uổng công lão phu giúp ngươi một tay. Quả nhiên, người này là muốn thiên đế mạnh nhất tuyệt kỹ, Không Minh Thần Đồng. Chỉ là không biết, hắn muốn công pháp, còn là hắn viên này luyện thành Không Minh Thần Đồng đôi mắt, sẽ không phải giữ lại hắn con ngươi đi. Thế nhưng là, còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung,
cái kia trung niên đại hán đã là lần nữa cười lớn một tiếng, ngồi tại hoàng tọa phía trên, cất cao giọng nói, tiểu tử, ngươi không phải muốn biết lão phu là ai chăng, mở to hai mắt xem cho rõ cũng là. Tiếng nói vừa dứt, người kia sau lưng bỗng nhiên liệt diễm thao thiên, ngọn lửa màu xanh hóa thành một đạo cự điểu hư ảnh, dương cánh tại hắn sau lưng. Trong mắt nhìn không được co lại, Trác Phàm không khỏi hít sâu một hơi, cả kinh nói, thượng cổ ngũ đại thánh thú đứng đầu, kình thiên côn bằng. Tuy nhiên trong lòng của hắn sớm đã có phỏng đoán, nhưng tránh thức biết này người thân phận, vẫn là để hắn ngăn không được tim đập rộn lên, bỗng nhiên khẩn trương lên. Ngũ đại thánh thú, thế nhưng là cùng thượng cổ thập đế cùng các loại tồn tại, vạn thú chi tổ. Bây giờ đối mặt kình thiên côn bằng, quả thực cùng đế cấp cao thủ tương đối không thể nghi ngờ a. Đừng nói hắn hiện tại là cái thiên huyền cảnh, liền xem như năm đó ma hoàng cao thủ, đối mặt đệ nhất đế tôn, vậy cũng chỉ có thể là con kiến hôi nhìn lên mà thôi. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao cái kia thanh viêm có thể chấn nhiếp vạn thú, đường đường vạn thú chi tổ khí tức, cái nào con linh thú dám ở trước mặt nó lỗ máng. Đừng nói là linh thú, liền xem như hắn này nhân loại tu giả, tại cái này kình thiên côn bằng trước mặt, cũng là ngăn không được trong tâm rung động không thôi. Tuy nói trước kia tại Lạc Lôi Hạp hắn cũng đã gặp thánh thú trùng thiên kỳ lân, nhưng khi đó dù sao cái kia thánh thú đã chết, còn chỉ còn lại có một chân. Hiện tại cái này kình thiên côn bằng, nhưng là sống sờ sờ tồn tại. Chỉ là phía sau hắn cái kia hư ảnh chân thân uy áp, liền để hắn tức giận đều không kịp thở một chút. Đây chính là đến từ thượng cổ thánh thú lão đại đáng sợ khí tức a. Ưng ực một tiếng, Trác Phàm không lưu loát nuốt nước miếng một cái, trên đầu đã là mồ hôi đổ như thác ngăn không được chảy xuống. Cổ Tam Thông càng là ít có tránh sau lưng Trác Phàm, từ đầu đến cuối một câu không nói, biến đến trầm mặc ít nói lên. Tựa hồ tại cái này kình thiên côn bằng trước mặt, hắn cũng không dám phách lối nữa. Thỏa mãn cười cười, kình thiên côn bằng thu sau khi đứng dậy chân thân hư ảnh, chậm chậm đi xuống hoàng tọa, nhìn về phía Trác Phàm trong mắt, tràn đầy ngăn không được vui sướng, không hổ là cửu u truyền nhân, lúc trước lão phu không có nhìn lầm, quả nhiên không phụ lão phu hy vọng. Như vậy tiếp đó, chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp. Bước kế tiếp, Trác Phàm giật mình, trong lòng lo sợ. Cái này kình thiên côn bằng lúc trước ám trợ chính mình, quả nhiên là có ý đồ, chỉ là hắn ý đồ, đến tột cùng là cái gì? Tiền bối nếu có phân phó, muôn lần chết không từ. Trác Phàm liền ôm quyền, khom người lĩnh mệnh, nhìn như cực kỳ nhu thuận. Côn bằng nhìn chằm chằm hắn, lại là bật cười ra tiếng, đừng làm bộ dạng này, cửu u năm đó thì rất xảo quyệt, người thân là cửu u truyền nhân, cũng không phải đèn cạn dầu. Lão phu nhưng là sẽ không tin tưởng ngươi thư này miệng nói bậy. Lại nói, lão phu nói qua, không có để ngươi báo đáp. Còn bước kế tiếp này, xem như lão phu thỉnh cầu. Ngươi có thể làm, cũng có thể không làm. Đương nhiên, ngươi như đáp ứng lão phu, tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi, Trác Phàm trong nháy mắt trầm mặc xuống. Côn bằng nói chuyện tựa hồ rất hòa thuận, cũng không bắt buộc tại người. Nhưng là cao minh nhất ngự hạ chi đạo. Bởi vì hắn minh bạch, nếu là Trác Phàm cùng hắn trở mặt, không chân tâm đi làm việc lời nói, chịu tổn thất sẽ chỉ là hắn. Cho nên còn không bằng lấy lợi dụ, cho hắn điểm làm việc động lực. Chỉ là Trác Phàm trong lòng cũng minh bạch, Côn bằng giao cho hắn sự tình, nhất định rất là khó khăn, hung hiểm vạn phần. Tại chưa có xác định nhiệm vụ trước đó, hắn nhưng là sẽ không dễ dàng gật đầu. Thật sâu liếc hắn một cái, Côn bằng đạm mạc gật đầu, rất tốt, trước nghĩ kỹ sau lại làm, người cái này đa mưu túc trí ngược lại rất có cửu u năm đó một chút phong phạm. Người có thể như thế tỉ mỉ cân nhắc, lão phu đem việc này giao cho ngươi đi làm, cũng yên tâm nhiều. Bất quá trước đó, lão phu còn có một chuyện thỉnh cầu. Cái kia chính là, có thể hay không đem đứa bé này, giao cho lão phu dạy bảo. Nói. Côn bằng đưa ánh mắt về phía Trác Phàm sau lưng cổ Tam Thông chỗ đó, trong mắt lóe lên tự ái ánh sáng. Không khỏi giật mình, hai người cùng nhau hét to lớn tiếng, cổ Tam Thông càng là co rúm lại lấy tránh sau lưng Trác Phàm, không dám thăm dò. Tiền bối, tiểu tam tử là ta con nuôi, ngài muốn hắn làm gì? Trác Phàm vội vàng nói, sợ Côn bằng muốn mạnh đoạt, cái kia hắn nhưng là ngăn không được. Mi đầu hơi nhíu. Côn bằng kỳ dị xem hai người liếc một chút, lại là cười khẽ một tiếng, khó được,
hai người các ngươi lại mới quen đã thân, đã có cha con chi danh, việc này rất tốt. Bất quá đứa nhỏ này cùng ta nhất tộc, từ lão phu đến dạy bảo, đối với hắn càng có ích lợi. Song Đồng nhìn không được ngưng tụ, Trác Phàm hai con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, trong lòng phỏng đoán đã càng ngày càng rõ ràng. Chắc hẳn ngươi tại Lạc Lôi Hạp nhìn thấy Kỳ Lân huynh a, ai, Thâm Thụ Tử Lôi bạo ngược nhiều năm, chắc hẳn hắn đã vạn phần tiêu tụy. Đứa nhỏ này có thể tại Lạc Lôi Hạp sống đến bây giờ, đều là nhờ hắn phụ thân ban cho. Bây giờ ngươi đem hắn mang ra, còn lấy nghĩa phụ tử tương xứng, cũng hẳn là đến Kỳ Lân huynh cho phép. Hiện nay ngươi đã biết lão phu thân phận, làm minh bạch lão phu cùng cha đều là thánh thú huynh đệ, đem hắn giao cho lão phu không có gì thích hợp bằng. Đánh giám. Thế mà, Côn Bằng vừa dứt lời, Cổ Tam Thông đã là hét lớn một tiếng, không cam lòng nói, tiểu gia từ nhỏ tại Thiên Vũ lớn lên, tại Lạc Lôi Hạp bất quá ngốc 5 năm mà thôi, làm sao lại thành Kỳ Lân chi tử. Côn Bằng sững sờ, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Trác Phàm cũng không dám giấu giếm, liền đem Cổ Tam Thông lai lịch 1 năm 1 mười nói một lần. Côn Bằng sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, chau mày, thật lâu mới thở dài, không sai gật đầu, thì ra là thế, 300 năm trước, ai? Thế nào, tiền bối? Trác Phàm mi đầu nhất động, nghi nói. Dù nói thế nào, Cổ Tam Thông cũng là hắn con nuôi, đối với hắn thân thế lai lịch, hắn mặc dù có một ít suy đoán, nhưng cũng muốn có được chứng thực. Trầm ngâm nửa ngày, Côn Bằng thật sâu nhìn Cổ Tam Thông liếc một chút, đạm mạc lên tiếng, 300 năm trước, lão phu tại cái này vạn thú sơn mạch, chợt nghe một tiếng sợ hãi giống vang vọng đất trời. Tỉ mỉ nghe tới, lại là Kỳ Lân huynh nộ hống không thể nghi ngờ. Lúc trước thượng cổ thời kỳ, ta mấy cái kia huynh đệ cùng thiên đế có chút hút mắc, liền bị hắn lấy không minh thần đồng nhốt tại tam đại tuyệt địa bên trong, mỗi ngày thụ tử lôi cắn thân thể nỗi khổ. Nhiều năm qua đi, cũng cứ như vậy gắng gượng qua đến, chưa từng có gì biến số. Thế nhưng là lúc đó, Kỳ Lân huynh thế mà sợ hãi giống lên tiếng, bên trong hình như có kinh hãi có giật mình. Mới đầu lão phu không rõ ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, đoán chừng là nó tự giác chịu đựng không nổi, lo lắng cho mình Kỳ Lân chứng sẽ ở chính mình bỏ mình lúc, bỏ mạng tại tử lôi phía dưới. Cho nên đem hết toàn lực, đem cái này trứng ném ra kết giới. Mà tại cái kia trái trứng bên trong, cũng là ngươi, Cổ Tam Thông. Cho nên ngươi trời sinh không cha không mẹ, khác hẳn với thường nhân. Ngút trời thần lực, chính là Kỳ Lân nhất tộc thiên phú dị bẩm chỗ. Cho dù ngũ đại thánh thú bên trong, cũng không có một cái nào có thể về mặt sức mạnh thắng được Kỳ Lân. Nghe được lời này, Cổ Tam Thông bất giác hoàn toàn che kín. Tuy nhiên hắn còn khó có thể tin, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, tại Lạc Lôi Hạp bên trong nhìn lấy cái kia trùng thiên Kỳ Lân vết thương ở chân cảm giác, nhất định cũng là huyết thống dẫn đến. Nhìn lấy cha mình lúc còn sống di vật, hắn lại có thể không đau thương rơi lệ. Trác Phàm cũng là không sai gật đầu, lúc trước hắn còn không biết cái kia hoàn mỹ không một tỷ vết trận thức bên trong, vì sao lại có một lỗ hổng để bọn hắn thông qua. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là Kỳ Lân dùng cậy mạnh mở ra lỗ hổng, đưa chính mình Kỳ Lân chứng chạy thoát. Bất quá cho dù lấy Kỳ Lân thần lực, thế mà chỉ có thể mở ra như vậy một cái lỗ hổng nhỏ, nhưng là thấy thiên đế nhãn thuật lợi hại đến mức nào. Mà Kỳ Lân tại cái kia về sau thì bỏ mình chỗ khác biệt, chỉ để lại một cái Kỳ Lân cước. Đoán chừng là bởi vì dùng hết toàn lực, khó có thể lại chống cự tử lôi mãnh liệt gây nên. Đại khái, nếu không phải là muốn đem Cổ Tam Thông đưa ra bên ngoài kết giới lời nói, cái kia Kỳ Lân còn không nhất định lại nhanh như vậy chết đi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cũng không khỏi đến thở dài một tiếng, tâm đạo cha như một ngọn núi. Nhất định sẽ không sai. Tại các ngươi mới vừa vào vạn thú sơn mạch lúc, lão phu trừ cảm nhận được quen thuộc thanh viêm khí tức bên ngoài, cũng là cái này Kỳ Lân mùi vị. Trên một điểm này, chúng ta thánh thú cái mũi là vĩnh viễn sẽ không sai. Cho nên lão phu mới khiến cho tam thủ quái nha đi mời các ngươi tới, một hỏi ý kiến đến tột cùng. Côn Bằng thở sâu, sờ sờ Cổ Tam Thông cái đầu nhỏ, thở dài, hài tử, người cái kia xưng ta một tiếng, Côn Bằng đại bá mới đúng. Cổ Tam Thông không nói gì, chỉ là nín đỏ lên khuôn mặt nhỏ, chết cắn môi, nhưng trong đôi mắt đã tràn đầy nước mắt. Lại vỗ vỗ hắn cái đầu nhỏ, Côn Bằng không đi ép hắn, để hắn chậm rãi tiêu hóa sự thật này, trái lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm hỏi,
tiểu tam tử thân thế không có vấn đề, chỉ là lão phu muốn biết, các ngươi đến Lạc Lôi Hạp về sau, nhìn đến Kỳ Lân huynh đến tột cùng như thế nào, sống hay chết. Khóe miệng bất giác một xẹp, Trác Phàm cười khổ một tiếng, đem chính mình cánh tay phải nâng lên, phát ra hơi hơi hồng mang, thở dài, chỉ còn lại có cái này. Cái gì, đây là, trùng thiên Kỳ Lân chân, lại an đến trên người ngươi. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, cho dù là Côn Bằng gặp này, cũng không thấy hít sâu một hơi, vuốt ve Trác Phàm cánh tay phải, thì thào lên tiếng, đường đường thánh thú một phần thân thể, thế mà thật có thể cấy ghép đến nhân loại trên thân. Cửu U Ma Đế nghiên cứu rốt cục thành công, tiểu tử này, thật đúng là kỳ tài a. Côn Bằng đương nhiên biết rõ, cái này tất cả đều là Cửu U Ma Đế bí pháp. Nhưng Trác Phàm lại là mi đầu lắc một cái, vừa mới phát lên một tia thương cảm, lại biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại một mặt dè chừng sợ hãi nhìn về phía hắn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, nhìn thấy chính mình hảo huynh đệ di vật, không có nửa phần nhìn vật nhớ người cảm xúc cũng liền thôi, thế mà còn cảm thán lên Cửu U Ma Đế bí pháp tới. Hừ hừ hừ, xem ra thánh thú ở giữa cảm tình cũng không gì hơn cái này. Như vậy nói như vậy, vừa mới phần kia bi ai tất cả đều là diễn xuất đến. Cứ như vậy, hắn diễn xuất chỉ có hai cái lý do, một là thủ tín cổ tam thông, hai cũng là thủ tín chính mình. Nghĩ đến hắn còn có sự tình để cho mình đi làm, rất rõ ràng, hắn trận này kịch, thủ tín chính mình cái này shipper càng nhiều một chút. Tiếp đó, thì nhìn hắn để cho mình làm gì. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm đã là trong lòng không sai, nhưng như cũ không biểu hiện ra đến, thở dài tiền bối, bớt đau buồn đi. Ách, không có ý tứ, thất lễ, gương mặt bất giác một đỏ, Côn Bằng mới thuận thế để xuống Trác Phàm cánh tay phải, còn người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, lần nữa khôi phục lại cái kia đau thương thái độ. Tiền bối, không biết ngài muốn cho ta làm là chuyện gì? Trong lòng thầm cười một tiếng. Trác Phàm lần nữa ôm quyền khom người nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật sâu hít một hơi, Côn Bằng ngửa mặt lên trời thở dài, ai, lão phu thân là ngũ đại thánh thú đứng đầu, cảm niệm ba vị huynh đệ bị nhốt kết giới bên trong, lại không cách nào cứu ra, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Cho nên lão phu muốn mời tiểu tử ngươi xuất thủ, đem còn lại mấy vị vây ở tuyệt địa chi nội huynh đệ cứu ra. Đại ân đại đức. Không dám quên. Tiền bối nói quá lời. Chỉ là lấy tiền bối thần thông, còn làm không được, vãn bối chỉ là một giới con kiến hôi chi đồ, nơi nào có nảy uy năng, có thể cứu chư vị tiền bối thoát ly khổ hải. Trác Phàm lắc đầu, thở dài. Nhưng là Côn Bằng lại là vội vàng khoát khoát tay, tiểu tử, ngươi chớ có tự coi nhẹ mình. Bây giờ ngươi có Cửu U Ma Đế cùng Thiên Đế hai người thần thông truyền thừa, tương lai thành tựu không thể xem thường. Mà lại, kết giới kia đều là không minh thần đồng gây nên, thân ngươi cỗ không minh thần đồng chi năng, nguyên bản có ngọn nguồn, thời cơ đến, tự có thể giải khai kết giới. Nhưng là bây giờ vãn bối công lực còn thấp, nếu không tại hạ đem công pháp truyền cho tiền bối tu luyện tốc độ tự nhiên nhanh hơn tại hạ rất nhiều, đến lúc đó có thể tự. Không không không, thế mà, Trác Phàm nói còn chưa dứt lời, Côn Bằng đã là vội vã lắc đầu, phủ định nói, mèo có mèo đường. Chuột có chuột đạo. Nhân loại tham ngộ thiên đạo, thành vạn thánh chi tôn. Linh thú thiên phú dị bẩm, chỉ đợi khai quật. Song phương ai cũng có sở trường riêng, lại là đạo thống không đồng nhất, không thể giao thoa. Nhân loại các ngươi công pháp, mặc kệ là chúng ta thánh thú vẫn là linh thú, đều là vạn vạn học không được. Trác Phàm không sai gật đầu, trong lòng yên tâm không ít. Thực hắn nào có hảo tâm như vậy, chịu đem công pháp giao ra. Chẳng qua là thăm dò một phen. Nếu biết thánh thú vô luận như thế nào đều đánh không khác công pháp chủ ý lời nói, vậy hắn một khỏa dẫn theo tâm liền có thể để xuống. Dù sao, song phương không có xung đột lợi ích, liền có thể xây dựng ổn định đồng minh quan hệ. Lão cha, ngươi thì ra tay đi. Lúc này, cổ tam thông tội nghiệp mà nhìn xem Trác Phàm, cuối cùng mở miệng. Tựa hồ là cảm niệm chính mình thân cha bỏ mình. Cổ Tam Thông cũng rất muốn cứu ra những cái kia bị khốn thánh thú. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm vỗ vỗ hắn cái đầu nhỏ, tự ái cười cười, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng. Đồ ngốc, lão cha làm sao có thể không xuất thủ? Hiện tại người ta trên địa bàn ở lại, tuy nói lão gia hỏa này nói rõ sẽ không cưỡng cầu. Nhưng là kẻ ngu cũng nên minh bạch,
thật sẽ không cưỡng cầu sao? Hừ hừ hừ, đến lúc đó nếu ngươi thực có can đảm không đáp ứng, chỉ sợ liền thi thể đều đi không ra sơn mạch này. Bất quá Cổ Tam Thông lại là rất vui vẻ vung lên vẻ mặt vui cười, ngây thơ nụ cười để Trác Phàm đáy lòng một trận mềm mại. Thế nhưng là nhi tử mặt mũi là mặt mũi, tại thương lời nói thương, gặp phải như thế cái đại tài chủ, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen, cũng không phải là hắn Trác Phàm phong cách. Sau đó lần nữa khẽ khom người, Trác Phàm cười đùa nói, tiền bối, đã ngài để cho ta đi chấp hành như thế cái đại nhiệm vụ, như thế nào đi nữa cũng phải cho điểm chống đỡ đi. Gương mặt nhìn không được co lại, Côn Bằng chỗ nào không hiểu trong lòng của hắn dự định, không khỏi cười to nói, ha ha ha. Tuy nhiên người chưa thấy qua cửu u cái kia lão ma đầu, nhưng ngược lại thật sự là có lão tiểu tử kia phong cách ha. Ha ha ha, yên tâm đi, lão phu sẽ chuẩn bị cho ngươi phần đại lễ. 3. Một tiếng vang giòn phát ra, Côn Bằng đưa tay đánh cái búng tay. Chỉ một thoáng, ầm ầm từng tiếng chấn động theo ngoài động phát ra, Côn Bằng nhìn hai người liếc một chút, khoan thai tự đắc đi ra ngoài, cười nói, đi theo ta. Hai người nao nao, ngay sau đó đuổi theo, nhưng là chờ đến trước động, lại sợ hãi cả kinh, bất khả tư nghị nhìn sang. Chỉ thấy giờ này khắc này, trước mặt bọn hắn đã lũy lên một tòa máu chảy thành sông Tiểu Sơn, lại chính là cái kia từng đôi linh thú hai cánh chồng chất mà thành. Tinh hồng dòng máu theo cái kia chỉ tận gốc chỗ chảy xuống, rất hiển nhiên là bị cứ thế mà kéo xuống gây nên. Mà vân không phía trên, mấy cái cấp 9 linh thú, y nguyên làm không biết mệt địa phi qua, sau đó đem trên lưng một đống cùng huyết xí bàng, nghiêng rơi xuống dưới, ầm ầm đập xuống đất, phát ra trận trận vang động. Trong mắt nhìn không được co lại, Trác Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, máu tanh như thế chẳng diệt, hắn thân là ma hoàng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là đối đồng loại phía dưới như thế ngoan thủ, còn mặt không đỏ tim không đập, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật sâu nhìn bên cạnh Côn Bằng liếc một chút, hắn càng thêm xác định, đây là một cái thủ đoạn độc ác kiêu hùng. Hoặc là nói, tại thánh thú trong mắt, linh thú căn bản cùng nô lệ không khác, một đầu nhỏ mệnh căn vốn không đáng tiền. Coi như cứng rắn kéo xuống bọn họ hai cánh, để chúng nó biến thành tàn phế, cũng lại không chút nào có bất kỳ thương tiếc. Ta biết các ngươi tại siêu tập linh thú hai cánh, nơi này có 100.000 vũ dực, đều là 4 cấp, cấp 5, cấp 6 linh thú cánh, nếu như ngươi còn ngại không đủ, ta để bọn hắn tiếp tục trình lên chính là. Côn Bằng mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn về phía Trác Phàm, trong giọng nói không nói ra bá đạo, làm thật không hổ là thú bên trong bá vương. Trác Phàm lại là vội vàng khoát khoát tay, cười nói, tiền bối hao tâm tổn trí, vãn bối chỗ nào cần phải nhiều như vậy. Vốn chỉ là dự định, thu thập 1.000 đôi mà thôi. Bây giờ tiền bối nâng đỡ, chuẩn bị như thế chu đáo, thực sự vô cùng cảm kích. Chỉ là nhiều như vậy vũ dực, tại hạ giới chỉ thế nhưng là chứa không nổi. Không ngại. Thế mà, hắn vừa dứt lời, Côn Bằng đã là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem núi nhỏ kia giống như linh thú hai cánh toàn bộ thu vào trong lòng bàn tay giới chỉ bên trong, sau đó cởi ra đưa cho Trác Phàm, cười nói cho, đừng khách khí. Đó là một cái tản ra thanh sắc quang mang óng ánh giới chỉ, cùng Trác Phàm trong tay lôi linh giới cái kia thô ráp bên bờ, hoàn toàn khác biệt. Riêng là cái kia cố ẩn ẩn phát ra pha trộn linh khí, càng làm cho người chỉ hít một hơi, liền sảng khoái tinh thần, toàn thân nguyên lực không ngừng phồng lên. Có thể tự thân sinh ra linh khí nồng nặc giới chỉ, đây cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ. Thánh giới. Chỉ một cái liếc mắt, Trác Phàm liền nhận ra. Một cái tay muốn đi lấy, lại không dám tùy tiện động tác. Đồng dạng loại này thánh giới, tại thánh vực cũng chỉ có thánh tộc bên trong người cầm quyền mới xứng nắm giữ. Cho dù hắn ban đầu là ma hoàng chi tôn, cũng vạn vạn không chiếm được một cái thánh giới, cái này xem như thân phận biểu tượng. Nhìn lấy hắn do dự không ngừng bộ dáng, Côn Bằng bất giác bật cười ra tiếng, không sai gật đầu, lão phu minh bạch, tuy nhiên tại cái này phàm giai. Nhận biết thánh giới người không có một cái nào, nhưng người sớm muộn là muốn trở về thánh vực. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ có phiền phức. Ha ha ha, người muốn còn thật lâu dài, bất quá như vậy cũng tốt làm. Nói, Côn Bằng vạch vạch ngón tay, Trác Phàm trên tay lôi linh giới liền bỗng nhiên bay ra, rơi xuống trên tay hắn. Tiếp trong tay thanh quang lóe lên, hai cái nhẫn trong nháy mắt liền dung hợp một thể.
Tuy nhiên vẫn như cũ là lôi linh giới bộ dáng, nhưng thực đã là thánh giới chi thể, nội bộ không gian càng là vô hạn to lớn. Trác Phàm gặp này, bất giác quá sợ hãi, trong lòng âm thầm tán thưởng. Như thế luyện khí chi thuật, quả nhiên là thần kỳ kỹ, cho dù hắn ma hoàng đỉnh phong thời điểm, cũng không có dạng này thần kỹ a. Cái này Kình Thiên Côn Bằng không hổ là ngũ đại thánh thú đứng đầu, cùng thập đế nổi danh nhân vật, thực lực coi là thật thâm bất khả chắc. Nhìn thấy hắn bộ này sợ hãi thán phục bộ dáng, Côn Bằng tựa hồ tương đương hài lòng, cười gật gật đầu. Thực hắn lộ chiêu này, trừ lấy lợi dụ bên ngoài, còn có trấn nhiếp ý vị ở bên trong. Ý tứ rõ ràng, cũng là nói cho Trác Phàm, trông thấy à, lão tử thực lực, người vỗ mông ngựa đều không kịp. Thức thời cùng lão tử lăn lộn, ăn ngon uống sướng. Nếu không mà nói, lão tử vài phút bóp chết ngươi. Giờ này khắc này, Trác Phàm biểu hiện ra bộ dáng, ngược lại là đúng với lòng hắn mong muốn. A, à, đột nhiên, Côn Bằng lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn về phía trong tay giới chỉ, tiếp lấy vung tay lên. Nhưng gặp một đạo tử mang chợt hiện, một cái tử sắc lôi vân tước liền đột nhiên bay ra ngoài, lúc này rơi xuống Trác Phàm bên người, chuyển hai vòng về sau, nhìn lấy Côn Bằng phương hướng tựa hồ tương đương sợ hãi, vội vàng tránh sau lưng phụ thân. Cái này lôi vân tước, vậy mà thân có tử lôi thần uy, coi là thật hiếm lạ. Côn Bằng song đồng hơi hơi run run động một cái, nhìn về phía Trác Phàm, chỉ cái kia tước nhi cả kinh nói, tiểu tử, cái này lôi vân tước trên thân tử lôi, là ngươi chỗ động tay chân sao? Ách, xem như, cũng không tính là, vãn bối tại tiến vào lạc lôi hạp lúc, cái này tước nhi còn chưa ấp trứng, đành phải lấy nó trứng trống đi tới hấp thu tử lôi. Không nghĩ tới trời sinh nó liền thành bộ dáng này, linh trí tựa hồ cũng so với bình thường linh thú cao hơn nhiều, cũng coi như nó tạo hóa đi. Trác Phàm trầm ngâm một trận, theo thật bẩm báo, thế nào, tiền bối, có vấn đề gì không? Thật sự là kỳ quái, việc này lão phu còn là lần đầu tiên gặp phải. Nguyên bản cái này thiên đế tử lôi cũng là vật phi phàm, chính là ngũ đại thánh thú một trong bá thiên lôi hoàng, trời sinh thì có hồng mông tử lôi. Bình thường linh thú gặp phải tất thịt nát xương tan, cho dù là trùng thiên kỳ lân, cũng rất khó ngạnh kháng. Còn cái này lôi vân tước trứng, mặc dù có hấp thu lôi điện chi năng, cũng khó có thể tại cái này tử lôi chi dưới sinh tồn. Nhưng là bây giờ, cái này lôi vân tước thế mà tại tử lôi bên trong sinh ra, rõ ràng cũng là tương đương với đến lôi hoàng truyền thừa, thật sự là quá kỳ quái. Côn Bằng một mực lắc đầu cảm thán, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Trác Phàm lại là tâm niệm nhất động, tựa hồ đã nghĩ đến nguyên do. Lúc trước hắn nhưng là một bên cầm lấy cái kia trứng hấp thu tử lôi, một bên vận chuyển cửu U Ma Đế suốt đời nghiên cứu thần thông, thiên ma đại hóa quyết đâu. Mà thiên ma đại hóa quyết, là hấp thu thiên địa vạn vật vì bản thân tất cả. Chắc hẳn thì bởi vì cái này nguyên nhân, cái này tước nhi còn chưa thành hình trước mới có thể hấp thu tử lôi, hóa nhập thể nội, để bản thân sử dụng. Mà Trác Phàm cũng có một bộ phận tử lôi cất giữ tại thể nội, tùy thời điều ra. Nếu không mà nói, không có cái này thần thông pháp quyết, bọn họ cái này một người một chim cũng phải chết ở cái kia tử lôi phía dưới. Nghĩ tới đây, Trác Phàm đã đem hết thảy không sai tại ngực, nhưng là hắn lại cũng không muốn nói đi ra. Dù sao, nhân tâm hiểm ác, hắn vẫn là muốn lưu lại một điểm đòn sát thủ nơi tay. Hừ hừ hừ. Coi như cái này Côn Bằng đối thượng cổ thập đế lại quen thuộc, nhưng thiên ma đại hóa quyết chính là cửu U Ma Đế sau cùng lĩnh hội đoạt được, hắn cũng nhất định không biết. Chỉ có không biết, mới có thể làm cuối cùng vũ khí, Trác Phàm ngang dọc cả đời, tự nhiên biết rõ điểm này. Sau đó ngay tại Côn Bằng trăm bề không được cởi xuống, Trác Phàm cũng là giả bộ một bộ kỳ quái bộ dáng, cau mày, lại không lên tiếng. Rốt cục, Côn Bằng lắc đầu, từ bỏ suy tư. Thở dài, thật là đại cơ duyên, này chim phúc báo không nhỏ. Tiểu tử, người thật đúng là cái ngôi sao may mắn. Chính mình đến một thân phúc báo không nói, liền thân một bên linh sủng cũng có nảy báo, coi là thật phúc càng thêm phúc, tiền đồ một đường ánh sáng a. Tiền bối quá khen, hết thảy đều là vận khí mà thôi. Trác Phàm khom người cúi đầu, cười khẽ một tiếng. Côn Bằng trong mắt tinh quang lóe lên, lại là nhếch miệng lên, thản nhiên nói. Vậy lão phu, thì cho ngươi lại thêm một phúc báo, dệt hoa trên gấm đi. Nói, Côn Bằng khoát tay, cái kia tước nhi liền không lý do bị hắn hút tới trước người,
thẳng đem cái kia chim nhỏ dọa đến cánh loạn chiến, kêu sợ hãi không thôi. Cổ Tam Thông gặp không khỏi giật mình, vừa định động thân, cũng là bị Trác Phàm ngăn lại, hơi hơi lắc đầu. Lấy hắn xem ra, Côn Bằng Thân làm một đời thánh thú đứng đầu, sẽ không đối một giới bốn cấp linh thú hạ độc thủ. Quả nhiên, Côn Bằng chăm chú nhìn Tước Nhi một chút, trong mắt chỉ có vô tận mừng rỡ, lại không nửa phần chán ghét sát lục chi ý, đưa tay tại nó cái chán một chút, một đạo thanh mang nhập thể. Cái kia Tước Nhi nhất thời sững sờ, bối rối vỗ cánh cũng dừng lại, hắng giọng, đúng là cung kính cúi đầu bái phục nói, đa tạ thánh chủ chúc phúc. Tước Nhi, nó nói chuyện, Cổ Tam Thông giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm cũng hơi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại là sắc mặt trì trệ, nháy mắt mấy cái cười nói, thế nhưng là... Như thế nào là giọng nữ? Không sai, Tước Nhi vừa mở miệng, thanh âm uyển chuyển du dương, lại là lại cử động nghe bất quá, chỗ nào như cái đại lão gia nên có bộ dáng. Coi như hiện tại là ấu thể, đồng âm cũng không nên như thế tỉ mỉ a, cùng Cổ Tam Thông không chút nào một dạng. Phụ thân, ca ca, người ta vốn chính là nữ hài tử, vậy trước kia các ngươi cho là ta là. Tước Nhi quạt quạt cánh, bay đến Trác Phàm bên cạnh hai người, nháy hồn nhiên mắt to, nghi nói. Trác Phàm vội ho một tiếng, có chút lúng túng nói, nhi tử. Đệ đệ, Cổ Tam Thông cũng là đỏ mặt, làm cười ra tiếng. Nghe thấy lời ấy, Tước Nhi không khỏi thở phì phò chớp động lên cánh, vây quanh hai người một trận loạn chuyển, hét lớn, người ta là nữ hài tử, nữ hài tử. Ha ha ha, tiểu tử, người dưỡng linh sủng đều không phân biệt được cái sao. Côn Bằng không khỏi cười lớn một tiếng, cười trêu nói. Nói nhảm, lại không lai giống, phân biệt cái gì được cái. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm trong lòng thầm nghĩ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra đến, vẫn như cũ khiêm cung bái bai, cười nói, đây là ta sơ sẩy, để tiền bối chê cười. Đúng, tiền bối, ngài vừa mới đó là. Cho nàng khai linh thức. Côn Bằng khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên không hiểu tinh quang, tiểu tử, còn có một chút ta phải nói cho ngươi, ngươi là thân ở Bảo Sơn không biết đồ quý a. Lão phu Kình Thiên Côn Bằng từ trong hỗn độn sinh, ngũ đại thánh thú đứng đầu, cùng cái kia bá thiên lôi hoàng đồng dạng, bẩm sinh tự mang hỗn độn thanh viêm, thiên địa văn hỏa. Nhưng là luyện thần hóa hư, khứ trọc tồn tinh, điều hòa âm dương, khai mở linh thức. Tiểu tử, người bây giờ đã nắm giữ lão phu hỗn độn thanh viêm. Nếu là lấy này viêm luyện thần lời nói, thời gian 10 năm, sớm nên đi vào hóa hư cảnh, sao sẽ còn dừng lại tại thiên huyền cảnh bất động. Ai, thực đang đáng tiếc. Có đúng không? Lúc trước ngài cũng không có nói cho ta biết a. Trác Phàm không khỏi sững sờ, trong lòng trừ kinh dị, càng có hối hận. Thua thiệt hắn còn một mực khắc khổ tu luyện, thường đem thực lực phi tôn đặt ở bên miệng. Nhưng là lại có đường tắt cũng không biết đi, thật sự quá đần. Nguyên bản hắn sớm nên nghĩ đến, lúc trước hắn khai mở thần thức lĩnh vực, cầm giữ có thần chiếu thần thông lúc, không phải cũng là theo thanh viêm bắt đầu sao? Lúc đó hắn làm sao lại không nghĩ tới, chủ động sử dụng thanh viêm vì chính mình luyện thần đâu. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm nhất thời khóc không ra nước mắt, cảm giác mấy năm này đều mẹ hắn hoang phế. Côn Bằng thì là lắc đầu mỉm cười cười một tiếng, thản nhiên nói, nguyên bản lão phu cho ngươi thanh viêm, cũng chỉ là muốn hộ ngươi nguyên thần, giúp ngươi tiến đến lạc lôi hạp tìm tòi mà thôi, thật không nghĩ qua để ngươi luyện thần hóa hư. Bất quá đã ngươi đã đem lão phu thanh viêm luyện hóa thể nội, có thể tùy ý thao túng. Liền nên hưởng này phúc phận. Đáng tiếc a, ngươi như thế người thông tuệ, lại không có lĩnh hội đến, ha ha ha. Gương mặt nhìn không được co lại, Trác Phàm không còn gì để nói, đầy miệng đều là vô tận đắng chát. Tính toán, chỉ là hoang phế 10 năm không đến quang cảnh mà thôi, ngươi về sau thời gian tu luyện còn nhiều đây, không cần quá mức hối hận. Nhìn lấy Trác Phàm bộ kia khổ bức sắc mặt, Côn Bằng chỉ là cười nhạo hai tiếng, liền dừng lại. Đồng thời, trong nháy mắt phung lên, cái viên kia mới luyện thành lôi linh giới, liền lại trở lại Trác Phàm trong tay. Thở dài, Trác Phàm tiếng buồn bã liên tục, đem giới chỉ lại mang tại trên tay, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, hai con người nhìn không được hướng bất ngờ lồi, không thể tin kêu lên sợ hãi, cái này. Cái này, 10 tỷ thánh linh thạch. Ha ha ha, không sai, ngươi làm lão phu nói muốn đưa ngươi đại lễ. Chỉ có cái kia chỉ là mấy cái đôi linh thú cánh sao.
bật cười lắc đầu, Côn Bằng trong mắt tràn đầy bá khí, một mặt cao ngạo nói, dù nói thế nào, lão phu cũng là theo thượng cổ thời kỳ thì ngang dọc mảng đại lục này cường giả, điểm ấy gia sản vẫn là có. Người kế thừa cửu u lão quỷ kia, tất nhiên là bố trận thủ đoạn luyện đan phong phú, nhưng không tương ứng ngoại lực trợ trận, ngày sau gặp phải cường địch, chắc chắn sẽ xiết cái đuôi. Này làm lão phu giúp người một tay a, nhìn người tận tâm vì lão phu làm việc, lão phu cũng liền vừa lòng thỏa ý. Thổ hào a, bất giác hít sâu một hơi, Trác Phàm không khỏi chép miệng một cái ba, nhìn lấy trong giới chỉ đồ vật, tràn đầy kinh hãi. Trừ một số thiên địa linh bảo, luyện khí hy hữu tài liệu, chân quý nhất cũng là cái kia thánh linh thạch, còn có 10 tỷ nhiều. Đây tuyệt đối là liền thánh vực bên trong thánh tộc, cũng theo không kịp tài phú. Phải biết, bố trận cần linh thạch, cấp 12 linh trận phía trên, chính là cấp 6 thánh trận. Mà muốn bố thánh trận, tất yếu thánh linh thạch không thể nghi ngờ. Thế nhưng là thánh linh thạch mỏ quặng cho dù tại thánh vực, cũng nắm giữ cơ bản tại các đại thánh tộc trong tay, mà lại số lượng thưa thớt. Giống Côn Bằng dạng này vừa ra tay, thì đưa 10 tỷ thánh linh thạch, theo Trác Phàm quả thực cũng là con số trên trời. Không hổ là ngũ đại thánh thú lão đại A, xuất thủ thật mẹ hắn phi phàm. Trác Phàm mang theo giới chỉ cái kia ngón tay, run nhẹ nhẹ, trên mặt càng là kích động nhanh muốn khóc lên. Côn Bằng gặp này, hài lòng gật đầu. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Lão phu đưa ngươi như thế hậu lễ, ngươi còn không cho lão phu khăng khăng một mực làm việc. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm hướng về Côn Bằng mãnh liệt liền ôm quyền, nghiêm nghị nói, tiền bối ngài yên tâm đi, vãn bối ổn thỏa không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm tới mặt khác hai nơi tuyệt địa, đem khác hai vị tiền bối cứu ra. Như thế rất tốt, Côn Bằng khẽ cười một tiếng, hai mắt cười đến cùng cái trăng khuyết một dạng. Cái này người xảo quyệt tiểu tử, cuối cùng là quy tâm. Như vậy ngươi có chuyện gì, thì mau chóng đi làm a, tiểu tam tử lưu tại ta chỗ này, lão phu hội dốc lòng dạy bảo tại nó. 300 năm, không có một vị trưởng bối thật tốt chỉ đạo hắn, đứa nhỏ này rất nhiều thánh thú thần thông đều không khai phát đi ra, thật sự là đáng tiếc. Sau cùng, Côn Bằng phất phất tay, đạm mạc lên tiếng. Tiếng nói vừa dứt. Cái kia tam thủ quái nha liền vô cùng có ánh mắt lại bay xuống, cúi người xuống, hiển nhiên là muốn đưa Trác Phàm rời đi. Trác Phàm khẽ gật đầu, đem thước nhi lần nữa thu nhập giới chỉ, thật sâu nhìn cổ tam thông liếc một chút về sau, liền vỗ vỗ hắn cái đầu nhỏ, thở dài, đạp vào tam thủ quái nha lưng. Cổ tam thông vạn phần không muốn, cầu xin xem Côn Bằng liếc một chút, lẩm bẩm nói ta muốn đưa tiễn lão cha bọn họ. Trầm ngâm nửa ngày. Côn Bằng đạm mạc gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Cổ tam thông vui vẻ, nhất thời nhảy lên tam thủ quái nha lưng, cùng Trác Phàm lần nữa đoàn tụ. Phần phật gió lốc phát ra, tam thủ quái nha phốc vỗ một cái cánh, lần nữa lăng không bay lượn, hướng về vạn thú sơn mạch bên ngoài bay đi. Nhìn lấy cái kia dần dần biến mất bóng người, Côn Bằng một đôi tinh quang sáng láng trong đôi mắt, lại là tràn ngập vô tận thâm thúy. Ha ha ha! Nghĩ không ra trong lúc vô tình không ngờ chạy ra một cái lôi hoàng truyền thừa đến, tuy nhiên vật nhỏ này còn tuổi nhỏ, căn cốt không tốt, nhưng chưa hẳn liền không thể lại thành thánh thú thân thể a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Côn Bằng khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, đợi lão phu suy nghĩ thật kỹ, nói không chừng ngũ đại thánh thú không lâu sau đó, thì lại hội đoàn tụ. Đến lúc đó, hừ hừ hừ, thiên đế, chúng ta sổ sách thì có tính toán. Nói. Côn Bằng bỗng nhiên cười lớn một tiếng, ngược lại tiến vào cái kia tối như mực trong huyệt động. Mà giờ này khắc này, tam thủ quái nha đã mang theo Trác Phàm hai người tiến lên trăm dặm sau khi, lại là căn bản nghe không được Côn Bằng cái kia âm thanh tà dị cười như điên. Nửa canh giờ về sau, hai người lần nữa trở lại trước kia bắt linh thú địa phương. Trác Phàm nắm lấy cổ tam thông cánh tay nhảy xuống thân thể đến, đợi sau khi hạ xuống. Ngửa đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trên đầu xoay quanh không đi tam thủ quái nha về sau, mới mật ngữ nói tiểu tam tử, lão cha đến tiếp xuống nói chuyện với ngươi, ngươi chỉ cần nghe lấy, không cần đáp lời, biết không? Không khỏi sững sờ, cổ tam thông kỳ quái nhìn Trác Phàm liếc một chút, mặt hiện nghi hoặc, nhưng vẫn là hơi gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nghe rõ ràng, vừa mới Côn Bằng đối như lời ngươi nói chi ngôn, ngươi không thể tin hoàn toàn, lúc có tâm phòng bị. Tuy nhiên hắn thân là ngũ đại thánh thú đứng đầu,
người lại là thánh thú chi tử, ở bên cạnh hắn tu luyện, chắc chắn làm ít công to, rất có ích lợi. Bất quá, người này dụng ý khó dò, vừa mới giảng sự tình tránh nặng tìm nhẹ. Giống bọn họ cùng thiên đế qua kết, không chút nào sách, bên trong tuyệt đối có kỳ quặc, ngươi làm cẩn thận lưu ý mới là. Trác Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, Cổ Tam Thông nghe, bất giác mi đầu lắc một cái, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Cái kia Côn Bằng thực lực thâm bất khả chắc, nếu thật đối với hắn có ác ý, hắn cũng chỉ là cái thớt gỗ phía trên thịt cá, không thể làm gì a. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm đưa cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt ở bên cạnh hắn là được, hắn có việc để cho ta đi làm, cho dù có ác ý, cũng sẽ không như thế nhanh phát tác. Mà lại, mới vừa từ hắn trong lúc nói chuyện, ta phát hiện hắn có một nhược điểm chí mạng, cái kia chính là không thể rời đi cái này vạn thú sơn mạch. Nếu không mà nói, lấy hắn uy năng, 300 năm trước, biết Kỳ Lân ra chuyện, lại có thể không xuống núi tìm kiếm ngươi. Lại nói, cái kia tam đại tuyệt địa bên trong Lạc Lôi Hạp, hai người chúng ta đều trải qua. Tuy nói gian nguy vạn phần, nhưng bằng vận khí, chúng ta vẫn là xông vào. Mà lấy Côn Bằng chi thực lực, hoàn toàn có thể theo bên ngoài phá trận đi vào, giải cứu đồng bạn. Vì sao nhiều năm như vậy, hắn đều không xuất thủ? Chỉ có thể nói rõ, hắn chỉ có trốn ở cái này vạn thú sơn mạch bên trong mới an toàn, một khi ra ngoài liền nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên ngày sau như có cái gì không đúng kình địa phương, tiểu tam tử, người nhất định muốn chạy ra cái này vạn thú sơn mạch mới được. Những lời này nếu như bị Côn Bằng biết lời nói, nhất định sẽ tức giận tới mức nôn máu tươi, mắng Trác Phàm vong ân phụ nghĩa. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử vừa cho ngươi một đống lớn chỗ tốt, ngươi lật đầu qua đến thì cắn lão tử một miệng, ly gián chúng ta thánh thú ở giữa cảm tình, thực sự quá không phải thứ gì à. Thế nhưng là không có cách, ý muốn hại người thường thường có, nhưng nên có lòng phòng bị người, đây là Trác Phàm luôn luôn xử sự nguyên tắc. Huống chi, cái này còn quan hệ tiểu tam tử an nguy, Trác Phàm càng thêm là phá lệ để bụng. Hắn thật là đem đứa nhỏ này, làm hắn con ruột nhìn. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Cổ Tam Thông nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ tán thán, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lão cha, vẫn là ngươi lợi hại. Ta sẽ chú ý. Hành sự cẩn thận, chớ chọc giận hắn. Lần nữa sờ sờ cái kia Cổ Tam Thông cái đầu nhỏ, Trác Phàm thở dài lên tiếng, đầy mắt thương tiếc. Cổ Tam Thông cũng là nhu thuận gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, cái kia tam thủ quái nha vẫy cánh rơi xuống, khuyên nhủ thiếu gia, chúng ta nên trở về đi. Ha ha ha, thiếu gia, ngay từ đầu ta còn kỳ quái, nó làm sao quản ngươi gọi thiếu gia. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, Kỳ Lân thiếu gia, ha ha ha. Trác Phàm nhìn hai bên một chút, không khỏi cười lớn một tiếng, trêu ghẹo nói. Vừa mới ngưng trọng không khí, cũng được đến giảm sóc. Cổ Tam Thông biết hắn ý tứ, là để hắn biểu hiện lạnh nhạt, không muốn câu thúc, gây nên hoài nghi, liền cũng cười nói, lão cha, ta là vạn thú sơn mạch thiếu gia, ngươi chính là lão gia. Về sau nếu ai khi dễ ngươi, tới nơi này tìm ta. Nhi tử nhất định cho ngươi chỗ dựa. Con trai ngoan, đi thôi. Cười to liên tục, Trác Phàm khẽ gật đầu. Cổ Tam Thông nhảy một cái chân, phía trên tam thủ quái nha lưng, dần dần hướng vân hư không trôi nổi. Chỉ là hắn hai mắt, lại một mực nhìn lấy phía dưới Trác Phàm không thả, đã là đầy mắt phụ khí quanh quẩn, nghẹn ngào lên tiếng, lão cha, coi như ngươi không có bị khi phụ, cũng thường đến xem ta. Hiu! Thế mà! Hắn lời còn chưa dứt, tam thủ quái nha đã là một cái cánh, nương theo lấy cuồn cuộn màu đen cương phong, trong nháy mắt biến mất tung ảnh. Nhìn lấy cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn nháy mắt không thấy, Trác Phàm trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, chợt cảm thấy một trái tim chĩu nặng. Đem Cổ Tam Thông đặt ở Côn Bằng bên người, hắn luôn luôn không yên lòng. Bất quá không có cách nào, hiện tại hắn chỉ có thể trước làm như thế. Thở sâu, Trác Phàm thu thập xong tâm tình. Đạp chân xuống, liền bỗng nhiên bay lên không trung, hướng Phong Lâm Thành phương hướng bay đi. Sau 3 tháng, Phong Lâm Thành trên không một đạo lưu quang xẹt qua, Trác Phàm trong chớp mắt đi vào Hắc Phong Sơn dưới chân. Thả mắt nhìn đi, cái kia 4 cái cấp 5 đại trận, vẫn tại vững vàng thủ hộ lấy nơi này. Ấn quyết trong nháy mắt đánh ra, những cái kia đại trận chậm rãi tiêu tán, nhường ra một con đường đến,
Trác Phàm chậm chậm đi vào. Mà nghe đến động tĩnh Lạc Gia mọi người, thì vội vã đi tới. Thấy là Trác Phàm trở về, không khỏi đại hỉ. Trác đại ca, ngay từ đầu gặp ngươi cùng hoàng đế trở mặt, trở thành chúng mũi tên chi, còn tưởng rằng ra cái đại sự gì. Chờ sau khi trở về nhìn thấy Sương Nhi tỷ tỷ bọn họ mới biết, nguyên lai hết thảy đều tại ngươi trong kế hoạch, vậy ta cái này gia chủ nhưng là cứ yên tâm, ha ha ha. Lạc Vân Hải đối diện đi lên phía trước, cười to lên. Trác Phàm khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, gặp những con tin kia toàn bộ trở về, mới yên lòng, biết Lãnh Vô Thường quả nhiên không dám lừa hắn. Ngươi người xấu này, lúc trước có dự mưu, vì sao không theo chúng ta nói rõ ràng, hại cho chúng ta vì ngươi một trận lo lắng. Lạc Vân Hải vừa dứt lời, Lạc Vân Thường ngay lập tức tiến lên oán giận nói. Nhưng là Trác Phàm lại là khoát khoát tay, đánh gãy nàng, tiếp lấy nhìn về phía Lệ Kinh Thiên bọn họ lời nói, Lệ lão, ta để cho các ngươi làm việc, làm tốt sao? Sắc mặt bất giác một khổ, Lệ Kinh Thiên bọn người liếc nhìn nhau, lại đều là ai thán liên tục. Sau cùng, vẫn là Lệ Kinh Thiên bất đắc dĩ nói, Trác quản gia, ngài để cho chúng ta siêu tập luyện khí khoáng vật, luyện đan tài liệu, còn có đại lượng linh thạch, chúng ta vốn là đều tại vội vàng chuẩn bị. Thế nhưng là chúng ta dù sao cũng là mới lên cấp thế gia, lãnh địa bên trong mỏ quặng khai thác có hạn. Lại thêm ngài bị cả nước truy nã sự tình, những cái kia đáng đâm ngàn đao phụ thuộc gia tộc, lúc này thì mặc kệ, cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, hại lão tử bây giờ còn chưa chuẩn bị đầy đủ đồ vật. Cũng liền mang theo trong nhà hộ vệ còn có Vân gia hơn ngàn tộc nhân, ấn ngươi phân phó, cùng một chỗ tại Hắc Phong Sơn dưới nền đất đào ra một cái phạm vi ngàn dặm giấu binh động đi. Tốt, có cái này động là được, hắn, lão tử đều có. Cười lạnh, Trác Phàm tà dị phất phất tay. Đón lấy, nhưng gặp một đạo quang mang lóe qua, Hắc Phong Sơn đỉnh núi trước, liền phủ đầy vô số chân quý khoáng vật dược tài, linh thạch càng là một chồng chồng chất tiểu sơn chồng chất cùng một chỗ, nhiều vô số kể. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn họ làm sao lại muốn đến, Trác Phàm trong tay lại có thật lớn như thế tài phú, quả thực không tại toàn bộ đế quốc phía dưới a. So với Trác Phàm lúc trước để bọn hắn chuẩn bị đồ vật, những vật này càng là vượt qua gấp mấy trăm lần không thôi. Tốt, theo ta lúc trước phân phó, đem những vật này an bài thỏa đáng a, chúng ta muốn bắt lại thiên hạ này. Trác Phàm vung tay lên, vênh váo tự đắc đi qua trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia dần dần biến mất bóng lưng, dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây người. Trác quản gia ba tháng này là đến chỗ nào phát tài sao? Thổ hào a, ngài vẫn là khác cầm xuống thiên hạ này, trực tiếp mua lại. Đêm khuya, gió lạnh lạnh thấu xương, Tinh La Kỳ bố. Đế đô trong hoàng thành, ngự thư phòng vẫn như cũ một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nghe lấy ngoài cửa sổ gió đêm quát kêu tiếng ô ô vang, trong phòng mọi người lại là từng cái mây đen đầy mặt, cau mày. Thỉnh thoảng ai thán âm thanh, cũng cùng ngoài cửa sổ tiếng gió âm thanh lẫn nhau chiếu rọi, không nói ra ưu sầu. Tư Mã tiên sinh, các ngươi nói Hoàng Phủ Thiên Nguyên này lão tặc, vì sao chậm chạp không chịu động thủ? Trẫm đã ủy quyền tại hắn, cho hắn thống ngự bảy nhà quyền lực. Hắn cần phải minh bạch, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Hoàng đế mi đầu nhẹ rung, ngón tay càng không ngừng tại bàn phía trên gõ ra cộc cộc tiếng vang, một đôi mắt rồng tinh quang sáng láng, như hai thanh lợi kiếm giống như bắn ra. Tư Mã Huy trầm ngâm nửa ngày. Đạm mạc lên tiếng, bệ hạ, cái kia Lãnh Vô Thường không phải người ngu, lúc trước hướng bệ hạ muốn đối phó Lạc gia quyền hạn, cũng bất quá là muốn danh chính ngôn thuận mở rộng thực lực mà thôi. Bây giờ chậm chạp không động thủ, chỉ sợ là đang nhìn lấm lét đế đô tình thế đi. Không sai, đế cũng không loạn, đế vương môn lại sao dám tùy tiện bốc lên chiến sự. Tối thiểu nhất, chờ hắn bố trí tốt, có thể đồng thời ứng đối Trác Phàm cùng bệ hạ hùng phong lúc, mới dám ra tay đi. Phương Thu Bạch suy nghĩ một chút, nói tiếp. Cười lạnh, hoàng đế khí bật cười, cả giận nói, những thứ này dụng ý khó dò kẻ già đời, thật sự là không có một cái bất lo. Gia Cát Trường Phong như thế, Lãnh Vô Thường cũng là như vậy. Hừ hừ, bây giờ bên trong bên ngoài cục thế, đều là hết sức căng thẳng. Không qua tất cả mọi người không dám tiên phát chế nhân, sợ ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Phải đồng thời bạo phát, mới an tâm. Hướng ra ngoài bảy nhà chi tranh,
đế vương môn cùng Trác Phàm chính là long hổ đấu, nhưng trong triều, chấm cùng Gia Cát Trường Phong lão thất phu này, sao lại không phải long hổ tranh đấu? Chỉ là lão gia hỏa này quỷ rất, chấm bắt không được hắn tay cầm, lấy hắn thừa tướng thân phận, chấm há có thể vô duyên vô cớ động đất hắn, cái kia chẳng phải thụ trách khắp thiên hạ. Chỉ là hướng bên trong bất động, như thế nào để hướng ra ngoài an tâm cho chấm động a? Hoàng đế thở sâu, lại thở dài xuất khẩu, đầy mặt thần sắc lo lắng. Tư Mã Huy trầm ngâm một chút, khom người bái nói, bệ hạ chưa buồn, cái kia Gia Cát Trường Phong lấy mừng thọ vì danh, dốc hết sức thúc đẩy Khuyển Nhung sứ đoàn nhập cảnh, nghĩ đến cùng cái kia Khuyển Nhung có chỗ cấu kết. Nhưng là bây giờ bệ hạ tiệc mừng thọ đã qua, Khuyển Nhung sứ đoàn lưu tại Thiên Vũ lúc ngày ngày ngắn. Rất nhanh, bệ hạ liền có thể tìm cái lý do đem bọn hắn phái hồi. Nhìn như vậy đến, thời gian kéo càng lâu, trái lại đối bệ hạ có lợi. Khụ khụ khụ. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, hoàng đế đã là kịch liệt ho khan, một chương che tại miệng phía trên khăn tay trắng lấy ra, phía trên chỉ có một mảnh đỏ thẫm máu nước. Bệ hạ, mọi người quýnh lên, cùng nhau lên tiếng. Chậm rãi khoát khoát tay, để mọi người an tâm, hoàng đế quay đầu đưa tới cận thị, cầm qua một chén dược thang ăn vào, mới thở dài một hơi, cảm giác toàn thân cao thấp thư sướng không ít. Quét nhẹ tại chỗ tất cả mọi người lo lắng gương mặt liếc một chút, hoàng đế khẽ cười một tiếng, lộ ra một cái lạnh nhạt nụ cười, không ngại, chỉ bất quá thiên nhân ngũ suy, chấm đại nạn sắp tới mà thôi. Thân thể làm một đời đế vương, cùng các ngươi đồng dạng tu giả khác biệt. Thời gian dài xử lý quốc vụ, nơi nào còn có thời gian tu thân dưỡng tính, tăng thêm thọ duyên. Ha ha ha, đây là số ngày, chấm cũng tránh không. Đúng, Tư Mã tiên sinh, vừa mới ngài có câu nói sai. Hiện tại chính thức tại cùng thời gian thi chạy, mấy người không được, là chấm A. Sắc mặt bất giác nghiêm một chút, Tư Mã Huy khom người cúi đầu, trong lòng ai thán liên tục. Bọn người người cũng là mặt hiện kính ngưỡng chi sắc, nhìn về phía hoàng đế phương hướng, thật sâu bái xuống. Đệ nhất đế vương, trăm công nghìn việc, cho dù biết rõ không còn sống lâu nữa, cũng muốn đem hết toàn lực lưu lại một tòa vững chắc giang sơn cho hậu nhân. Tuy nhiên hắn cả đời đỉnh lấy hôn quân tên, bị thế nhân chế giễu vì mềm yếu hạng người vô năng. Nhưng là chỉ có cùng ở bên cạnh hắn người mới rõ ràng, hắn mới thật sự là thiên cổ nhất đế, hùng tài vĩ lược. Người tới, truyền chỉ. Nhẹ nhàng liếc mọi người liếc một chút, hoàng đế sắc mặt lạnh nhạt, trịnh trọng nói, khiến hộ long thần vệ Tư Mã Huy, Phương Thu Bạch hai người, cùng quỷ ảnh vệ thống lĩnh quỷ vương, cùng đi đế vương môn, đốc xúc phụ tá đế vương môn môn chủ, hoàng phủ thiên nguyên đuổi bắt Trác Phàm cùng Lạc gia còn thừa nhân viên. Lập tức lên đường, không được sai sót. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Tư Mã Huy vội vàng ôm quyền, khuyên can nói, bệ hạ, không thể. Bây giờ đế đô tốt xấu lẫn lộn. Chúng ta như cứ vậy rời đi, người nào đến bảo hộ bệ hạ an nguy? Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi thành danh, còn lại đám người, cũng cùng nhau bái nói. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, hoàng đế khẽ cười một tiếng, trong mắt lại là rất là kiên định, không ngại, chấm chính là cho bọn họ một cái cơ hội, đại náo một trận, ha ha ha. Nói xong, hoàng đế vung phất ống tay áo, cười lớn một tiếng, từ cửa hông đi. Không nói ra thoải mái. Chỉ có Phương Thu Bạch bọn người đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn lẫn nhau, lại là bất đắc dĩ thán âm thanh. Bọn họ minh bạch hoàng đế tính khí, đã lời nói đã đến nước này, cái này thánh chỉ là vạn vạn thu không trở về. Làm hộ long thần vệ cùng quỷ ảnh vệ thống lĩnh, ba người bọn họ cũng chỉ có thể chiếu vào đi làm. Hiu hiu hiu. Ba đạo thân ảnh bay khỏi đế đô, rất nhanh tin tức này liền truyền khắp các đại thế lực. Trong phủ thừa tướng, Gia Cát Trường Phong khoan thai tự đắc tại trong đình viện uống rượu ngắm trăng. Đột nhiên một trận quỷ dị ba động truyền ra, dưới chân hắn mặt đất lại bỗng nhiên nâng lên một cái bọc nhỏ, sau đó một bóng người liền siêu một tiếng, từ dưới đất xông tới. Nhìn kỹ lại chính là Khuyển Nhung thám tử, ẩn lang vệ Hồ Liên Sài không thể nghi ngờ. Nhìn đến Gia Cát Trường Phong, Hồ Liên Sài một mặt vẻ kích động, vội vàng bái nói, thừa tướng đại nhân. Vừa mới chúng ta thu đến tin tức xác thật, một mực bảo hộ ở hoàng đế bên người cao thủ, tất cả đều bị phái đi ra đuổi bắt Trác Phàm. Công tử nhà ta cùng quốc sư muốn thỉnh giáo với ngài, chúng ta phải chăng lập tức động thủ?
Ha ha ha, động thủ cái gì, đế đô lớn như vậy, các ngươi còn không có toàn chơi qua à, tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt, du sơn ngoạn thủy, há không tốt hơn. Gia Cát Trường Phong tà dị cười một tiếng, bưng chén rượu lên lại uống một chén, từ chối cho ý kiến lắc đầu. Thấy tình cảnh này, Hồ Liên Sài bất giác sắc mặt nghiêm một chút, gấp quát, thừa tướng đại nhân, chúng ta khuyển nhung dũng sĩ đến quý địa, cũng không phải du sơn ngoạn thủy đến, ngươi chắc là tương đối rõ ràng. Lão phu đương nhiên biết rõ, cho nên mới để cho các ngươi an ổn một chút, cái kia làm sao thì làm, chớ có bên trong này lão đầu tử dẫn xà xuất động kế sách. Gia Cát Trường Phong lung lay đầu, tiếp tục tự rót tự uống, tốt không vui. Hồ Liên Sài khẽ giật mình, lại là mặt mũi tràn đầy không hiểu, thừa tướng đại nhân, ngài nói đây là kế sách. Thế nhưng là ta đã đánh tra rõ ràng, cái kia hai cái hộ long thần vệ, còn có quỷ kia vương, xác thực đã ly đô, không có sai. Hiện tại hoàng đế bên người, thật không có bất kỳ người nào bảo hộ. Ha ha ha, ngây thơ, hộ long thần vệ ly đô cùng hoàng đế bên người có hay không hộ giá người, cái kia là hai chuyện khác nhau. Khác ngẩn người ra, này lão đầu tử tuyệt không đơn giản. Lần nữa hớp một cái thanh tử, Gia Cát Trường Phong phất phất tay, đã làm cho hắn lui xuống đi. Hồ Liên Sài có chút không phục, bĩu môi, quay người muốn đi, nhưng là trong miệng lại là lẩm bẩm, hừ, thiên vũ người cũng là nhát gan sợ phiền phức, tốt như vậy cơ hội thế mà cũng sẽ bỏ qua. Ngươi nói cái gì? Thế mà, hắn nói còn chưa dứt lời, Gia Cát Trường Phong đã là lạnh lùng lên tiếng, nghiêm túc dị thường cảnh cáo nói, ngươi trở về cho công tử nhà ngươi cùng quốc sư mang cái lời nhắn. Liền nói mấy ngày nay tốt nhất cho lão phu an ổn điểm. Nếu là ra cái gì chuyện rắc rối, các ngươi chết không sao cả, nhưng nếu xấu lão phu đại kế. Hừ hừ, lão phu nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Gia Cát Trường Phong mặc dù chỉ là thiên huyền cảnh tu giả mà thôi, nhưng là một nước thừa tướng uy nghiêm, lại là không thể khinh thường, nhất thời liền đem Hồ Liên Sài cái này thần chiếu cường giả dọa đến thân thể lắc một cái, bản năng gật đầu. Trở về đi, lần nữa quát lạnh một tiếng, Gia Cát Trường Phong trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang. Hồ Liên Sài lần nữa gật gật đầu, liền chậm rãi hãm xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Gia Cát Trường Phong một người, một bên tiếp tục uống rượu, một bên thở dài lên tiếng, lẩm bẩm nói, lão đầu tử, rốt cục bắt đầu trải lưới a. Chỉ là, lần này lấy chính mình làm mồi dụ, có phải hay không quá mạo hiểm? Vẫn là nói, trừ hộ long thần vệ cùng quỷ vương bên ngoài, trong tay ngươi còn có quân cờ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Gia Cát Trường Phong rơi vào vô tận suy nghĩ bên trong. Một phương diện khác, mới đậy lại nhị hoàng tử trong phủ, nhị hoàng tử một mặt kích động trong đại sảnh đi tới đi lui, tay đều ngăn không được run rẩy lên. Chỉ chốc lát sau, một đạo người áo đen ảnh thừa dịp cảnh ban đêm, đi vào trước mặt hắn, đợi lúc ngẩng đầu lên. Lại chính là U Minh Cốc một đời mới mưu sĩ, U Minh không thể nghi ngờ. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài tìm ta, U Minh hơi hơi thi lễ, sắc mặt lạnh nhạt. Kích động ngăn không được xoa xoa hai tay, nhị hoàng tử vội vàng đi vào trước người hắn, vội vàng nói, U Minh tiên sinh, ngài đến vừa vặn. Vừa mới bản hoàng tử được đến một cái tin tức xác thật. Nói đến đây, nhị hoàng tử nhìn hai bên một chút không có người, mới lại hạ giọng, nhẹ nhàng nói. Phụ hoàng bên người hai vị hộ long thần vệ, còn có tứ trụ chi bốn quỷ ảnh vệ thống lĩnh quỷ vương, đã đều bị phái đi ra đuổi bắt Trác Phàm. Hiện tại phụ hoàng bên người, không người có thể dùng. Ngu ngốc, cái này xem xét cũng là dẫn xà xuất động quỷ kế, cũng chỉ có ngươi loại này ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Bất quá, ngươi như không phải dân bạch si, lão tử làm sao lợi dụng ngươi. Thật sâu liếc hắn một cái, U Minh trong lòng thầm nghĩ. Nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra đến, ngược lại cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, nhị hoàng tử, ngài đây là ý gì, tại hạ không hiểu. Chính là, U Minh tiên sinh, ngài cần phải minh bạch a, như bây giờ cục thế. Nhị hoàng tử sắc mặt khẩn trương, hoa chân múa tay, nhưng là không nói ra cái kia mấy chữ. Hoặc là nói, hắn căn bản không dám nói ra những thứ này đại nghịch bất đạo chi ngôn. U Minh tiên sinh, ngài cần phải minh bạch. Lúc trước thánh nữ đã kết luận ta không có đế vương chi tướng. Nhị hoàng tử quá lo, mệnh đồ nói chuyện, ba phần thiên quyết định, bảy phần dựa vào dốc sức làm. Nghĩ đến đương kim thánh thượng đối với cái này ngôn luận,
cũng sẽ không như vậy tin tưởng, nếu không năm đó liền sẽ không tùy ý Vân Huyền Cơ cho Hoàng Phủ Thanh Thiên phê mệnh. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên bị chém làm đế vương chi tướng lại như thế nào, còn không phải chết oan chết uổng. Đúng a, ta cũng cảm thấy mạng này đồ nói chuyện, cũng là lời nói vô căn cứ. U Minh vừa dứt lời, nhị hoàng tử đã là vỗ tay tán đồng nói, cho nên ta mới đưa U Minh tiên sinh mời đến, lại cho bản vương đoạn phía trên vừa đứt. Nhị hoàng tử, ta cũng sẽ không đoạn mệnh xem tướng. U Minh chỗ nào không biết hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ là không nói rõ, giả vờ ngây ngốc mà thôi. Gấp sậm chân, nhị hoàng tử thở sâu, mới để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn hai bên một chút không có người, mới lại mật ngữ nói, U Minh tiên sinh, ta là muốn mời ngài đến chỉ giáo một chút, đến tiếp xuống đường, làm như thế nào đi. Yên lặng nhìn biến, U Minh trong mắt tinh quang lóe lên, đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng là nghe được lời này, nhị hoàng tử lại là một trận thất lạc, tiếp tục nói, thế nhưng là U Minh tiên sinh, hiện tại tình thế thực sự là. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài như quyết định làm việc gì, cần gì phải đến hỏi ta. Thế nhưng là không đợi hắn nói xong, U Minh đã là nhạt cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Đến tận đây, nhị hoàng tử mới lại là khẽ giật mình, bất đắc dĩ lắc đầu, tốt a, U Minh tiên sinh tại bản hoàng tử trong lòng, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mưu sĩ, so cái kia Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong đều mạnh hơn nhiều. Liền bọn họ đều tính kế không đến Trác Phàm, lần trước U Minh tiên sinh để cho ta đi cầu cưới Vân Sương, lại thật đem tiểu tử kia cho tính kế ở. Chẳng những đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, thành vì thiên hạ trung địch, còn sẽ không liên lụy đến trên người của ta. U Minh tiên sinh, thật là thần người a. Lần này đã U Minh tiên sinh nói án binh bất động, bản vương liền án binh bất động tốt, hết thảy cần tuân tiên sinh chỉ ý. Nghe được lời này, U Minh khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, nhưng trong lòng lại là một trận cười thầm. Cái này ngu ngốc, Trác Phàm dạng này gian trá chi đồ, cái nào dễ dàng như vậy giỏi tính toán đến. Lần trước bất quá người ta tự biên tự diễn, mượn ta chi thủ, đem ngươi trở thành thương, súng, làm mà thôi, còn thật sự coi chính mình là đầu tỏi. Hừ hừ, ngu ngốc như vậy, quả nhiên không đáng tin cậy. Vẫn là đạp vào đế vương môn cùng Trác Phàm cái này hai đầu thuyền, tìm một cơ hội đem tiểu tử này bán đi tốt. Khóe miệng hơi hơi một phát, U Minh lộ ra ánh sáng mặt trời giống như nụ cười, nhìn về phía nhị hoàng tử tín nhiệm ánh mắt, khen trẻ nhỏ dễ dậy. Lãnh tiên sinh, người ở lại đây làm gì? Tỏa long thành lòng đất ngàn mét phong ấn trước đại trận, một đạo lưng hùm vai gấu dẻo dai bóng người, chậm rãi xuất hiện tại một mực thủ hộ ở đây trận trước đó Lãnh Vô Thường sau lưng. Định thần nhìn lại, lại chính là đế vương môn đại cung phụng, Hoàng Phủ Phong Lôi không thể nghi ngờ. Trong lòng bất giác siết chặt, Lãnh Vô Thường không quay đầu lại, chỉ là đạm mạc lên tiếng, lão phu tại làm, cái kia làm sự tình. Lãnh tiên sinh nên làm việc, hẳn là bên ngoài trưởng khống đại cục, mà không phải canh giữ ở cái này long mạch phong ấn chỗ, còn đem còn lại cung phụng điều đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Phong Lôi lạnh lùng lên tiếng, đế đô truyền đến tin tức, hoàng đế bên người hộ long thần vệ đã toàn thể xuất động, bên cạnh hắn không có người. Bước kế tiếp làm sao bây giờ, người cái kia cầm cái chủ ý. Yên lặng nhìn biến, không có chút nào cân nhắc, Lãnh Vô Thường mã thượng đạo. Nghe được lời này, Hoàng Phủ Phong Lôi lại là nhướng mày, bất mãn nói, Lãnh tiên sinh không nhiều hơn suy nghĩ, liền làm ra này quyết ý, không khỏi quá qua loa đi. Trước mắt tình thế, có lẽ cũng là một cơ hội. Không có cái gì tình thế, so hiện tại càng trọng yếu. Chúng ta có thể làm tốt nhất quyết đoán, cũng là các loại, một mực chờ đi xuống. Không có chút nào để ý. Lãnh Vô Thường chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đại trận kia, không nhúc nhích. Mí mắt nhìn không được nhảy nhót, Hoàng Phủ Phong Lôi trong lòng nghi hoặc. Lấy hắn đối Lãnh Vô Thường giải, làm ra như thế tiêu cực quyết đoán, cũng không giống như là hắn phong cách. Các loại, muốn chờ cái gì? Trong lòng hồ nghi càng nặng, Hoàng Phủ Phong Lôi nhìn hai bên một chút, đột nhiên hỏi, Lãnh tiên sinh, gần đây làm sao rất lâu không thấy môn chủ bóng người? Người cùng hắn như hình với bóng, cũng biết hạ lạc như thế nào, đang làm cái gì. Môn chủ sự tình, tự có tính toán, cũng không nhọc đến đại cung phụng quan tâm. Song quyền bất giác siết chặt, Lãnh Vô Thường thở sâu, miễn cưỡng bảo trì lại tỉnh táo, đạm mạc lên tiếng. Thật sâu nhìn lấy cái kia hơi run run khuôn mặt,
Hoàng Phủ Phong Lôi càng xem càng kỳ quái, mi đầu cũng là nhăn càng sâu, cảm thấy càng phát ra kỳ quặc, đột nhiên chất vấn, Lãnh tiên sinh, môn chủ chính là ta đế vương môn từng nhà chủ, bây giờ tình thế gấp gáp, há có thể nói mất tích thì mất tích, đưa cả tộc lợi ích tại không để ý. Vẫn là nói, hắn xảy ra chuyện gì? Lãnh tiên sinh thân thể vì bản môn đại quản gia, nhất định muốn nói rõ sự thật, đây là lão phu cái này đại cung phụng chỗ chức trách. Lần nữa thật sâu hít một hơi, Lãnh Vô Thường không nói tiếng nào, vẫn như cũ bảo trì bình thản khuôn mặt. Hoàng Phủ Phong Lôi trên mặt, thì là càng ngày càng tái nhợt lên, toàn thân khí thế cũng đang không ngừng tăng cường. Tựa hồ Lãnh Vô Thường muốn là nếu không nói, hắn liền muốn động võ giống như. Thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục bước hỏi tiếp, âm thanh tiếng long ngâm gào rú đã là từ cái kia đại trận bên trong bỗng nhiên truyền ra. Hống hống hống. Đồng thời, nương theo lấy tiếng long ngâm, còn có đạo đạo thống khổ tiếng kêu gào, tê tâm liệt phế. Hoàng Phủ Phong Lôi chỉ là nghe xong, liền đã kết luận, đây chính là bọn họ môn chủ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên Thanh Âm. Sao, sao lại thế, chẳng lẽ môn chủ tại cái này phong ấn đại trận bên trong? Hoàng Phủ Phong Lôi một mặt kinh dị nhìn lấy khắc kia vẽ lấy quỷ dị đại trận mặt đất, thỉnh thoảng còn truyền đến phanh phanh tiếng vang, hiển nhiên là tám đầu long hồn đang trùng kích phong ấn động tĩnh. Không khỏi vừa kinh vừa sợ, quay đầu hung tợn nhìn chăm chú về phía Lãnh Vô Thường, giận dữ hét, Lãnh Vô Thường, đây là có chuyện gì, môn chủ sao lại đột nhiên rơi vào cái kia đại trận bên trong. Minh bạch không gạt được, Lãnh Vô Thường không khỏi ai thán một tiếng, lắc đầu, đem tất cả mọi thứ nói thẳng ra. Đến tận đây, cái kia Hoàng Phủ Phong Lôi mới hiểu được, nguyên lai hai người này đã được đến Bồ Đề Tu Căn, càng là không có đi qua gia tộc cung phụng trưởng lão thương nghị. Thì tự tiện ở chỗ này tu luyện Cửu Long Kim Cương Thân. Tuy nhiên Hoàng Phủ Thiên Nguyên là từng nhà chủ, nhưng là trọng đại như thế quyết ý, nhưng là còn chưa tới phiên hắn một người làm chủ. Hồ nháo! Hận hận giận dữ mắng mỏ một tiếng, Hoàng Phủ Phong Lôi nhìn về phía Lãnh Vô Thường nổi giận mắng, chẳng lẽ các ngươi một cái gia chủ, một cái đại quản gia, không biết ta đế vương môn môn quy sao? Như thế quan hệ ta đế vương môn đại lợi ích sự tình. Há có thể từ hai người các ngươi thì cho tùy tiện làm chủ. Huống hồ, cái kia Hoàng Phủ Thiên Nguyên căn cốt không tốt, mấy chục năm như một ngày, liền thần chiếu cảnh đều không thể đột phá, làm sao có thể thừa nhận được đến tám đầu long hồn chi uy. Ngươi cứ như vậy để hắn tiến vào phong ấn chi địa luyện công, không phải để hắn chịu chết sao? Không được, lão phu phải đem hắn cứu ra không thể. Nói, Hoàng Phủ Phong Lôi đã là bắt đầu kết ấn. Chuẩn bị mở ra phong ấn cứu người. Thế nhưng là, hắn lại nơi nào có hảo tâm như vậy mạo hiểm thi cứu. Liền xem như bọn họ đế vương môn môn chủ, chết một cái, bọn họ còn có thể lại đề cử một cái, không có gì lớn không. Mấu chốt là, hắn lo lắng cái kia tám đạo long hồn thật bị thu phục, nhưng là không còn hắn chuyện gì. Thân là đế vương môn đại cung phụng, gia tộc tối cường giả. Cái kia Cửu Long Kim Cương Thân cũng cần phải là hắn vật trong bàn tay a, dựa vào cái gì lãng phí ở một cái liền thần chiếu cảnh đều đột phá không tầm thường trên thân. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền 10.000 cái không phục, 1 triệu cái không cam tâm. Thế nhưng là, còn không đợi hắn kết ấn, Lãnh Vô Thường đã là vội vàng vung tay lên, bắt hắn lại hai cổ tay, ngăn cản hắn, vội vã khuyên giải nói, đại cung phụng không cần thiết xúc động. Bây giờ môn chủ tu luyện Cửu Long Kim Cương Thân, nhất định dẫn tới Bát Long bạo động. Lúc này ngài như mở ra trận thức, sợ Bát Long chạy ra, đến lúc đó chúng ta coi như thật bồi thường thêm, cái gì đều vơ vét không đến a. Nghe được lời này, Hoàng Phủ Phong Lôi hai mắt đi loanh quanh, ngay tại kết ấn tay lại là bỗng nhiên dừng lại, tại tỉ mỉ suy nghĩ lấy được mất. Trong mắt tinh quang lóe lên, Lãnh Vô Thường tựa hồ đã xem thấu khác ý nghĩ giống như, tiến một bước khuyên nhủ. Hãy nói lấy môn chủ chi tư, có thể thuận lợi luyện thành đương nhiên tốt, nhưng nếu là sơ ý một chút, bỏ mình ở bên trong. Tuy nhiên tiếc nuối, nhưng tốt xấu tám đạo long hồn vẫn còn, đến lúc đó lại tìm người tu luyện, chúng ta tổn thất cũng sẽ không quá đại a. Câu nói này, có thể nói đến hắn trong tâm khảm, làm cho hắn lúc đó liền để xuống kết ấn hai tay. Đúng a, chờ tiểu tử kia chết, cái này Cửu Long Kim Cương Thân chỉ có lão phu có tư cách luyện. Làm gì làm một lúc chi khí, thả đi long hồn, hủy chưa đến tu vi tiền đồ. A, à, lúc này, cái kia đại trận bên trong lại truyền tới một đạo khoan tim thấu xương gào rú.
Điều này không khỏi làm Hoàng Phủ Phong Lôi càng thêm yên lòng, hừ, lấy tiểu tử này tư chất, tỷ lệ thành công cũng không lớn, lão phu thì kiên nhẫn chờ tốt. Nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Phong Lôi thở dài một tiếng, đạm mạc gật đầu nói ai, chỉ mong môn chủ có thể biến nguy thành an, phúc phận bảo hộ đi. Nói, Hoàng Phủ Phong Lôi quay người đi ra ngoài, nhưng hắn tiếng nói lại là xa xa bay vào Lãnh Vô Thường trong tai, Lãnh tiên sinh, làm phòng đại trận buông lỏng, long hồn bỏ chạy, lão phu lại phái 10 tên cung phụng ở đây chăm sóc, người yên tâm tốt. Cái kia liền đa tạ đại cung phụng, xa xa cúi đầu, Lãnh Vô Thường bái tạ nói. Hoàng Phủ Phong Lôi đưa lưng về phía hắn phất phất tay, rất nhanh không thấy bóng dáng. Bất giác suy cười một tiếng, Lãnh Vô Thường trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Phủ Phong Lôi tâm tư hắn há có thể đoán không ra, nói là phái người chăm sóc, bất quá chỉ là giám thị mà thôi. Liền chờ đại trận bên trong, ngày nào Hoàng Phủ Thiên Nguyên không có tiếng, hắn tốt tiếp tục vào trận tìm được bồ đề tu căn, luyện cửu long kim cương thân. Bất quá điểm này, hắn bản tính đánh cho lại là quá sớm. Tu luyện cửu long kim cương thân, tất yếu thụ chúng long cắn xé, luyện hóa long hồn, phương thành kim thân. Tại trong quá trình tu luyện, xác thực dễ dàng thân thể sụp đổ mà chết, nhưng bởi vì có bồ đề tu căn liên tục không ngừng sinh mệnh tinh hoa trèo trống, xác suất thành công lại là lớn hơn nhiều. Chỉ cần tinh thần không sụp đổ, chính mình không buông bỏ lời nói, chỉ cần chịu qua phần kia thống khổ, hẳn là có thể thành công. Hoàng Phủ Thiên Nguyên tuy nhiên căn cốt không tốt, nhưng có thể ngồi lên môn chủ chi vị, cũng là tính cách cứng cỏi thế hệ. Cho nên theo Lãnh Vô Thường, hắn xác suất thành công, vẫn là rất lớn. Thật sâu nhìn một chút Hoàng Phủ Phong Lôi biến mất phương hướng, Lãnh Vô Thường khinh thường bĩu môi, thở dài, người A, cuối cùng một chữ, tham A, ha ha ha. Về sau, Hoàng Phủ Phong Lôi quả nhiên phái người đến đây chờ đợi, ngó nhìn nơi này động tĩnh. Thế nhưng là một tháng hai tháng trôi qua, mọi người mỗi ngày đều có thể nghe đến đại trận bên trong môn chủ gào rú cùng gào thét, mà lại càng làm càng cao, lẫn vào cái kia đạo đạo long ngâm, đúng là chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ đều là đau, lại không chút nào bất luận cái gì uể oải hình dạng. Điều này không khỏi làm Hoàng Phủ Phong Lôi một trận phiền muộn, ngón tay bóp lấy thời gian tính toán, tiểu tử này làm sao còn không chết đâu. Chí ít người chết, ta đến đỉnh A. Rốt cục, sau 3 tháng, Phương Thu Bạch 3 người phụng chỉ đi vào Tỏa Long Thành, đốc xúc đế vương môn đối phó Trác Phàm một chuyện. Hoàng Phủ Phong Lôi cũng không ngồi yên được nữa, đem 3 người thu xếp tốt về sau, trực tiếp thẳng đến dưới đất phong ấn trước đại trận, xem tình huống. Lãnh tiên sinh, Hoàng đế phái hộ Long Thần vệ đến chúng ta chỗ này đến, nói là phụ giúp bọn ta cầm xuống Trác Phàm. Hoàng Phủ Phong Lôi vừa vào cái này lòng đất đại sảnh, liền cao giọng nói ra hắn trên mặt nổi lý do. Nhưng là còn không đợi Lãnh Vô Thường trả lời, hắn liền vừa nhìn về phía cái kia không ngừng phanh phanh vang lên đại trận vị trí, nói ra hắn tránh thức ý đồ đến, môn chủ hắn thế nào, thành công sao? Câu nói này nhìn như quan tâm chi ý, nhưng ai cũng có thể nghe ra lời nói bên trong chân ý, cũng là hỏi, cái này nha chết không có. Trong lòng thầm cười một tiếng, Lãnh Vô Thường vừa muốn đáp lời, cái kia đại trận bên trong tiếng ai minh, lại là bỗng nhiên trì trệ, trong nháy mắt không có thanh âm, liền bên trong long ngâm, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nào, chẳng lẽ, sắc mặt bất giác biến đổi, Lãnh Vô Thường vội vàng lo lắng nhìn về phía đại trận vị trí. Hoàng Phủ Phong Lôi lại là sắc mặt vui vẻ, trong mắt tinh quang phun trào, không có thanh âm, há không phải liền là ngỏm củ tỏi. Sau đó vội vàng kêu gọi người, hai tay kết ấn, mở ra phong ấn, xem bên trong động tĩnh. Thế mà, còn không đợi mọi người xuất thủ, một tiếng ầm vang tiếng vang, khắc kia vẽ lấy quỷ dị đại trận mặt đất, đúng là đột nhiên vỡ ra. Đồng thời, hiện ra từng trận ánh sáng bắn ra, một đạo toàn thân tắm huyết thân ảnh, thở hồng hộc từ bên trong leo ra. Thả mắt nhìn đi, lại chính là Hoàng Phủ Thiên Nguyên không thể nghi ngờ. Tuy nhiên hắn một thân suy yếu bộ dáng, nhưng cổ ẩn ẩn không phát, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bạo phát khí thế cường hãn, lại là để tại chỗ tất cả mọi người trong lòng run lên, đã minh bạch, hắn lúc này đã thoát thai hoán cốt, thực lực lên nhanh. Đến mức mạnh đến loại nào tình trạng, là có hay không như truyền thuyết bên trong như thế, cửu long kim cương thân, bất bại thân thể, bọn họ lại là hoàn toàn không biết.
Mà đại cung phụng hoàng phủ Phong Lôi gặp này, càng là hai mắt đỏ bừng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật thành công sao? Cái kia tám đạo long hồn, thật bị hắn thu phục. Môn chủ, Lãnh Vô Thường gặp này, không khỏi đại hỉ, vội vàng quát to một tiếng, tiến lên nâng, chắp tay nói, chúc mừng môn chủ, kim thân đại thành. Hoàng phủ Thiên Nguyên suy yếu gật đầu, lộ ra một bộ vui mừng nụ cười. Còn lại cung phụng, lại là một mực tại bên cạnh nhìn lấy, cũng không có cái gì biểu thị. Lúc này, không biết là ai, phát ra chua chua thanh âm, thâm trầm mà nói, môn chủ, chưa các vị cung phụng cho phép, tự ý tự mở ra phong ấn đại trận, thế nhưng là làm trái môn quy. Thử hỏi, ngài còn có tư cách làm đế vương môn môn chủ sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều là cười lạnh gật đầu, Hoàng phủ Thiên Nguyên lại là mí mắt vẩy một cái, trong hai con người bỗng nhiên lóe qua như dã thú khát máu hung mang. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy người kia là cái hoa râu trắng lão giả, mặt lộ vẻ cười gian, trên thân một cỗ cực kỳ khí thế hung hãn ẩn mà không phát, lại chính là đế vương môn Hoàng phủ Phong Lôi phía dưới, thứ nhị cung phụng. Tại chỗ tất cả mọi người biết, hắn luôn luôn lấy Hoàng phủ Phong Lôi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vừa mới những lời kia, cũng bất quá nói là ra Hoàng phủ Phong Lôi muốn nói mà không tiện nói tiếng lòng thôi. Trong lòng cười lạnh, Hoàng phủ Phong Lôi mắt lạnh nhìn đây hết thảy, mặc cho cái này lão nhị ra mặt, chính mình lại như xem kịch vui đồng dạng, yên tĩnh quan sát, giữ im lặng. Nhị cung phụng, ngài nói cái gì, lão phu không có nghe rõ, phiền phức ngài lặp lại lần nữa. Mí mắt hơi hơi run run, Hoàng phủ Thiên Nguyên sắc mặt âm trầm, kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng lão giả đi đến, nghiêng tai lắng nghe, nhưng khóe miệng lại là treo một bộ cười lạnh. Nhị cung phụng khinh bỉ liếc hắn một cái, gặp hắn suy yếu, trong lòng càng là khinh thị, cũng liền không nghi ngờ gì, ngược lại càng thêm ngạo mạn ngẩng lên ngẩng đầu, hé mồm nói, lão phu nói là, người đã. Giống. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên triệt địa nộ hống đột nhiên phát ra, giống như bị giam giữ vài vạn năm cự long cuối cùng được giải thoát, ngửa mặt lên trời gào rú chu lên đồng dạng. Cái kia cỗ thanh thế, nhất thời đem tại chỗ tất cả mọi người trái tim, đều chấn động đến một trận đau đớn. Cho dù là cái kia đại cung phụng Hoàng phủ Phong Lôi cũng không ngoại lệ, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, đầy mặt hoảng hốt. Thế nhưng là còn không đợi hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cái kia nhị cung phụng đã là tại một tiếng kêu rên bên trong, màng nhĩ trong nháy mắt vỡ tan, cuồn cuộn máu tươi từ hắn hai lỗ tai bên trong chảy ra tới. Tiếp lấy phốc một tiếng vang trầm, hắn toàn bộ đầu lâu đã là bỗng nhiên biến mất tại một chương đen nhánh huyết tinh miệng lớn bên trong, chớp mắt không có sinh cơ. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người quay đầu nhìn qua, bất khả tư nghị nhìn lấy tình cảnh này. Chỉ thấy cái kia nhị cung phụng vẫn ở nơi đó ngơ ngác đứng đấy, chỉ là một cái đầu đã hoàn toàn biến mất, đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi như suối phun giống như theo to bằng miệng chén sẹo chỗ dâng trào kích xạ. Mà hắn phía trên cổ đầu người lúc trước chỗ vị trí, lại là bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn đầu thú. Mắt tam giác, đầy đầu lân giáp, thô giáp không chịu nổi, giống như lưỡi dao sắc bén, đúng là một cái chánh thức long đầu. Cái kia long đầu dưới thân, lại là một cái người thân thể, nhìn kỹ lại, chính là đế vương môn môn chủ, Hoàng phủ Thiên Nguyên. Chẳng biết lúc nào, đầu hắn đã là hóa thành long đầu, càng là một trương huyết tinh miệng lớn, trong nháy mắt đem đường đường thần chiếu đỉnh phong cường giả nhị cung phụng, thoáng cái cắn xuống đầu, miểu sát. Nhìn lấy cái kia tinh hồng máu tươi còn đang không ngừng theo quái vật kia đầu lâu khóe miệng chảy ra, tại chỗ tất cả mọi người liền cũng nhịn không được trong lòng run lên, nhất thời thật sâu cúi thấp đầu, không còn dám phát cái gì bực tức. Hoàng phủ Phong Lôi càng là song đồng bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng căng thẳng, một mặt ngưng trọng thì thào lên tiếng, cửu long kim cương thân, long đầu biến hóa. Không sai, hắn đã nhận ra, đây chính là cửu long kim cương thân biến hóa chi uy. Một cái đầu hóa thành long đầu, tường đồng vách sắt, một miệng cương nha càng là không gì không phá. Cho dù là mạnh hơn thần chiếu luyện thể cao thủ, cũng chịu không được cái này một miệng cương nha cắn xé. Hoàng phủ Thiên Nguyên đi qua 3 tháng này không phải người tu luyện, đã trở thành có thể sánh ngang Trác Phàm, cổ tam thông quái vật, thậm chí trong mắt của mọi người, hắn đã siêu việt Trác Phàm. Dù sao Trác Phàm bằng chỉ là song quyền, nhưng hắn nếu thật luyện thành cửu long kim cương thân lời nói,
cái kia toàn thân cao thấp đem toàn bộ đều có thể biến hóa là địa long chi thể, đây mới thực sự là vô địch tồn tại. Chậm rãi quay đầu, lạnh lùng liếc mọi người liếc một chút, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lần nữa khôi phục nhân loại diện mạo, chỉ là miệng kia góc vẫn như cũ lưu lại đỏ tươi, lại vẫn làm cho nhân tâm phía dưới lo sợ, minh bạch trước mặt người này, căn bản đã không phải người sự thật. Đế vương môn quy củ, cũng là hết thảy nghe gia chủ hiệu lệnh. Hy vọng các vị cung phụng về sau có thể nhớ kỹ điểm này, chứ có lại có cái gì phê bình kín đáo, nếu không mà nói. Trong mắt hơi híp, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lạnh, cảnh cáo nói, trong lòng đúng là không nói ra thoải mái. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ mới chính thức cảm nhận được, chính mình là cái chính thức gia chủ đồng dạng. Có thực lực, liền có quyền lực, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Các vị cung phụng liếc nhìn nhau, cũng tất cả đều ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, đồng nói cần tuân gia chủ chi lệnh, không dám làm trái. Hoàng Phủ Phong Lôi bất đắc dĩ than thở, cũng chỉ đành phụ họa theo đuôi, cũng không dám có mảy may vi ngôn. Hiện tại hắn đã minh bạch, hắn cơ hội đã bỏ lỡ. Ở cái này đế vương môn bên trong, hắn lại không phải trước kia cao cao tại thượng đại cung phụng, mà chính là một cái có thể mặc người phân công tay chân mà thôi. Liếc mắt liếc một cái kia nhị cung phụng thi thể, một khỏa không có đầu thân thể vẫn như cũ thẳng tắp thẳng đứng ở đó, dòng máu còn đang không ngừng mà chảy xuôi. Có lẽ hắn đến chết đều không hiểu, chính mình là như thế nào bỏ mình. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng mọi người chỉ có một hồi bi thương. Thần chiếu cung phụng tại đế vương môn nắm giữ địa vị siêu phàm thời đại, đã hoàn toàn đi qua. Chúc mừng môn chủ, chúc mừng môn chủ. Hiện tại chúng ta chính thức có được có thể khai chiến thực lực. Lãnh Vô Thường đi vào Hoàng Phủ Thiên Nguyên trước mặt, cười to lên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng hơi hơi gật gật đầu, trong hai con ngươi lóe qua một trận hào khí, Trác Phàm, Cổ Tam Thông, để lão phu đánh với các ngươi một trận a, ha ha ha. Còn có môn chủ, Hoàng đế phái người. Lúc này, Lãnh Vô Thường lại tiến đến Hoàng Phủ Thiên Nguyên trước mặt, tỉ mỉ dì tai. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không sai gật đầu, đã là biết bên ngoài tình hình, bất giác cười lạnh thành tiếng, hừ hừ. Chỉ là hai cái hộ long thần vệ, thêm quỷ ảnh thống lĩnh, liền muốn giám thị lão phu, thực sự quá ngây thơ. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Phủ Phong Lôi không khỏi trợn mắt chừng một cái. Chỉ là, tiểu tử này thực lực tăng mạnh sau thật đúng là không giống nhau, liền hộ long thần vệ đều không để vào mắt, thế mà dùng tới chỉ là hai chữ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, lấy hắn thực lực bây giờ, ba người kia đoán chừng liên thủ cũng không phải hắn địch đi. Xem thường bọn họ, cũng xác thực tại tình lý bên trong. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Phong Lôi càng là ước ao ghen tị nhìn về phía cái kia Hoàng Phủ Thiên Nguyên, chảy nước miếng chảy một chỗ, nếu là cái kia cửu long kim cương thân bị hắn luyện thành, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc, rơi xuống như thế một cái trong tay hạng soàng xính. Muốn là hắn cái này đại cung phụng luyện lời nói, nhất định sẽ mạnh hơn hắn đến càng nhiều. Đáng tiếc a. Đại cung phụng một trận lắc đầu ai thán, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại không để ý tới hắn, vẫn như cũ cùng Lãnh Vô Thường thương thảo nói, có điều, đã bọn họ trên danh nghĩa là đến phụ giúp bọn ta, vậy chúng ta liền hảo hảo sử dụng bọn họ một phen, cũng là có thể a. Dù sao lấy lão phu hôm nay chi thực lực, cũng không sợ bọn họ nửa đường cho ta ra âm mưu quỷ kế gì, ngư ông chi lợi. Môn chủ cao kiến, tại hạ chờ đến cũng chính là giờ khắc này a. Có môn chủ dạng này tuyệt thế cao thủ làm bảo hộ, thì có thể ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống, cũng không sợ cùng Trác Phàm Hoàng thất bọn họ chính thức khai chiến. Lãnh Vô Thường nhỏ khẽ khom người, một mặt kích động, tựa hồ nhiều năm khát vọng, lập tức liền muốn thực hiện một dạng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khẽ gật đầu, cũng là đột nhiên cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự tin, quay người trực tiếp đi ra ngoài, đi, để lão phu đi chiếu cố cái này ba đại cao thủ, ha ha ha. Mọi người nhỏ khẽ khom người, cùng nhau đuổi theo, đúng là không nói ra nghe lời. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới đế vương môn tiếp khách trong đại sảnh, mà Phương Thu Bạch ba người lại sớm đã ở nơi đó xin đợi đã lâu. Thế mà, khi bọn hắn nhìn đến Hoàng Phủ Thiên Nguyên sảng khoái tinh thần đi vào trước mặt lúc, lại là cùng nhau sợ hãi cả kinh, trong lòng hoảng hốt. Thần chiếu đỉnh phong, liếc nhìn nhau, trong mắt ba người đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Bọn họ cũng đều biết,
Hoàng Phủ Thiên Nguyên lúc trước đều là thiên huyền đỉnh phong tu vi mà thôi, hắn đến tột cùng dùng biện pháp gì, có thể tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, thì đạt đến thần chiếu đỉnh phong thực lực. Khủng bố như thế tu luyện tốc độ, quả thực so với Trác Phàm cái quái vật này, còn muốn quái vật a. Mà lại, từ trên người hắn ẩn ẩn phát ra mùi máu tanh thế bên trong, 3 người cũng cảm thấy thật sâu uy hiếp cảm giác. Điều này không khỏi làm 3 người càng thêm hoảng sợ, mi đầu cũng là thật sâu nhăn lại tới. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đại biến, làm cho tất cả mọi người đều thiết thực cảm thấy tránh thức khí tức nguy hiểm. Hoàng Phủ môn chủ, nhiều ngày không thấy, lão phu thật sự là lau mắt mà nhìn. Không biết môn chủ dùng hạng gì diệu pháp, có thể trong thời gian ngắn tinh tiến đến tận đây. Phương Thu Bạch lúc này đứng dậy, thử dò xét nói. Tư Mã Huy cùng Quỷ Vương cũng không dám lại lãnh đạm hiện tại Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cũng cùng nhau đứng dậy, ôm quyền hành lễ, một đôi đồng tử nhìn chằm chằm hắn không thả, chờ đợi đáp án. Mỉm cười cười một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên tựa hồ tương đương hưởng thụ bây giờ mọi người đối với hắn thái độ, đầy mặt tốt sắc, nhưng là hắn lại cũng không trả lời, ngược lại nói tránh đi, các vị mời ngồi, hôm nay các vị là thụ hoàng mệnh tới đây phụ tá chúng ta đế vương môn đuổi bắt phản tặc, lão phu quả thực cảm ơn. Như vậy thì để cho chúng ta đến thương thảo một chút, trinh phạt Trác Phàm kế sách đi. Mi đầu hơi hơi run run động một cái, 3 người liếc nhìn nhau, biết Hoàng Phủ Thiên Nguyên không muốn lộ ra thực lực bí mật, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, trở lại chuyện chính nói, như vậy xin hỏi môn chủ, có tính toán gì không? Ha ha ha, điểm này, lão phu cùng Lãnh tiên sinh đã thương lượng trước qua. Quay đầu hướng Lãnh Vô Thường nhìn một chút, 2 người đều là lộ ra nụ cười quỷ dị, Hoàng Phủ Thiên Nguyên tiếp tục nói, cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, như muốn diệt trừ Trác Phàm, trước phải cắt bỏ Vũ Dực. Nghĩ đến 3 vị đều rõ ràng, Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long các cái này 3 nhà, cùng Trác Phàm là quan hệ như thế nào đi. Đang động lạc ra Trác Phàm trước đó, chúng ta trước phải ngăn đường lui, đem hắn minh hữu từng cái diệt trừ mới được. Ngươi là muốn thừa cơ chiếm đoạt 7 nhà đi. Phương Thu Bạch tròng mắt hơi híp, trong lòng cười lạnh, cùng còn lại 2 người liếc nhau, đều là không sai tại ngực. Cái này Hoàng Phủ Thiên Nguyên tâm tư, quả nhiên là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Bất quá, cái này cũng tại bệ hạ tính toán bên trong, 3 người liền cũng gật đầu đáp ứng. Hoàng Phủ Môn Chủ nói là, vậy thì mời Hoàng Phủ Môn Chủ bố trí đi. Tư Mã Huy khẽ gật đầu, đạm mạc lên tiếng. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe được lời này, lại là bụng mừng rỡ. Hắn câu nói này, cũng thì tương đương với là Hoàng Thất ngầm đồng ý hắn dã tâm. Cũng chính là tại hắn chiếm đoạt kế hoạch bắt đầu về sau, Hoàng Thất sẽ không can dự. Cái này nhưng là thật là ngàn năm qua, thời cơ tốt nhất a. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, Hoàng Thất không can dự, là bởi vì có cản tay, cho nên hắn mới càng phải tăng tốc hành động mới là. Không phải vậy Hoàng đế bên kia sự tình lắng lại, hắn bên này còn tại loạn chiến, nhất định rơi vào bị động. Sau đó Hoàng Phủ Thiên Nguyên bắt đầu bố trí hướng 3 nhà tiến công chiến lược, sau đó khiến người ta thông báo U Minh Cốc cùng Dược Vương Điện bọn họ, phối hợp hành động. Chỉ là người nào cũng không có cảm giác được là, liền tại bọn hắn thương thảo thời khắc, dưới chân bọn hắn, lại là từng trận im ắng 3 động, đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Dưới chân 3 động khuếch tán đến ngoài phòng đại thụ bên cạnh, đại thụ lần nữa khuếch tán ra một trận lặng yên không một tiếng động 3 động. Lại khuếch tán đến bên ngoài viện dưới bàn đá. Sau đó bàn đá lại khuếch tán 3 động, hướng ra phía ngoài truyền ra. Như thế thay đổi giao thế, trận này trận 3 động rất nhanh truyền ra 100 dặm nhiều địa. Thì tại khoảng cách Tỏa Long Thành hơn 10 dặm một mảnh tre lấp rừng rậm ở giữa, một đạo thân ảnh màu đen chính dựa vào tại một khỏa trời xanh đại thụ phía dưới tĩnh tọa khoanh chân, 2 mắt nhắm chặt. Đột nhiên, đại thụ kia truyền ra trận 3 động. Người áo đen bỗng nhiên mở ra song đồng, vội vàng xuất ra một khối truyền tin ngọc giản, ghi chép lại. Sau đó một đánh thủ quyết, ngọc giản kia liền bỗng nhiên bay về phía không trung, không thấy tăm hơi. Trác Phàm hắn ở đâu, có trọng yếu tình báo. Lạc gia Hắc Phong Sơn đại sảnh, Lôi Vũ Đình một bộ đồ đen, hùng hùng hổ hổ đi tới nơi này, nhưng không thấy Trác Phàm bóng người, chỉ thấy Nghiêm Phục cái này chấp sự tại đều đâu vào đấy điều phối vật tư. Liền tiến lên hỏi thăm lên tiếng. Nghiêm Phục nghe xong, trầm ngâm một hồi, chỉ phía dưới nói, đi giấu binh động A,
mấy ngày nay Trác quản gia đều ở nơi đó. Tốt, vất vả, Lôi Vũ Đình không sai gật đầu, phất phất tay. Thế nhưng là nàng chưa kịp đi ra hai bước, Nghiêm Phục liền lại hỏi, đúng, Lôi đội trưởng, có cái gì tình báo, vội vã như vậy? Há, không có gì, chỉ là đế vương môn rốt cục muốn bắt đầu hành động. Không xem qua đánh dấu không phải chúng ta, là Hoa Vũ Lâu cái kia ba nhà, chúng ta ngược lại là còn có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Thế mà, Lôi Vũ Đình vừa dứt lời, Nghiêm Phục liền nhìn không được hét to lớn tiếng, vội vàng đi vào trước người nàng, vội vàng nói, tình báo có thể tin được không, cho ta xem một chút. Thật sâu liếc hắn một cái, Lôi Vũ Đình nhíu mày, kỳ quái nói, người gấp gáp như vậy làm gì, lại chuyện không liên quan ngươi. Lại nói tình báo này đều là muốn trước chịu trách nhiệm nhà chi thủ, người một cái chấp sự cũng không có quyền lực này. Nghiêm Phục bất giác trì trệ, trầm ngâm nửa ngày, hơi hơi gật gật đầu. Cái quy củ này là Trác Phàm định ra, chính là vì phòng ngừa tình báo tiết ra ngoài, cam đoan tình báo hệ thống bí ẩn tính, lạc ra mọi người người nào cũng không thể càng này lôi trì một bước, nếu không tất bị phạt nặng. Hắn biết cái quy củ này, nhưng lại trong lòng lo lắng, bất giác chặn lại nói, cái kia Lôi đội trưởng, ta cùng đi với ngươi gặp Trác quản gia. Dạng này coi như ngươi nói ra tình báo, hắn gặp ta tại chỗ không phản đối, cũng coi là cho phép đi. Lôi Vũ Đình nghĩ một lát, cảm thấy có lý, liền khẽ gật đầu, đáp ứng. Sau đó, hai người cùng nhau hướng lòng đất đào ra cái kia giấu binh trước động đi. Rất nhanh, hai người liền tiến vào cái này bí ẩn địa phương. Chỉ thấy nơi này người đông tấp nập, lạc gia hộ vệ tính cả vân gia con cháu, gần như vạn người chính đang bận rộn trải rộng tại cái này hang lớn bên trong các ngõ ngách, bố trí linh thạch cùng một số suy yếu thân thể. Mà Trác Phàm cùng Vân Sương, ngay tại phía trước nhất chỉ huy. Rất rõ ràng, hắn đang bố trí một cái đại trận, nhưng đến tột cùng ý muốn như thế nào, lại là không có người biết được. Hừ, Trác quản gia, người ngược lại là rất biết tìm hợp tác. Một bên làm việc, một bên tán gái, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt a. Lôi Vũ Đình vừa nhìn thấy hai người cùng một chỗ cái kia thân mật bộ dáng, liền trong lòng không lý do giận dữ. Ngăn không được châm chọc khiêu khích nói. Vân Sương sau khi nghe xong, gương mặt bất giác một đỏ, bỗng nhiên cúi thấp đầu. Trác Phàm lại là không quan trọng, lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn qua a, Lôi cô nương, làm sao ngươi tới? Theo lý thuyết, người cái kia đi ra ngoài tìm hiểu tình báo mới đúng. Hừ, cũng là bởi vì tìm được tình báo, mới tới tìm ngươi. Bất giác cười lạnh một tiếng. Lôi Vũ Đình đưa tay cầm ra một đạo ngọc giản, tát tại Trác Phàm trên thân, sau đó nhìn hai người liếc một chút, mập mờ nói, thế nào, Trác quản gia, ngài cùng vị này Sương Nhi cô nương tiến triển như thế nào? Chớ hồ đồ, Sương Nhi là vân gia thánh nữ, đem nàng gọi tới tốt điều phối một ít nhân thủ, không có cái gì. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới nàng nữa, chỉ là khẽ nhắm hai con ngươi, cẩn thận xem lên trong ngọc giản nội dung. Lôi Vũ Đình gặp Trác Phàm lạnh lùng như vậy, bất giác không thú vị, trong lòng càng giận, sau đó nhìn về phía Vân Sương, khóe miệng lộ ra một cái làm xấu nụ cười nói, Sương Nhi cô nương, đừng trách ta cái này làm tỉ tỉ không có sớm đã cảnh cáo ngươi. Trác Phàm người này a, thế nhưng là tương đương không đáng tin. Hồng nhan chi kỷ một đống lớn không nói, mà lại ở chung thời gian không siêu ba tháng. Thường thường làm đến nữ nhi ra, cả người cả của đều không còn. Tỷ tỷ người ta, thì là năm đó người bị hại a. Cho nên ta lấy qua người tới thân phận khuyến cáo ngươi, phòng cháy phòng trộm phòng Trác Phàm. Thế nào, nguyên lai người cùng Trác quản gia cũng thế. Ta còn tưởng rằng chỉ có Lạc tiểu thư. Chớp chớp hồn nhiên mắt to, Sương Nhi một mặt ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Lôi Vũ Đình hơi đỏ mặt, nhưng như cũng ngoan cường ngẩng đầu lên, giải thích, không có, ta làm sao lại nhìn lên hắn. Đúng vậy a. Chướng mắt ta, cũng đừng lấy qua người tới thân phận bịa đặt, ha ha ha. Lúc này, Trác Phàm mở ra hai con ngươi, trong lòng một trận thoải mái, cười khẽ một tiếng, tốt, cái này đế vương môn rốt cục xuất thủ. Hơn nữa còn là nhằm vào cái kia ba nhà, không tệ, chính như ta đoán. Mọi người nghe đến, không khỏi đều là sững sờ. Làm sao cảm giác cái này Minh Hữu gặp nạn, Trác quản gia ngược lại thật cao hứng một dạng. Những thứ này Minh Hữu nếu là bại, chúng ta chẳng phải môi hở răng lạnh sao? Trong lòng tràn đầy không hiểu,
Nghiêm Phục lại là đầy mặt khẩn trương nói, Trác quản gia, không biết đế vương môn bọn họ khi nào động thủ, chúng ta nên như thế nào viện trợ bọn họ mới là. Viện trợ, có cái gì tốt viện trợ? Mi đầu hơi hơi nhếch lên, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, đùa cười ra tiếng, đế vương môn có thể đem cái này ba nhà rút, ta còn cầu còn không được đây. Không phải vậy lời nói, ngày sau để ta tự mình đối phó bọn hắn, trên mặt mũi ngượng nghịu không nói, cũng rất khó đạt đến quy tâm hiệu quả. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm giờ này khắc này nghĩ đến, thế mà không phải như thế nào ứng phó đế vương môn tập kích, mà là tại suy nghĩ chiếm đoạt ba nhà chủ ý. Phải biết, cái này ba nhà thế nhưng là bọn họ minh hiếu, riêng là Tiềm Long Các, thế nhưng là sớm nhất giúp đỡ gia tộc bọn họ. Cứ như vậy đem ba nhà bán, hoặc là xuất thủ đối phó ba nhà, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Tựa hồ là nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm cười lạnh, giáo huấn, khác quá ngây thơ, thiên hạ tranh bá, không có vĩnh viễn bằng hữu. Thì coi như chúng ta đánh bại đế vương môn cùng hắn thế lực đối địch, thành vì thiên hạ chi chủ. Thoạt đầu, cái kia ba nhà có lẽ vẫn như cũ là minh hữu. Nhưng theo thời gian chuyển rời, xung đột lợi ích, bọn họ nhìn đợi chúng ta, liền sẽ cùng bây giờ nhìn đợi đế vương môn một dạng, sớm muộn hội trở thành địch nhân. Cùng như thế, không như bây giờ thừa cơ đem bọn hắn ăn, làm đến tránh thức thiên hạ yên ổn, quốc thái dân an. Cái này, mới thật sự là đại nghĩa, đúng không, Vân Sương cô nương? Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Vân Sương, ta cười ra tiếng, các ngươi Vân gia không phải một mực chủ trương cứu thế a, ta cái này cách làm cũng không tệ đi. Hơi hơi trầm ngâm một trận, Vân Sương trong lòng suy nghĩ. Mặc dù biết Trác Phàm đây là bất nghĩa tiến hành, nhưng theo đại cục đến xem, lại là tạo phúc hậu thế đại nghĩa chuyến đi, liền khẽ gật đầu, ngầm thừa nhận. Lôi Vũ Đình nghĩ một lát, cũng không quan trọng, nhưng Nghiêm Phục lại là khẩn trương, chặn lại nói, Trác quản gia, chẳng lẽ? Chẳng lẽ ngài thật mặc kệ bọn hắn sao? Làm sao có thể mặc kệ? Ta là muốn chiếm đoạt, không phải muốn vệt giết bọn hắn. Tối thiểu đạo nghĩa, ta vẫn còn muốn giảng một chút. Nhếch miệng cười một tiếng. Trác Phàm suy nghĩ một hồi, cười quỷ nói, như vậy đi, căn cứ tình báo, đế vương môn bọn họ là sau 3 tháng động thủ. Chúng ta hai cái nguyệt hậu đem tin tức này truyền cho bọn hắn, bọn họ không có gì chuẩn bị, tất nhiên ngàn năm cơ nghiệp khó giữ được, nhưng là chạy trốn vẫn là có thể. Cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể tìm nơi nương tựa chúng ta. Đến lúc đó người ở dưới mái hiên, làm sao có thể không cúi đầu. Chúng ta thừa cơ đem bọn hắn nuốt. Bọn họ còn phải đối với chúng ta mang ơn, muốn báo thù lưu tri ân đây. Dạng này, cũng lộ ra lão tử đại nghĩa, bán bọn họ nhân tình. Nhất cử lưỡng tiện, tốt bao nhiêu. Cầm thú. Trong lòng mọi người cùng nhau giận mắng, đối Trác Phàm chuyến này đều là khinh thường, nhưng cũng đều là bội phục sát đất. Như thế táng tận lương tâm tổn hại chiêu, cũng chỉ có Trác Phàm cái này đại ma đầu có thể nghĩ ra được. Tọa sơn quan hổ đấu, đến ngư ông chi lợi. Đến lúc đó tên cũng có, lợi cũng có, quả nhiên là so lão hồ ly còn giảo hoạt ra hỏa. Hại chết người cả nhà, còn muốn cho người ta mang ơn, quả nhiên là bỉ ổi chi cực. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, đối với Lạc gia tới nói, lại là lớn nhất đại lợi ích. Chỉ là Nghiêm Phục nghe đến Trác Phàm dự định, lại là khóe miệng một xẹp, đầy miệng đắng chát lên. Trác Phàm gặp này, bất giác sững sờ, ngạc nhiên nói, Nghiêm Phục. Người hôm nay làm sao? Lấy người trước kia hành động, cũng không giống cái hội lo lắng người khác an nguy người a. Trác quản gia, ngài. Ngài có thể hay không mau cứu Hoa Vũ lâu, đan đan nàng. Nghiêm Phục quính lên, thấp thỏm nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Đến tận đây, Trác Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này nhưng là đang cùng cái kia tiếu đan đan tình yêu cuồng nhiệt, khó trách sẽ như thế vội vàng. Mà nghĩ tới đây, hắn dường như cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt bất giác nổi lên một tia vẻ u sầu. Hảo tiểu tử, tỷ tỷ xem xét ngươi thì là một người đàn ông tốt, hiện tại còn biết vì nữ oa kia an nguy cân nhắc. Không giống một ít người, dù sao cùng người ta lâu chủ chỗ qua một đoạn, còn như thế nhẫn tâm, tính kế người ta, hừ hừ. Lôi Vũ Đình vỗ vỗ Nghiêm Phục cánh tay, một mặt tán thưởng, sau đó liếc mắt liếc một cái Trác Phàm, khinh thường lên tiếng. Trác Phàm trầm ngâm thật lâu,
một đôi mi đầu hơi hơi nhíu chặt, không nói một lời, mọi người tất cả đều chăm chú nhìn hắn, không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, mới lại thở dài, quay lưng lại rời đi. Chỉ là rất nhanh thanh âm hắn liền xuất hiện tại mọi người bên tai, bình thản nhưng cũng làm cho lòng người tiếp theo chấn, cho Hoa Vũ Lâu truyền tin a, làm cho các nàng đến Lạc Gia lánh nạn. Còn lại hai nhà, vẫn là hai tháng sau gửi thư tín. Cảm ơn Trác quản gia. Nghiêm Phục trên mặt vui vẻ, không khỏi lập tức vui sướng luôn miệng nói tạ, gật đầu rời đi. Lôi Vũ Đình lại là sững sờ, thật sâu nhìn lấy Trác Phàm rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía Vân Sương, chân thành tha thiết khuyên nhủ, Sương Nhi cô nương, nếu là ngươi đối với hắn còn không có cảm giác gì, thì sớm làm dừng lại đi. Hắn tâm lý, đã có người. Vân Sương sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Lôi Vũ Đình lại là thở dài nói, bằng vào ta đối với hắn giải, hắn nguyên tắc tính rất mạnh, quyết định sự tình sẽ không dễ dàng cải biến. Duy nhất đánh mất nguyên tắc thời điểm, cũng liền hai lần. Một lần là Thú Vương Sơn vì một cái gọi Ngưng Nhi cô nương, một lần khác ngay tại lúc này. Vì, đại khái là cái kia biến mất Hoa Vũ Lâu lâu chủ đi. Lần nữa ai thán một tiếng, Lôi Vũ Đình bỗng nhiên quay đầu, biến mất tung ảnh, tóm lại, nam nhân này, lão nương công không được, xem như từ bỏ. Nghe được lời này, Vân Sương hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại là bỗng nhiên ngây người. Thân là thánh nữ nàng, luôn luôn thanh tâm quả dục, đối tương lai cũng là tương đương rõ ràng. Nhưng bây giờ, lại là rơi vào vô tận mê mang bên trong. Một phương diện khác, Trác Phàm rời đi giấu binh động về sau, ưu buồn đi tại giữa rừng núi. Đột nhiên, tiếng xé gió vang, một đạo áo bào xanh bóng người đột nhiên xuất hiện, nhấc mắt nhìn đi, lại chính là độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng không thể nghi ngờ. Nghiêm trưởng lão, người có chuyện gì? Trác Phàm nhấc trợn mắt, thì thào lên tiếng. Nghiêm Tùng tựa hồ tương đương cuống cuồng, gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, Trác quản gia, nghe nói ngài để bọn hắn dùng lục phẩm dược tài, luyện tam phẩm đan dược. Đúng vậy a, đây không phải có thể đề cao xác suất thành công a. Trác Phàm khẽ gật đầu, đạm mạc thừa nhận nói. Thế nhưng là Nghiêm Tùng nghe được lời này, lại là gấp hơn, đau lòng muốn mạng, thế nhưng là Trác quản gia, lục phẩm dược tài chỉ luyện thành tam phẩm đan dược, có phải hay không quá lãng phí? Liếc mắt xem hắn, Trác Phàm không khỏi mỉm cười cười một tiếng, nghiêm nghị nói, Nghiêm trưởng lão, ta nói cho ngươi, dù sao trong vòng nửa năm, ta là nhất định muốn nhìn đến 100.000 khỏa tam phẩm đan dược, dùng linh đan. Mấy năm qua này, ta để ngài bồi dưỡng cái kia mấy trăm tiểu tử, hiện tại nhiều lắm là cũng liền đạt đến tam phẩm luyện đan sư tầng thứ mà thôi. Nếu là cầm tam phẩm đan dược luyện, cái kia sai lầm dẫn nhất định cực cao. Ta 100.000 khỏa dung linh đan, ở đâu tìm? Đành phải lấy cao giai dược tài, để cao luyện đan hiệu suất. Thế nhưng là, cái kia quá lãng phí đi. Nghiêm Tùng thân là luyện đan sư, cả trái tim đều tại máu. Trác Phàm lại là khinh thường cười một tiếng, cao ngạo nhíu nhíu mày, không sao, có tiền, tùy hứng. Nghe được lời này, Nghiêm Tùng không còn gì để nói. Lần này Trác Phàm trở về, không biết là phát cái gì tiền của phi nghĩa, mang về dược tài lại nhiều vô số kể. Ngay từ đầu để bọn hắn luyện chế 1.000 khỏa dung linh đan, cũng biến thành 100.000 khỏa. Cái này không khỏi thật to tăng lớn bọn họ lượng công việc, rất khó hoàn thành, sau đó Trác Phàm liền dứt khoát nện tiền. Nghiêm Tùng thân là luyện dược sư, cho dù lại đau lòng, cũng không có cách nào. Đành phải xám xịt trở về, chiếu vào đi làm. Thế nhưng là, hắn còn không có đi bao xa, Trác Phàm thanh âm lại là vang lên lần nữa, đúng, Nghiêm lão, người đi nói cho Lệ lão bọn họ, triệu tập nhân thủ, chúng ta chuẩn bị tiến quân U Minh Cốc. Riêng là mấy cái kia Ngụy Thiên Huyền, cũng toàn đều cho ta thông báo đến. Trác Phàm trong mắt lóe lên không hiểu tinh quang, khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung. Hiu hiu hiu, từng tiếng xé gió vang vọng chân trời, mấy ngàn đạo thân ảnh thoáng qua rơi xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú. Trước mặt bọn hắn, là một tòa nhiều năm bị mê vụ bao phủ sơn cốc, lúc này càng là nổi lên từ bên trong mang hắc vũ khí, lộ ra một cỗ âm tà quỷ dị. Một vị lưng hùm vai gấu lão giả cất bước tiến lên, tại đằng đẵng trong sương mù, lộ ra hình dáng, lại chính là Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên không thể nghi ngờ. Xa xa nhìn một trận, Lệ Kinh Thiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Trác Phàm chỗ đó, cau mày nói,
xem ra cái này U Minh Cốc cẩn thận cực kỳ, đúng là trước thời gian thì mở ra cấp 5 trận thức. Muốn phá trận này, đến phí tương đương một đoạn công phu mới được. Chuyện đương nhiên, khẩn trương như vậy thời khắc, nhà ai không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này sớm tại ta trong dự liệu. Cười lạnh, Trác Phàm Du Du nhiên địa cất bước tiến lên, khinh thường dò xét cái này sương mù dày đặc liếc một chút, lại là suy cười ra tiếng, có điều, nếu nói phá trận, lại cũng không cần bao lớn công phu. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên phải đồng tử ngưng tụ, hai đạo màu vàng vầng sáng bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng quát lạnh một tiếng, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Bạch, một trận không gian ba động bỗng nhiên phát ra, Trác Phàm mắt phải bên trong bắn ra chấn động xạ tuyến đột nhiên vượt qua sương mù dày đặc, bắn thẳng về phía U Minh Cốc chỗ sâu. Sau một khắc, nhưng ngửi từng tiếng ầm ầm tiếng vang phát ra, trước mặt bọn hắn mê vụ đúng là đang run rẩy hai lần về sau, dần dần tản mát. Lệ Kinh Thiên gặp này, bất giác giật mình, ngược lại cười đùa nhìn về phía Trác Phàm, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái khen, hắc hắc hắc. Không hổ là Trác quản gia, chiêu này dùng đến phá trận thật đúng là thuận tiện a. Đó là đương nhiên, đồng dạng trận thức đều là dựa vào cố có không gian mà thành, chỉ cần phá nó kết giới không gian, liền tương đương phá nó toàn bộ trận thức, chiêu này vốn là vì thế mà sinh, không có gì lớn không. Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, chẳng hề để ý. Nhưng Lệ Kinh Thiên lại là trong lòng càng thán, Trác Phàm nói dễ, nhưng là thế gian có thể làm được điểm này, nhưng lại có mấy người. Trác Phàm có thể làm được dễ dàng điểm này, chính hắn có lẽ xem ra không có gì, nhưng hắn bất luận kẻ nào, lại có ai có thể không tán thưởng lên tiếng. Vừa nghĩ đến đây, Lệ Kinh Thiên nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, liền càng thêm tán phục. Tốt, đại trận đã mở, tiến công. Trác Phàm song đồng ngưng tụ, chỉ về phía trước, hét lớn lên tiếng. Lệ Kinh Thiên sau khi nghe xong, dẫn đầu xông về phía trước, số dư thiên chi chúng, phần lớn đoán cốt cảnh cao thủ, cũng có mấy cái thiên huyền cảnh, thì cùng nhau đuổi theo. Chỉ một thoáng, U Minh Cốc bên ngoài tiếng kêu giết rầm trời, dòng người chen chúc, một mảnh đen kịt hướng trong cốc điên cuồng tấn công, như vào chỗ không người. Trong chớp mắt, liền toàn bộ xông vào trong cốc. Những cái kia U Minh Cốc canh gác đệ tử, còn không có kịp phản ứng. Những người kia chiều đã là trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, chớp mắt là tới, nhất thời liền đem bọn hắn dọa đến sợ đến vỡ mật, đầy đầu mơ hồ, thậm chí ngay cả cảnh báo đều quên hô. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đây là có chuyện gì, cái nào đến nhiều như vậy người, cốc bên ngoài hộ cốc đại trận mất đi hiệu lực à, làm sao một chút phản ứng đều không có, thì để bọn hắn hướng đến nơi đây. Một đầu đều là như thế nghi hoặc. Canh gác đệ tử ngơ ngác nhìn những thứ này hung thần ác sát đi vào trước người mình, lại là giống như ngốc đồng dạng, không nhúc nhích. Thẳng đến người ta bắt đầu huy động linh binh, hướng bọn họ chán chặt xuống lúc, mới phản ứng được, nhất thời giật mình hét to lớn tiếng. Thế nhưng là bọn họ cũng chỉ phát ra một đạo bén nhọn gào thét, liền đã phạch một cái, trở thành dưới đao chi quỷ, máu tươi dâng trào, ngã trên mặt đất. Mà người kia chảy. Thì chưa từng chút nào đình trệ tiếp tục hướng phía trước hướng. Địch tập, địch tập. Sốt cục, cái kia đầy trời tiếng la giết đem cốc nội đệ tử bừng tỉnh, phát hiện địch nhân xâm lấn hiện thực, không khỏi tất cả đều thất kinh kêu to lên. Đáng tiếc hết thảy đã muộn, đang bị Trác Phàm bọn họ đột nhiên xuất hiện, đánh một cái dưới sự ứng phó không kịp, U Minh cốc đệ tử sớm đã hoảng loạn lên, quân lính tan rã, năm bè bảy mảng. Cho dù là có mấy cái dũng cảm phản kháng giả, cũng không ngăn nổi vừa xuất ra ma bảo, liền bị mấy chục cái cường tráng thiếu niên làm thành một vòng, loạn đao chém chết, chớp mắt mất đi sinh sống. Không sai, cũng là thiếu niên. Cái này mấy ngàn người bên trong, dẫn đầu đều là cái này 10 năm gần đây đến, Trác Phàm để bàng thống lĩnh lấy ma sát quyết bồi dưỡng thiếu niên hộ vệ, ý chí tương đương cứng cỏi. Tuy nhiên đây là bọn họ lần thứ nhất tiến hành như thế quy mô đại chiến. Càng nhiều là lần đầu tiên giết người. Nhưng nhìn qua, lại từng cái đều như lão thủ đồng dạng, gọn gàng, không có chút nào khiếp đảm chi tâm. Bởi vì so với ngày bình thường cái kia tàn khốc huấn luyện, nhìn bên cạnh sớm chiều ở chung đồng bọn, tại vô tình tu luyện bên trong từng cái chết đi, tàn khốc như vậy chẳng diện, đối bọn hắn tới nói đã là lại bình thản có điều. Bọn họ đều là bị Trác Phàm đẩy xuống đất ngục, đi một vòng lại trở về người.
mới sẽ không bị chiến trường này tàn khốc mà hù ngã. Những người tuổi trẻ này, về sau lại là gia tộc trụ cột vững vàng. Trác Phàm đứng tại đỉnh núi cao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy, vui mừng gật đầu. Lệ Kinh Thiên cũng là cười gật đầu, khen Trác quản gia những năm gần đây bồi dưỡng, rốt cục gặp hiệu quả, ha ha ha. Trác Phàm nghe đến, từ chối cho ý kiến cười một tiếng, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cẩn thận lắng nghe phía dưới tiếng kêu gào, thê lương âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, cùng thi thể ngã xuống, rơi vào vũng máu, tóe lên dòng máu tiếng đinh đông, đúng là như thế êm tai, khóe miệng xẹt qua hài lòng đường cong. Bởi vì những âm thanh này, cũng là Lạc Gia bắt đầu hướng ra phía ngoài chinh phạt tiến quân cong, Lạc Gia gót sắt, sau này đem không người có thể ngăn trở. Đây là hắn một mực hy vọng, cũng là vẫn đang làm sự tình. Bây giờ, cái này mục tiêu, rốt cục muốn đạt thành. Một phương diện khác, đụng một tiếng vang thật lớn, một cái cửa đá bị mãnh nhiên đẩy ra, một đạo toàn thân dính đầy dòng máu U Minh Cốc đệ tử, lão đạo thân thể vội vã hướng về phía trước hai bước, liền phù phù một tiếng ngã xuống, khóe miệng nhịn không được hướng bên ngoài phun dòng máu. Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Trong mật thất ngồi đấy bốn cái lão giả tóc trắng, bên trong một cái phảng phất là người cầm đầu lão nhân, đuổi bước lên phía trước cúi đầu xem, cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra, bên ngoài xảy ra chuyện gì. Địch, địch tập, đệ tử kia trong mắt bỗng nhiên trừng trừng, cổ hết sức hướng dương lên truyền, dốc hết toàn lực, cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ này về sau, liền cổ nghiêng một cái, không có sinh cơ. Chỉ là cặp kia một mực không có nhắm lại mắt to. Lại là tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng, để tại chỗ bốn vị lão giả, cùng nhau trong lòng run lên. Liếc nhìn nhau, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thật sự là buồn cười, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có cái kia đuôi mù thế lực, dám hướng chúng ta U Minh Cốc động thủ. Cái kia lão giả cầm đầu rìa mép run rẩy, nộ hống lên tiếng. Bên cạnh một vị khác lão giả, lại là nghi ngờ nói, đúng vậy a, chỉ là vì sao cốc bên ngoài đại trận. Không có bất cứ động tĩnh gì đâu. Chẳng lẽ bị phá sao? Nghĩ tới đây, bốn người bất giác cùng nhau giật mình, nếu là thật sự như thế lời nói, cái kia người này phá trận cũng quá nhanh a, bọn họ cũng không kịp cảm nhận được, ngược lại đã phá trận xâm nhập trong cốc. Người này thực lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào a? Nghĩ tới đây, bốn người không dám thất lễ, cùng nhau thả ra thần thức lĩnh vực, hướng ra phía ngoài dò xét. Thế nhưng là cái này không quan sát còn tốt, một xem xét phía dưới, nhất thời để bốn người này ngăn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy bên ngoài đã người đông tấp nập, phủ đầy người, kêu giết không ngừng, ánh lửa ngút trời. Riêng là bọn họ trong cốc có gần vạn đệ tử, lại bị đối phương mấy ngàn người đánh lén, đánh trở tay không kịp, hoàn toàn không hình thành nên chiến lực, đã bị đồ thành chó, không còn có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Đón lấy. Bốn người thần thức lần nữa ló ra phía trước, lại là trong cốc tiểu trên đỉnh núi, điều tra đến hai đạo nhân ảnh. Tuy nhiên có một đạo chỉ là thiên huyền tam trọng tu vi, bốn người không có để hắn vào trong mắt, nhưng là một đạo khác lại là thật sự thần chiếu đỉnh phong, điều này không khỏi làm bốn người nhất thời trong lòng trì trệ, sắp khóc đi ra. Phóng nhãn toàn bộ thiên vũ, có thể phái ra thần chiếu đỉnh phong cao thủ thế lực cũng không nhiều a, thì cái kia một hai cái. Làm sao hết lần này tới lần khác liền chạy bọn họ U Minh Cốc đến. Bọn họ bốn đại cung phụng bên trong, cũng chỉ có đại cung phụng là thần chiếu ngũ trọng cao thủ, còn lại ba cái cũng còn không có qua thần chiếu tứ trọng tuyến, coi như bốn người hợp lực, cũng vạn vạn đánh không lại cái kia thần chiếu đỉnh phong cao thủ a. Hắn nãi nãi, đến tột cùng là ai a? Đế vương môn vẫn là hoàng thất. Chúng ta chỗ nào đắc tội bọn họ, lại muốn đem chúng ta diệt tộc. Một vị cung phụng bi thương nói. Đại cung phụng ngưng lông mày nhăn lại, chậm rãi lắc đầu, không, nghe môn chủ nói, chúng ta cùng đế vương môn còn là đồng minh quan hệ, nó không có lý do ra tay với chúng ta. Còn hoàng thất, ngàn năm qua cản tay thế lực rất nhiều, cũng sẽ không dễ dàng đối một phương chư hầu động thủ. Mà lại, cái kia thần chiếu cao thủ khí thức, lão phu tựa hồ tại chỗ nào cảm thụ qua. Đại cung phụng, ngài biết hắn, còn lại cung phụng nghe xong. Cùng nhau nói. Đại cung phụng suy tư một lát, lại là thân thể bỗng nhiên lắc một cái, bất đắc dĩ thở dài, khổ cười ra tiếng, đúng, lão phu làm sao cấp quên, chúng ta đều gặp hắn a. Trước đó không lâu tại Lạc Gia thụ phong đại điển phía trên,
chúng ta không phải thấy tận mắt hắn kém chút cùng đế vương môn hoàng phủ phong lôi đánh lên a. Thiên cương cuồng tôn, lệ kinh thiên, mọi người giật mình, cùng nhau kêu lên. Đại cung phụng bi ai gật đầu, thở dài, còn có càng khổ bức đây, đã lệ kinh thiên đến, cái kia đứng ở bên cạnh hắn cái kia thiên huyền cao thủ, còn có thể là ai? Chỉ sợ sẽ là cái kia lạc gia quản gia, ác ma trác phàm, tự mình đến. Lúc đó chúng ta cũng đã gặp hắn, đây chính là tùy tiện liền đem lệ kinh thiên cùng hoàng phủ phong lôi hai đại cao thủ chế trụ quái vật. Chúng ta cùng bọn hắn hai động thủ, thế nhưng là nửa phần thắng đều không có a. Nghe thấy lời ấy, còn lại ba người nhất thời khẽ giật mình, một trái tim cũng dần dần chìm đến đáy cốc, sắc mặt như cho tàn. Đồng thời đối mặt hai người này, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ đánh qua, chớ nói chi là hai cái cùng tiến lên. Nghĩ tới đây, cái này bốn cái lão đầu liền có loại muốn khóc lên xúc động. Cái này lạc ra, cái này trác phàm, là rốt cục động thủ a. Thế nhưng là, người muốn động thủ thì động thủ nha, làm gì chọn trước chúng ta U Minh Cốc khai đao. Cùng các người thường xuyên không hợp nhau, không phải cái kia đế vương môn sao. Chúng ta U Minh Cốc đã chết tại trên tay các ngươi không ít trưởng lão, làm sao còn muốn như thế nhằm vào chúng ta, xem chúng ta quả hồng mềm, dễ khi dễ lắm phải không là. Bốn người liếc nhìn nhau, đều có một loại thiên ý trêu người bi thương cảm giác. Thế nhưng là, cuối cùng bốn người vẫn là muốn về đến hiện thực, đối mặt trước mắt hiểm cảnh. Đại cung phụng suy nghĩ một chút, cuối cùng trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc, lão tam, chân ngươi chỉnh nhanh, tìm cơ hội trước chuồn mất, đi hướng môn chủ báo cáo nơi này tình huống. Ba người chúng ta, cho ngươi đỉnh bọn họ một hồi. Đại ca, lão tam giật mình, đầy rẫy lệ quang nhìn về phía hắn nói. Thế nhưng là đại cung phụng lại chỉ là khẽ gật đầu, cho hắn cái vui mừng nụ cười. Mà trác phàm lại là nhìn chằm chằm vào vừa mới thần thức lĩnh vực phát ra phương hướng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói a, vừa mới cái kia bốn đạo thần thức hẳn là phát hiện chúng ta, làm sao cái kia bốn cái lão gia hỏa còn không ra, chẳng lẽ sợ chúng ta, co đầu rút cổ hay sao? Hắc hắc hắc, hình như vậy, lệ kinh thiên một phát miệng, mỉm cười cười to lên. Siêu siêu siêu. Tiếng xé gió lên, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường, lại là không để ý đến phía dưới cái kia từng tiếng gào thét, mà chính là trực tiếp hướng trác phàm hai người chỗ địa phương bay tới. Mi đầu hơi nhíu, trác phàm cùng lệ kinh thiên liếc nhau, bất giác suy cười ra tiếng, hừ, có gan, đã vậy còn quá đường hoàng chạy chỗ này đến. Hắc hắc hắc, lấy lão phu nhìn, bọn họ chỉ là đi tìm cái chết a. Lệ kinh thiên khinh thường bĩu môi. Trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh già nua liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, lại chính là U Minh Cốc đại cung phụng ba người. Chỉ là bọn hắn ngay từ đầu quyết định đến đây ngăn lại trác phàm hai người lúc, còn là một bộ khẳng khái hy sinh, hung hãn không sợ chết bộ dáng. Nhưng thật đang đối mặt cái này hai cái hung thú lúc, lại là bỗng nhiên trong lòng siết chặt, có chút sợ. Đại cung phụng càng là mí mắt khẽ run. Một mặt cẩn thận mà nhìn xem hai người, cuống họng ủng ục mà vang lên lấy, đúng là sợ đến liền một câu đều nói không nên lời. Bên cạnh hai người gặp này, không khỏi đều là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Chưa chiến gan trước e sợ, thế thì còn đánh như thế nào? Đại ca, chúng ta thế nhưng là đến cho lão tam kéo dài thời gian a. Tựa hồ cũng muốn từ bản thân sứ mệnh, cái kia đại cung phụng hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Mới nỗ lực nhìn về phía trác phàm bọn họ, quát to trác phàm, ngươi khinh người quá. Thế mà, hắn mới vừa vặn mở miệng, còn chưa nói mấy chữ, trác phàm cũng đã bình chân như vậy đưa tay nhẹ nhàng hư không từng cái điểm bọn họ một chút, lạnh lùng hỏi, vừa mới các ngươi không phải có bốn đạo thần thức đảo qua à, làm sao mới đến các ngươi ba cái, còn có một cái đâu. Chỉ một thoáng, đại cung phụng lúc trước vừa lấy dũng khí, muốn chất vấn lên tiếng lời nói. Nhất thời liền bị nghẹn trở về, rốt cuộc nói không nên lời. Đồng thời, trác phàm cái kia ở trên cao nhìn xuống, giống như hoàn toàn không đem bọn hắn để vào trong mắt, vênh váo hung hăng khí thế, cũng nhất thời để bọn hắn thấp một đầu, rốt cuộc không phát ra được một câu cường hãn lời nói. Đây cũng là thực lực sai biệt sinh ra uy áp, bọn họ tại trác phàm trước mặt, quả thực thì cùng một cấp linh thú tại cấp 6 linh thú trước mặt đồng dạng, mảy may sinh không nổi nửa phần lòng phản kháng tới. Ba người liếc nhìn nhau, rìa mép khẽ run,
sắp khóc đi ra. Bọn họ tốt xấu là thần chiếu cường giả, U Minh Cốc cung phụng a, chẳng lẽ liền bị chết bi tráng một chút, có tôn nghiêm một chút, đều không làm được sao? Tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ biệt khuất, Lệ Kinh Thiên phốc một tiếng, bật cười, nhìn về phía trong mắt ba người, tràn đầy khinh miệt chi ý. Trác Phàm cũng là lắc đầu bật cười một tiếng, lại không ngại, chỉ là thản nhiên nói, ba cái thì ba cái a, dù sao thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Nói, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, liền đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô. Mở ra cái nắp, từng cái nhúc nhích huyết tầm liều mạng hướng ra phía ngoài bò ra ngoài. Tựa hồ nhiều năm ở vào bịt kín trong bóng tối bọn họ, sớm đã không kịp chờ đợi nội dung chính lược bên ngoài cái này thế gian phồn hoa. Lão tử hiện tại cho các ngươi một cơ hội, ăn nó, từ nay về sau chính là ta người, đảm nhiệm Lạc gia trưởng lão chức. Nếu không, lão tử chỉ có thể đem các ngươi thi thể mang về. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo hàn mang, Trác Phàm giống như một vị không thể làm trái quân vương giống như, bễ nghễ lên trước mặt ba cái lão đầu. Không khỏi sợ hãi cả kinh, ba người liếc nhìn nhau, đều là trong lòng hoảng hốt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Trác Phàm lại hội vào lúc này, đối bọn hắn phát ra mời chào cảnh ô lưu tới. Vốn là bọn họ phỏng đoán, lấy Trác Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, lại thêm hai nhà nhiều năm ân oán, nhất định là đuổi tận giết tuyệt a. Bọn họ cũng làm tốt tùy thời bỏ mình chuẩn bị, nhưng là sao lại thế? Hạnh phúc đến quá đột ngột đi. Nguyên bản hẳn phải chết thời điểm, đột nhiên có một đường sinh cơ, điều này không khỏi làm ba người cầu sinh chi tâm, lại bắt đầu nhảy lên. Cái này phảng phất như là, ba người đã rơi xuống vách núi, lập tức liền muốn ngã cái thịt nát xương tan lúc, phía trên đột nhiên vung phía dưới một sợi dây thừng tới. Ngươi là bắt, vẫn là không bắt. Nói nhảm, ngu ngốc mới không bắt, ai muốn chết a? Bất quá, am tại thế nói gian nguy ba lão gia hỏa này, như thế nào lại dễ dàng như thế đáp ứng, đây không phải ra vẻ mình rất không có địa vị sao? Kết quả là, đại cung phụng cùng hai người khác nhìn xem, không khỏi khẽ vuốt râu dài, ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu, cầm lấy dáng điệu ách, Trác Phàm, người muốn mời chào chúng ta, há lại dễ dàng như vậy sự tình. Phải biết, chúng ta tại U Minh Cốc địa vị thế nhưng là... Lệ lão, xử lý bọn họ, Trác Phàm nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, lạnh lùng lên tiếng. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lột lột cánh tay, trong mắt thả ra phệ nhân hung mang, tựa hồ sớm đã chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Thấy tình cảnh này, ba người nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, run lên cầm cập, vội vã khoát tay, kêu lên, chuyện gì cũng từ từ, đừng. Khác xúc động. Hừ, ba cái lão bất tử, lão tử mới vừa nói qua, các ngươi thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Dám ở lão tử trước mặt trang bức, thuần túy tìm chết. Trác Phàm lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo khiếp người hàn quang. Ba người nhất thời cổ co rụt lại, như con gà mổ thóc giống như gật đầu. Đưa tay đem hồ lô kia bày tại trước mặt bọn hắn, Trác Phàm cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy, ba người kia cũng rất thức thời, lập tức ngoan ngoãn cầm lấy một cái huyết tầm, nhét vào trong miệng. Đến tận đây, Lạc gia lại nhiều ba vị thần chiếu cảnh trưởng lão, tuy nói Trác Phàm căn bản không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Thậm chí, bọn họ tại Trác Phàm tâm lý địa vị, còn không bằng Nghiêm Tùng cái này thiên huyền đỉnh phong. Bất quá, gà mờ cũng là thịt a, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Có thể để bản thân sử dụng, đối ngày sau vẫn là có chỗ tốt. Mà ba cái kia mới tới trưởng lão, cũng rốt cuộc minh bạch Lệ Kinh Thiên những cao thủ này, tại sao lại đối Trác Phàm theo lệnh mà làm. Trừ bị quản chế tại máu này tầm bên ngoài, Trác Phàm cường thế thái độ, thật sự là làm cho tất cả mọi người đều không dám tùy tiện phản kháng. Cao, Trác tiên sinh, gọi Trác quản gia, đại cung phụng vừa mới lúng túng lên tiếng, Trác Phàm liền đã là quát lạnh một tiếng, cảnh cáo nói. Cái kia đại cung phụng co rụt lại đầu, đuổi vội vàng gật đầu nói, đúng, Trác quản gia. Chúng ta còn có một người, đã theo mật đạo vụng trộm rời đi báo tin đi, hiện tại đi không bao xa, muốn không lão phu đem hắn gọi trở về, cùng nhau gia nhập Trác quản gia trận doanh a. Còn lại hai người nghe đến, cũng là vội vàng gật đầu. Bốn người bọn họ đều là U Minh Cốc cung phụng, ngày bình thường quan hệ không tệ. Hiện tại bọn hắn ba người đều bị áp sát vào Trác Phàm dưới trướng. Cái kia lão tam chạy về đi báo tin, ngày sau gặp,
chẳng phải muốn lẫn nhau tàn sát. Cho nên bọn họ cảm thấy, thẳng thắn đem cái kia lão tam cũng kéo qua, bốn người lại tập hợp một chỗ, lẫn nhau hiệp trợ tốt. Thế nhưng là, Trác Phàm lại hoàn toàn không quan tâm lắc đầu, không cần, thiếu một cái không quan trọng. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy trong lòng trầm xuống, liếc nhìn nhau, đều là khổ cười ra tiếng. Xem ra vị này Trác quản gia, là thật không có đem bọn hắn để vào mắt a. Như vậy bọn họ về sau, thì càng muốn hành sự cẩn thận, khác tiếp xúc người này mi đầu. Lệ Kinh Thiên nếu là chọc giận hắn, đoán chừng hắn chả không nỡ xử phạt. Nếu là đổi thành bọn họ lời nói, đại khái thì chết chắc, cho nên về sau vẫn là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế tốt. Lạc gia tàng long ngọa hổ, thì tính toán ba người bọn hắn tất cả đều là thần chiếu cao thủ, nhưng người này lại là thật không có chút nào thèm quan tâm a. Vừa nghĩ đến đây, ba người liền có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, đã từng cao cao tại thượng thời gian, sau này một đi không trở lại a. Các ngươi ba cái, phía dưới còn không có đánh xong, phía dưới đi hỗ trợ đi. Lúc này, Trác Phàm nhìn xuống phía dưới từng trận kêu giết, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Ba vị cung phụng giật mình, hai tay bất giác run run. Trác Phàm ý tứ bọn họ minh bạch, hiện ở phía dưới đại chiến đã là nghiêng về một phía xu thế, bọn họ đi cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, không có bao nhiêu tác dụng. Trác Phàm chẳng qua là muốn để bọn hắn lập cái đầu danh trạng, thân thủ giết chết chính mình đệ tử mà thôi. Thế nhưng là, dù nói thế nào bọn họ một giây đồng hồ trước vẫn là U Minh Cốc cung phụng, nhanh như vậy thì phản chiến đối mặt, tàn sát đồng môn, cái này để ba người bọn hắn lão ra hỏa, nhất thời không xuống tay được. Trác quản gia, thượng thiên có đức hiếu sinh, không bằng để lão phu ra mặt, đem còn lại U Minh Cốc đệ tử cùng một chỗ mời chào, cùng nhau thêm vào lạc ra đi. Đại cung phụng suy nghĩ một chút, hy vọng nhìn về phía Trác Phàm. Lệ Kinh Thiên ánh mắt sáng lên, cũng là nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, cái chủ ý này không tệ, Trác quản gia. Giết! Không nói hai lời, Trác Phàm chỉ là lạnh lùng lên tiếng, các ngươi ba cái sau này tại lạc gia địa vị, toàn bằng công tích định đoạt. Không có công tích người, đưa đầu tới gặp, lạc gia không dưỡng người không phận sự. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Trác Phàm lời ấy đã là lại quá là rõ ràng. Cái kia rõ ràng cũng là đối U Minh Cốc muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu một người sống a. Ba người bọn hắn cung phụng nếu là không chịu ra tay xử lý chính mình trong cốc đệ tử lời nói, vậy liền đem đầu mình dâng lên đi. Cái này đã không đơn thuần là đầu danh trạng vấn đề, càng là muốn bọn họ cùng U Minh Cốc triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt. Mà cái này ba cái lão đầu, bản thân liền là ma đạo cao thủ, quả liêm thiếu hổ thẹn. Bây giờ đã có một đường sinh cơ phía trước. Làm thế nào có thể vì cái gọi là khí tiết buông tha đâu. Sau đó ba người cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau quay người, hướng chiến trường phóng đi. Dù sao vừa mới bọn họ đã hướng Trác Phàm cầu qua tình, Trác Phàm không chịu buông tha các ngươi, cái kia cũng đừng trách chúng ta ba người không để ý trước kia ân tình. Giết a, các huynh đệ, chịu đựng. Trên chiến trường, một vị dáng người khôi ngô U Minh Cốc đệ tử, khua tay một thanh quỷ đầu đại đao. Rất là dũng mãnh, ba năm người gần không hắn thân thể, la to nói, lão tử đã để người đi thông báo bốn vị cung phụng bọn họ, lập tức bọn họ thì sẽ xuất quan viện trợ, mọi người lại thẳng một hồi. Bạch! Đột nhiên, một đạo áo bào xám bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại không có chút nào phát giác. Chờ phát hiện lúc, hắn mới thật sâu nhìn người kia liếc một chút, sắc mặt đại hỉ, kêu lên, đại cung phụng, ngài rốt cục ra. Phốc! Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, nhưng nghe một tiếng vang trầm phát ra, hắn mừng rỡ khuôn mặt đã là bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Bộ ngực hắn, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết động, ngay tại cuồn cuộn chảy xuôi theo đỏ tươi dòng máu. Không có lại nhìn hắn một cái, đại cung phụng quay người lại, biến mất bóng người, tiến về mục tiêu kế tiếp. Chỉ còn lại có cái này một cái, tại loạn trong trận thủ vững hơn nửa canh giờ dũng mãnh đệ tử, cứng đờ đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, trên mặt tuy nhiên còn có nụ cười, nhưng trong mắt lại là phủ đầy nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Cái này là làm sao làm, vì hà đại cung phụng hội hướng hắn xuất thủ đâu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cứ như vậy mang theo trong cuộc đời sau cùng cũng là lớn nhất nghi hoặc, triệt để mất đi sinh sống. Cùng một thời gian, ba cái lão đầu bóng người xuất hiện trên chiến trường các ngõ ngách.
Đến một lần bọn họ là thần chiếu cường giả, thứ hai bọn họ lại là U Minh Cốc cung phụng, đối trong cốc địa hình có chút quen thuộc. Bởi vậy bọn họ một khi thêm vào chiến sự, nhất thời tựa như thế mạnh như trẻ tre đồng dạng, đem chọn cái U Minh Cốc bao phủ, một người đệ tử đều chạy không. Lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị cười lạnh. Lệ Kinh Thiên lại là đầy mặt không hiểu, hỏi Trác quản gia, vừa mới lão đầu kia đề nghị đem trong cốc đệ tử mời chào, vì sao ngài biết? Thời gian chiến tranh tối kỵ trước trận chiêu hàng, lập tức liền muốn cùng đế vương môn khai chiến, ta lại có thể đem nhiều như vậy không xác định nhân tố, đặt tại thân một bên. Muốn là bọn họ đột nhiên phản chiến, ta cũng không có nhiều máu như vậy tầm khống chế bọn họ. Cười lạnh, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, lại nói, bây giờ Lạc gia thiếu nhất chính là cao thủ cái này một khối. Ta mời chào ba lão gia hỏa này, cũng đang có đền bù chi ý. Nếu để cho bọn họ mang theo chính mình thế lực tiến vào, vậy sau này thì càng không tốt quản, có lẽ tu hú chiếm tổ chim khách cũng không nhất định đâu. Trong lòng bất giác run lên, Lệ Kinh Thiên thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, ôm quyền bái phục nói, Trác quản gia mưu tính sâu xa, Lệ mỗ bội phục cực kỳ. Đối U Minh Cốc đánh bất ngờ hành động, tiến hành cực kỳ nhanh. Môn chủ U Vạn Sơn mang theo các vị trưởng lão cùng đi đế vương môn, chuẩn bị đối phó Hoa Vũ Lâu một chuyện, trong cốc bốn vị cung phụng, một người đào thoát, ba người càng là lâm trận chạy trốn, trong cốc có thể nói quần long vô thủ, năm bè bảy mảng. Tuy nhiên có gần vạn số lượng, nhưng là đối mặt mấy ngàn Lạc gia hộ vệ, cũng bất quá là chống đỡ mấy canh giờ, liền hoàn toàn sụp đổ, bị tiêu diệt hầu như không còn. Bầu trời nổi lên một tia màu trắng bạc, đã là lộ ra rất nhỏ nắng sớm, vung vãi tại mảnh này quanh năm không thấy ánh mặt trời sương mù trong cốc. Phía dưới kêu rên cũng dần dần yên tĩnh xuống, không có sinh cơ, chỉ có cái kia tinh hồng dòng máu chảy xuôi trong cốc mỗi một điều đường núi đường nhỏ ở giữa, tản ra từng trận hơi thở tanh hôi. Giống như núi thi hài, trồng chất khắp nơi đều có, chờ đợi mọi người, như rõ ràng như quét rác, đưa chúng nó thanh lý vùi lấp. Trác quản gia, đánh xong, thở sâu, Lệ Kinh Thiên nhìn phía dưới chỗ kia tu la tràng, gần vạn người không có lưu một người sống, sắc mặt bình thản, nhìn về phía Trác Phàm nói. Trầm ngâm một trận, Trác Phàm giữ im lặng, thật lâu, mới thản nhiên nói, truyền lệnh xuống, tất cả thi hài trở về Lạc gia, đến tiếp xuống cái kia làm chính sự. Chính sự, chẳng lẽ cầm xuống U Minh Cốc, còn không tính chính sự? Lệ Kinh Thiên giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, ha ha ha. Nếu chỉ là vì tiêu diệt U Minh Cốc, cần phải mang nhiều người như vậy tới sao? Hai người chúng ta, liền đủ để bình nó. Vậy ngài là muốn, Lệ Kinh Thiên thử dò xét nói. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, đào mộ đào thi. T. Thân thể chấn động mạnh một cái, Lệ Kinh Thiên không khỏi hung hăng quất miệng hơi lạnh, nhìn về phía Trác Phàm khuôn mặt, tràn đầy kinh dị, thì thào lên tiếng cao. Trác quản gia, có câu nói rất hay, người chết vì lớn. Ngài cùng cái này U Minh Cốc thật có lớn như vậy cửu oán, muốn đào người tổ phần sao? Ha ha ha, Lệ lão ngươi lo ngại. U Minh Cốc ta 9 năm trước thì không để vào mắt, hiện tại thì càng sẽ không. Huống hồ, thất trong nhà ta giết hắn người, giết đến nhiều nhất. Nếu là luận cửu oán, hẳn là nó lớn nhất ghi hận ta, mà không phải ta lớn nhất ghi hận nó. Vậy ngài vì sao, nghe được lời này, Lệ Kinh Thiên càng thêm không hiểu. Trác Phàm lại là không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cười thần bí, thản nhiên nói, người đi đi, ta tự có sắp xếp. Không sai gật đầu, Lệ Kinh Thiên không nói thêm gì nữa, lập tức bay xuống đi truyền lệnh đi. Bởi vì hắn tin tưởng, Trác Phàm quyết định, nhất định có hắn nói ý. Thế nhưng là, làm đạo mệnh lệnh này truyền vào trong tai mọi người lúc, Lạc gia tử đệ đối Trác Phàm theo lệnh mà làm, cũng không có gì, nhưng ba cái kia trước U Minh Cốc cung phụng, lại là gấp. Vốn là bọn họ phản bội U Minh Cốc, đã là vì mạng sống, thân bất do kỷ, bị ép mà đi. Nhưng bây giờ, thế mà để bọn hắn làm ra thân thủ đào tổ phần sự tình, bọn họ thế nhưng là vô luận như thế nào đều làm không được. Phải biết, cái kia U Minh Cốc tổ phần bên trong chôn lấy, thế nhưng là U Minh Cốc các đời gia chủ, trưởng lão, cung phụng, cũng coi là tổ tiên bọn họ. Cái nào có con cháu đời sau, đào tổ tiên phần mộ đạo lý.
đây cũng quá khi dễ người đi. Kết quả là, ba người liếc nhìn nhau, liền chuẩn bị tự mình đi hướng Trác Phàm cầu tình. Theo lý thuyết, hai nhà bọn họ cũng không có lớn như vậy ân oán, muốn đào tổ phần cấp độ A. Thế nhưng là, còn không chờ bọn họ hành động, sớm đã xem thấu bọn họ tâm tư Lệ Kinh Thiên, đã hung ác chừng bọn họ liếc một chút, cười lạnh thành tiếng, các người ba cái mới tới cho lão phu nghe kỹ, tại Lạc gia, Trác quản gia mệnh lệnh là tuyệt đối. Các ngươi dám có bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp đem đầu hái xuống đưa tới cho. Vừa dứt lời, Lệ Kinh Thiên không nhìn bọn hắn nữa, trực tiếp bay đi. Ba người thì là đầu co rụt lại, lẫn nhau nhìn xem về sau, bất đắc dĩ thở dài. Chuẩn bị tiến về Trác Phàm chỗ đó cước bộ, cũng bỗng nhiên dừng lại. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Đã Trác quản gia nhất định phải chúng ta khi sư diệt tổ mới bằng lòng tránh thức tín nhiệm, cái kia mình thì khi sư diệt tổ đi. Ba người bọn họ, vẫn cho là đây là Trác Phàm đối bọn hắn khảo nghiệm, để bọn hắn triệt để đoạn cùng U Minh Cốc quan hệ. Thử hỏi một cái đào từ nhà tổ phần người, còn có tư cách lưu trong nhà này sao? Bất quá đáng tiếc, bọn họ đều đoán sai, Trác Phàm căn bản không có đem bọn hắn nhìn trọng yếu như vậy. Thế nhưng là vì chứng minh chính mình trung thành, tại mọi người khí thế ngất trời đào tổ phần thời điểm, ba người bọn họ ngược lại là lớn nhất ra sức. Thấy tình cảnh này, Lệ Kinh Thiên đầu tiên là không hiểu, nhưng là rất nhanh, hắn liền nghĩ thông suốt hết thảy, không khỏi bật cười lên. Trác quản gia, ba lão gia hỏa này, vì lấy được ngài tín nhiệm, còn thật là chuyện gì cũng có thể làm đi ra a, ha ha ha. Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, khinh bỉ nói. Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, không có gì quá kỳ quái, tổ tông răn dạy đều là chính đạo lễ nghi, mà đạo coi trọng nhất ngược lại là thực lực vi tôn. Cho nên khi sư diệt tổ loại sự tình này, tại ma đạo xuất hiện nhiều nhất. Cho dù thu đồ đệ, đều phải để lại cái tâm nhãn mới là. Ba lão gia hỏa này đều là ma đạo cao thủ, ta ngược lại không sợ bọn họ đối với cái này có gì oán hận. Chỉ cần ngươi có thể vĩnh viễn áp chế bọn hắn, bọn họ thì nhất định là ngoan ngoãn thuận theo. Trác quản gia cao kiến, khó trách ngài dám ngay trước bọn họ mặt, hạ lệnh đào bọn họ tổ phần, cũng không sợ bọn họ ngày sau ghi hận phản bội, quả nhiên là đem ma đạo tu giả tâm tính đều mò thấy a. Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, tán thán nói. Trác Phàm lại là cười nhẹ xa xa đầu, trong mắt tinh quang nhấp nháy, dường như xem thấu hết thảy, chỗ nào, nào chỉ là ma đạo, cho dù là chính đạo nhân sĩ, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bất luận cái gì chuyện xấu xa cũng có thể làm đi ra. Chỉ bất quá, muốn làm đường hoàng mà thôi, tựa như hiện nay. Ha ha ha! Nói đến đây, Trác Phàm không còn nói, chỉ là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, để Lệ Kinh Thiên trong lòng nghi hoặc. Lúc này, Lệ Kinh Thiên đột nhiên tròng mắt ngưng tụ, khóe mắt liếc qua liếc đến một chỗ xó xỉnh địa phương. Ở nơi đó, khác Lạc gia tử đệ đều tại tuân theo Trác Phàm mệnh lệnh, đối với U Minh Cốc các đời tổ tiên chỗ chôn chi địa mở đào. Chỉ có như vậy hơn 20 người, lại là lúc ẩn lúc hiện, khóe mắt liếc qua càng không ngừng liếc hướng bốn phía, lại là cũng không xuất lực. Nhìn kỹ lại, chính là những cái kia lúc trước Hoàng đế ban cho Lạc gia Ngụy Thiên Huyền không thể nghi ngờ. Cùng Lạc gia đệ tử đồng tâm hợp lực so ra, những thứ này Ngụy Thiên Huyền quả thực cũng là chơi bời lêu lổng thế hệ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, bọn gia hỏa này vừa mới cùng U Minh Cốc đại chiến lúc, vẫn có đầu rút cổ ở phía sau, tham sống sợ chết. Hiện tại đào mộ phần, lại lười biếng dùng mánh lưới, nhìn lão tử không đi giáo huấn bọn họ một trận. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lệ Kinh Thiên liền muốn chạy vội đi xuống, thật tốt đạp bọn họ mấy cước, cũng là bị Trác Phàm kéo lại. Cười nhẹ lắc đầu, Lệ lão bất giận, từ bọn họ đi thôi, dù sao nhiệm vụ bọn họ cũng hoàn thành, trở về thời điểm, thuận tiện đem bọn họ làm, cho ba cái kia mới tới lão đầu giết gà dọa khỉ, lập cái uy. Cái gì, hắn, nhiệm vụ bọn họ? Đúng vậy a, báo tin nhiệm vụ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cười ta nói, không phải vậy ngươi cho rằng, lần này đánh bất ngờ U Minh Cốc, ta vì sao còn muốn cường điệu mang lên cái này mười mấy cái phế vật? Không phải vướng víu sao? Vậy ngài là, để bọn hắn cho hoàng đế báo tin. Bật cười lớn, Trác Phàm sâu xa nói, từ lúc Lạc gia chưa quật khởi trước đó, hoàng đế thì lưu cái tâm, đem bọn hắn an bài tại Lạc gia, làm thám tử. Cho nên mấy năm qua này,
ta một mực để Lôi trưởng lão khống chế bọn họ, để tránh Lạc gia chân thực tình báo tiết ra ngoài. Bất quá dưỡng nhiều năm như vậy, cũng rốt cục phát huy được tác dụng. Ngay tại lúc này, để bọn hắn đem chúng ta hành động toàn bộ nói cho Hoàng đế. Cái gì, cái này, Trác quản gia, ngài vì sao làm như thế, Hoàng đế bây giờ không phải là nhằm vào ngươi sao? Lệ Kinh Thiên giật mình, dọa đến kém chút đem đầu lưỡi lóe. Trác phàm chuyến này, cũng quá mức lớn mật đi. Nếu là Hoàng đế liên hợp đế vương môn, ở chỗ này bố trí xuống một cái túi, bọn họ có lẽ liền sẽ toàn quân bị diệt a. Coi như Trác phàm thực lực đủ mạnh, có thể đào thoát, nhưng những thứ này Lạc gia tử đệ lại đều muốn trở thành pháo hôi. 10 năm gần đây bồi dưỡng hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây tuyệt đối là Lạc gia lớn nhất tổn thất. Tựa hồ xem thấu hắn lo lắng, Trác phàm lại là từ chối cho ý kiến lắc đầu, cười nhạt nói, Lệ lão, người nói Hoàng đế nhằm vào ta, chỉ nói đúng một nửa. Thực hắn không chỉ nhằm vào ta, còn nhằm vào thiên hạ tất cả mọi người. Người cô đơn ý tứ, cũng là trừ chính mình, thiên hạ tất cả mọi người là hắn địch nhân, bất luận bên trong bên ngoài. Kinh ngạc nhìn nháy mắt mấy cái, Lệ Kinh Thiên tựa hồ vẫn không rõ, Trác phàm liền tiếp tục nói, Lệ lão, người cảm thấy hắn hiện tại muốn làm nhất rơi là ai? Đương nhiên là ngươi, hắn đều cho phép 7 nhà đối ngươi phát đồ ma lệnh. Ha ha ha, sai, hắn muốn làm nhất rơi, là cái này đầy bàn quân cờ. Bao quát ta, đế vương môn, Gia Cát Trường Phong chờ một chút, đều ở bên trong. Nếu là chỉ xử lý ta lời nói, thiên hạ hội xuất hiện tình huống như thế nào? Đế vương môn nhất thống 7 nhà, trở thành hướng ra ngoài thế lực lớn nhất. Đối với hắn cấu thành uy hiếp. Hướng bên trong lại có Gia Cát Trường Phong nhìn chằm chằm, hoàng thất đem đứng trước đó chưa từng có nguy cơ, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Cho nên, hắn biết ta hành động về sau, chẳng những sẽ không thiết kế tại ta, sẽ còn trong bóng tối giúp ta. Trong mắt lóe lên thâm thúy ánh sáng, Trác phàm kiên định lên tiếng. Thế nhưng là lần này, Lệ Kinh Thiên càng thêm mê hoặc giúp ngươi. Không tệ, không sai gật đầu. Trác phàm cười nói, bởi vì ta không thể nhanh như vậy bị diệt, không phải vậy đế vương môn liền không có kiềm chế. Căn cứ tình báo, hắn phái hộ long thần vệ đi viện trợ đế vương môn. Không sai, thật là viện trợ, nhưng đây chẳng qua là biến tướng bức bách ta bắt đầu hành động mà thôi, hắn không muốn lại xem chúng ta song phương rằng co tại cái này bãi chết trong cục. Thế nhưng là, một khi ta hành động, bởi vì đế vương môn chỉnh thể thực lực càng hơn một bậc, nhất định so ta hành động càng nhanh. Lúc này, hắn liền muốn lại trễ chậm đế vương môn hành động, cũng chính là kéo hắn chân sau. Cần phải để thực lực chúng ta tương đương sau khai chiến nữa, lúc này mới có thể lưỡng bại câu thương, hắn có thể ngư ông đắc lợi. Cho nên, ta để những tên kia đem tình báo truyền cho Hoàng đế, cũng chính là nói cho hắn biết, ta đã bắt đầu hành động, mà lại chuyên môn quét dọn trong mắt của hắn đinh, ngự hạ thất gia. Cứ như vậy, hắn vui vẻ còn đến không kịp. Tự nhiên sẽ để Phương Thu Bạch bọn họ theo viện trợ biến thành kéo chân sau, ngăn chặn đế vương môn đối Hoa Vũ Lâu 3 nhà hành trình. Mà ta cũng có thời gian, đem những này 7 nhà cao thủ ngàn năm thi thể trở về đi, tiến hành bí pháp luyện chế. Chỉ là hắn không biết là, một khi ta cái này một bí pháp luyện chế thành công, đừng nói là đế vương môn, liền xem như toàn bộ thiên vũ thế lực hợp lại, cũng vô pháp lại ngăn cản ta, ha ha ha. Không khỏi tà dị cười lớn một tiếng, Trác phàm trong mắt lóe lên tất thắng niềm tin, Hoàng đế tại bàn này đại cục bên trong, mỗi một bước đều tính tới, duy nhất không có tính tới, chính là ta Trác phàm thủ đoạn, cái này cũng chính là hắn lớn nhất bại trận. Nhìn chằm chằm Trác phàm không thả, Lệ Kinh Thiên đã nghe đến mức hoàn toàn choáng váng, nhưng cuối cùng vẫn là một mặt tán thán nói, Trác quản gia, tuy nhiên lão phu cái này đại thô kịch không sao cả nghe rõ. Nhưng giống như ngài đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắc hắc hắc. Vậy là tốt rồi, các ngươi những thứ này đùa nghịch tâm cơ, thật là biết chơi a. Lão phu muốn cũng là một phương thế lực, nhất định bị các ngươi chơi chết. Siêu. Đi qua 10 ngày 10 đêm đào sâu 3 thước, U Minh Cốc đã bị Lạc gia tử đệ triệt để lật qua, 100.000 năm trong cốc lịch đại tổ tiên thi thể, tất cả đều bị bọn họ móc ra. Bên trong thiên huyền cao thủ có hơn 1.000 số. Thần chiếu cao thủ cũng có mấy trăm chi chúng. Trác phàm nhìn lên trước mặt thu hoạch, hài lòng gật đầu. Tâm đạo cái này ngự hạ thất gia ngàn năm nội tình, quả nhiên không tầm thường. Lệ Kinh Thiên thì là một cái lắc mình,
đi vào những cái kia Ngụy Thiên Huyền trước mặt, lạnh lùng lên tiếng, đem những này thi thể vận hồi gia tộc. Vâng. Những cái kia Ngụy Thiên Huyền không dám thất lễ, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu lĩnh mệnh, liền muốn bắt đầu hành động. Thế nhưng là còn không chờ bọn họ động một cái thân thể, Lệ Kinh Thiên lại là vung tay lên, lại đem bọn hắn ngăn lại. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái kia hơn 20 người không rõ ràng cho lắm, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Tà cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên trong mắt lóe lên một đạo khiếp người hàn mang, thản nhiên nói, lão phu để vận thi, là để cho người khác đi làm. Các ngươi, còn có hắn nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Mọi người sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mỉm cười cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên trên mặt lộ ra một tia hí ngược đến, cái kia chính là, biến thành những thi thể này. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, mọi người đều là quá sợ hãi, mặt hiện kinh khủng, khó hiểu nói, Lệ. Lệ lão, vì cái gì, chúng ta phạm cái gì sai? Mật báo, đầu cơ trục lợi, không tuân theo chủ mệnh. Lệ Kinh Thiên gần từng chữ đạo, trên mặt tà tiếu cũng là càng phát ra dữ tợn. Mà những người kia nghe được lời này, lại là sợ hãi biến sắc, đã là hoàn toàn minh bạch, chính mình những người này thám tử thân phận đã bại lộ, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ rạp trên đất, dập đầu giã tỏi cầu xin tha thứ, Lệ lão tha mạng, cái này không phải chúng ta bản ý. Oanh! Thế mà, còn không đợi bọn hắn nói tiếp, Lệ Kinh Thiên đã là vung tay lên. Cường lực trưởng phong đã là đem cái này hơn 20 người toàn bộ oanh thành toái phiến, huyết nhục văng tung tóe, liền cái toàn thây đều không có. Hừ hừ, quát kêu, nếu như các ngươi ngay tại chỗ tự sát, còn có thể lưu lại một bộ thi thể, lại nhất định phải lải nhải, nhiễu lão phu thanh tịnh, làm cho lão phu tự mình xuất thủ, thật sự là không biết thời thế. Lệ Kinh Thiên lạnh lùng phất phất tay, nhìn cũng không nhìn những cái kia thịt nát liếc một chút, trong mắt chỉ có tàn nhẫn. Một bên Lạc gia tử đệ, tựa hồ sớm thành thói quen vị trưởng lão này sắc bén thủ đoạn, không chút phật lòng. Chỉ là dựa theo hắn vừa mới phân phó, bắt đầu vận thi, dường như chuyện gì đều không phát sinh một dạng, bình tĩnh đáng sợ. Thế nhưng là ba cái kia mới tới lão đầu, lại là nhìn không được ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, nhìn hai bên một chút mọi người sắc mặt, trong lòng một trận run rẩy. Bọn gia hỏa này, đều là theo tu la chàng bên trong đi ra. Không có cảm tình sao? Lúc trước còn sóng vai chiến đấu đồng bạn, đột nhiên bị chế tài, thế mà một chút cảm xúc đều không có, bọn họ tâm đều là làm bằng sắt sao? Tuy nhiên tại chỗ đại đa số Lạc gia đệ tử, chỉ là chút không đến 20 thiếu niên, nhưng là tại cái này ba cái lão đầu trong mắt, lại là như thế khủng bố, làm cho người kiêng kỵ. Bọn họ không biết Trác Phàm đến tột cùng là như thế nào ma luyện những tiểu tử này. Thế mà có thể đem bọn hắn huấn luyện đến như thế băng lãnh, hoàn toàn cũng là một bộ chỉ biết mệnh lệnh cỗ máy giết chóc. Dạng này một đám thiếu năm trưởng thành, làm thật tương đương đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là Lạc gia, thực lực chân chính cùng nội tình sao? Vừa nghĩ đến đây, ba cái lão gia hỏa trong lòng càng là lo sợ, đồng thời may mắn trước thời gian tiến vào Lạc gia. Không phải vậy lời nói, coi như hiện tại Lạc gia bắt không được thiên hạ này. Chờ những thiếu niên này trưởng thành, một đám thiết huyết tu la chiến đội, sớm muộn hội san bằng toàn bộ thiên vũ. Cùng hiện tại Lạc gia mạnh đại trưởng lão đoàn so ra, những thiếu niên này mới là Lạc gia đáng sợ nhất tiềm lực a. Cái này Trác Phàm, quả nhiên người phi thường, thì coi như bọn họ U Minh Cốc luôn luôn lấy ma đạo gia tộc tự cho mình là, cũng chưa bao giờ đem đệ tử huấn luyện đến lãnh khốc như vậy vô tình qua, chớ nói chi là dạng này một nhóm sản xuất hàng loạt. Giờ này khắc này, ba người nhìn về phía Trác Phàm xa xa bóng người, trong mắt chữ e ngại bên ngoài, càng là tán phục. Ma đạo luôn luôn tôn sùng cường giả, bây giờ Trác Phàm vô luận cá nhân thực lực, vẫn là đủ loại thủ đoạn, đều để bọn hắn minh bạch cái gì mới thật sự là ma đạo chí tôn. Ba cái kia mới tới lão gia hỏa, các ngươi nghe lấy. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền vào ba trong tai người, ba người giật mình, quay đầu nhìn qua. Lại chính gặp Lệ Kinh Thiên lạnh lùng ánh mắt hướng bọn họ quăng tới, không khỏi vội vàng cúi đầu lắng nghe, không dám thất lễ. Các ngươi ba cái dẫn người trước đem những thứ này thi thể, toàn bộ trở về Lạc gia, không được sai sót. Nếu là nửa đường dám chơi cái gì mờ ám. Hừ hừ, đàng hoàng nói cho các ngươi vừa mới thế nhưng là ăn chắc quản gia huyết tầm, cho dù ở ngoài ngàn dặm,
cũng có thể tùy thời muốn các ngươi đầu, nghe đến không có. Vâng vâng vâng, Lệ lão yên tâm, chúng ta tuyệt không dám có nửa phần ngoại tâm tồn tại. Ba người vội vã bái phục, khom người lĩnh mệnh. Lệ Kinh Thiên hơi hơi gật gật đầu, mới lại bay trở về Trác Phàm bên người. Đến tận đây, ba cái lão gia hỏa đối Trác Phàm tính toán là chân chính tâm phục khẩu phục, cho dù không phục, cũng không có cách nào. Cái này vô luận Trác Phàm vẫn là Lệ Kinh Thiên, đều là thủ đoạn độc ác thế hệ. Vừa mới chế tài chính mình đã từng thủ hạ, thế nhưng là liền mí mắt đều không nháy mắt, muốn giết bọn hắn, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm, sẽ không lưu thủ sao. Sau đó, tại vừa mới Lệ Kinh Thiên giết gà dọa khỉ phía dưới, ba cái kia lão đầu biến đến càng thêm thuận theo, rất nhanh liền gánh vác lên Lạc gia trưởng lão trách nhiệm, bắt đầu chỉ huy Lạc gia tử đệ hướng về vận thi. Sa Nghiêm nhìn chúng người thân ảnh dần dần biến mất, Trác Phàm mới trong tay ánh sáng lóe lên, lấy ra một tấm tơ lụa đi ra, phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít đường cong, lại là U Minh Cốc bốn phía trăm tòa thành chỉ phương vị đồ. Đồng thời, phía trên còn đặc biệt đánh dấu lấy ngàn mà tính điểm đỏ. Đem tơ lụa giao cho Lệ Kinh Thiên, Trác Phàm trong mắt hơi híp, đạm mạc lên tiếng, Lệ lão, triệu tập 1000 cái đi đứng lưu loát, ấn đổ phía trên điểm đỏ tiêu chí, đào ba thước đất, thu về nhân trụ. Đồng thời, đem U Minh Cốc bị chúng ta diệt sự tình truyền hướng chung quanh, để những cái kia phụ thuộc tại U Minh Cốc bên người thế lực, sụp đổ. Minh Bạch, khẽ chau mày, Lệ Kinh Thiên tựa hồ còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn như cũ gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh, tiến đến truyền lệnh. Rất nhanh, ngàn người đội ngũ, từ bốn phương tám hướng, phân tán ra đến, trải thảm giống như từ U Minh Cốc xuất phát, đối ven đường trên bản đồ tiêu ký điểm đỏ vị trí, dần dần điều tra. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cũng lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, ngay tại một gốc đại thụ che trời phía dưới, đào được một cái toàn thân là đất người bùn. Chỉ bất quá cái này người bùn lại rất kỳ quái, bộ dáng như người sống đồng dạng, nhưng không ai loại cái kia có khí tức. Ngược lại là có một cỗ thiên nhiên vị đạo, dường như cùng người tham một dạng, chỉ là đồ cụ hình người, nhưng không ai thực. Mà lại, hắn đóng chặt hai con ngươi, không nghe thấy thế sự, toàn thân cao thấp cũng là khô như mộc khô héo, quả thực giống như một bộ hình người thực vật không khác. Thế nhưng là Lệ Kinh Thiên nhìn đến lại là càng ngày càng kỳ quái, trong lòng không hiểu cảm thấy, hắn vốn chính là người một dạng. Trác quản gia, cái này, là thiên tài địa bảo gì à, vì sao lão phu trước kia chưa bao giờ thấy qua? Mi đầu nhẹ nhàng lắc một cái, Lệ Kinh Thiên kỳ quái nói. Chậm rãi lắc đầu. Trác Phàm cười khẽ một tiếng, không, hắn là người, mà lại là chúng ta Lạc gia, tiềm ảnh vệ thám tử. Ở chỗ này chôn cũng nên có cái 3-4 năm đi. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Lệ Kinh Thiên bất khả tư nghị hét to lớn tiếng. Minh bạch trong lòng của hắn nghi hoặc, Trác Phàm giải thích nói, Lệ lão, người hẳn phải biết ma sát quyết tàn khốc đi. Người dạng này võ sĩ bắt đầu luyện, tự nhiên không quan trọng. Thế nhưng là nếu để những cái kia mười mấy tuổi hài đồng luyện, xác suất thành công. Người cũng hẳn phải biết, thấp đến đáng sợ. Lệ Kinh Thiên vội vã gật gật đầu, yên tĩnh lắng nghe. Như vậy, người biết những người thất bại kia, sau cùng đi nơi nào sao? Bật cười lắc đầu, Trác Phàm tại Lệ Kinh Thiên bất khả tư nghị dưới ánh mắt, vỗ vỗ cái kia bùn hoa hoa đầu, đạm mạc lên tiếng, không tệ, tất cả đều biến thành dạng này nhân trụ, thành vì nhà chúng ta tộc lỗ tai. Cho chúng ta tìm hiểu tin tức. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Lệ Kinh Thiên trong mắt càng thêm kinh nghi. Cái này bùn hoa hoa lúc này đã hoàn toàn không nhân khí khí tức, coi như hắn lấy thần thức dò xét cũng dò xét cha không được, lại là người sao. Mà lại, nghe Trác quản gia ý tứ, hắn còn giống như còn sống, còn có thể cho lan truyền tình báo, thế nhưng là, hắn khí tức đâu? Khóe miệng hơi vểnh lên. Trác Phàm nhìn lấy Lệ lão sâu cau mày, tiếp tục nói, ma sát quyết tu luyện thất bại, nặng thì bỏ mình, đã là không có sức mạnh lớn lao, nhẹ thì gân mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân, trung thân tu luyện vô vọng. Nhưng là ta ma đạo có một bí pháp, vạn tức quyết, chính là một đạo tu thần công pháp, có thể trực tiếp đề cao nguyên thần tu vi. Thế nhưng là cái này cũng có cái tai hại, cũng là tu thần mà không tu thân thể liền sẽ dần dần héo rút cứng ngắc. Sau cùng nguyên thần khí tức cùng tự nhiên đồng hóa thời điểm, liền thân thể cũng cùng tự nhiên đồng hóa, liền trở thành đồ cụ hình người nhân trụ. Cho nên,
ngươi chớ nhìn hắn hiện tại như cái người bùn, như cái mộc nhân, nhưng bên trong lực lượng nguyên thần lại không kém thiên huyền cảnh, mà lại tản ra tự nhiên khí tức, cho dù thần chiếu cao thủ cũng dò xét cha không được. Ta để những cái kia tu luyện thất bại hài tử, tu luyện cái này vạn thức quyết, trở thành nhân trụ, sau đó để lôi cô nương bọn họ đem những hài tử này vùi sâu vào bảy nhà phụ cận địa vực, thậm chí thì chôn tại dưới chân bọn hắn. Làm có bất kỳ tình báo lúc, bọn họ thì sẽ thông qua lực lượng nguyên thần truyền ra, mỗi người đại khái truyền ngàn mét phạm vi. Như thế như vậy tiếp sức, đến sau cùng tiềm ảnh đội thám tử, liền có thể tại ngoài trăm dặm, thông qua đặc thù bí pháp tiếp thu được, an toàn được đến tình báo, lại truyền đưa cho ta. Nếu không, đế vương môn lần này đối Hoa Vũ lâu ba nhà khai đao dự định, chúng ta lại có thể dễ dàng như thế biết được. U Minh cốc cốc chủ mang theo toàn thể trưởng lão, tề tụ đế vương môn, trong cốc khốn cùng, chúng ta lại làm sao có thể đánh hắn trở tay không kịp. Tóm lại, bàn về tình báo hệ thống đến, chúng ta Lạc gia tuy nhiên cất bước muộn, nhưng tuyệt đối là có 102 thiên vũ, tiêu chuẩn. Trác Phàm dương dương đầu, cười to lên, Lệ Kinh Thiên dĩ nhiên đã hoàn toàn nghe ngốc, trên đời còn có đáng sợ như thế bí thuật sao? Còn bị cái này Trác quản gia dùng đến tình báo tìm hiểu phía trên. Cúi đầu nhìn xem cái kia không lên tiếng không a người bùn, Lệ Kinh Thiên không lý do trong lòng chua chua, thở dài, ai? Không biết thế gian này là ai sáng tạo như thế một cái tổn hại âm đức tu thần công pháp, nếu là biến đến như thế bất động không nói, liền nhân khí khí tức đều biến mất lời nói, cái kia coi như lực lượng nguyên thần mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Còn không phải sống không bằng chết, sống trên thế gian thống khổ không ngừng sao? Không sai, tu công pháp này thật là sống không bằng chết. Mà lại, sáng tạo cái này đạo công pháp người, cũng không phải mình luyện. Không sai gật đầu. Trác Phàm nhạt cười một tiếng nói, cái này đạo công pháp là năm đó một cái lão ma đầu sáng tạo, chuyên để cho mình đệ tử tu luyện, sau đó nuốt bọn họ nguyên thần, đến đề cao mình nguyên thần cường độ. Bởi vì nguyên thần luyện chế đến cùng tự nhiên khí tức giống nhau, cũng là dễ dàng luyện hóa. Bởi vậy lão gia hỏa kia chỉ phí thời gian một năm, thì theo thiên huyền cảnh đột phá đến thần chiếu cảnh, lại hoa ba năm, tòng thần chiếu cảnh đột phá đến hóa hư cảnh, có thể nói tiến triển thần tốc. Cái gì, lại có việc này? Lệ Kinh Thiên không khỏi giật mình, vừa mới còn có chút thương cảm ánh mắt, nhất thời biến đến tinh quang sáng láng, đồng thời nhìn về phía trước mặt người bùn, không lý do chảy xuống một miệng nước. Nghĩ không ra cái này tu luyện vạn thức quyết tiểu tử, bổ như vậy, quả thực thì cùng nhân sâm quả một dạng a. Tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trác Phàm mỉm cười cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, Lệ lão, ngươi cũng đừng nghĩ cái này bằng môn tà đạo. Tu luyện không có học cấp tốc chi đường. Vừa mới cái kia lão ma đầu kết cục, ta còn không có theo ngươi nói đây. Hắn tuy nhiên tu luyện cấp tốc, nhưng là bị hắn hút đệ tử, trong nguyên thần đều mang khắc cốt ghi tâm oán niệm. Sau cùng hắn bởi vì thể nội oán niệm quá nặng, thần hồn tán loạn mà chết. Nếu không phải như thế lời nói, Lạc gia hiện tại thì cất giấu mấy chục ngàn cái dạng này nhân trụ, lão tử sớm liền bắt đầu hút. Thân thể lạnh không khỏi lắc một cái. Lệ Kinh Thiên trong lòng run lên, lại là cười xấu hổ cười, khoát khoát tay. Lão Phu liền biết, dễ dàng như vậy Trác quản gia đều không chiếm lời nói, chỉ có thể nói rõ nơi này có lừa dối. Trác Phàm mang theo Lệ Kinh Thiên một bên lấy U Minh Cốc làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, thu về nhân trụ, một bên đem U Minh Cốc bị Lạc gia diệt đi tin tức chuyển hướng bốn phía mỗi cái thành trì. Cái này một bạo tạc tính tin tức, nhất thời liền gây nên sóng to gió lớn. Thiên vũ cả nước xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, Lạc gia lại thật liều lĩnh, bắt đầu động thủ, mà lại không khỏi giải thích trước hết cầm lâu năm Ngự Hạ Thất gia, U Minh Cốc khai đao. Phải biết, Ngự Hạ Thất gia cùng Hoàng Thất như thể chân tay, không có Hoàng Thất cho phép, thì tự tiện đại chiến lời nói, thế nhưng là cùng tạo phản không khác. Cũng bởi vậy, đế vương môn ẩn nhẫn ngàn năm cũng không có động Hoa Vũ lâu, cũng là không muốn cho Hoàng Thất lý do này. Nhưng là bây giờ, Lạc gia cũng là to gan như vậy, giống như hồ đã hoàn toàn không để ý đại cục, muốn liều cho cá chết lưới rách đồng dạng, cùng người trong thiên hạ triệt để vạch mặt, trong nháy mắt diệt U Minh Cốc. Cái này không chỉ là hướng Ngự Hạ Thất gia kêu gào, càng là hướng Hoàng đế thị uy. Thiên hạ các đại gia tộc, đều chăm chú nhìn cái này nhất động hướng, nhìn Hoàng đế thái độ. Đồng thời cũng đang cảm thán, cái này Trác Phàm thật đúng là tính tình nóng nảy. Chính mình cùng hoàng đế trở mặt không tính,
liền mang theo gia tộc cũng theo hoàng thất trở mặt, đây chính là Chu cửu tộc đại tội, tịch thu tài sản và giết cả nhà a. Bất quá, làm mới lên cấp ngự hạ gia tộc tạo phản, mọi người cũng muốn xem thật kỹ một chút, hoàng đế đến tột cùng hội lựa chọn ra sao. Thế nhưng là những thứ này tầm thường người tầm thường lại chỗ nào có thể minh bạch, thượng tầng cao thủ ở giữa quyết đấu, bây giờ tình thế này, thế nhưng là thế lực khắp nơi đều cực kỳ vui lòng nhìn đến a. Riêng là hoàng đế, đoán chừng hiện tại đã miệng đều nhanh cười lệch ra. Ha ha ha! Hoàng đế tại ngự bàn trước đó, cầm trong tay tình báo, thoải mái cười to, hai con mắt đều chỗ ngoặt thành một đạo trăng lưỡi liềm, liên tục gật đầu, tiểu tử này, không uổng công chấm như thế ép hắn, rốt cục động thủ, hơn nữa còn động đến dứt khoát như vậy, U Minh Cốc không có một người sống không nói, liền người ta tổ phần đều đào, đây không phải kéo cửu hận a? Ha ha ha! Bệ hạ, đào người tổ phần việc này, tiểu tử kia làm xác thực quá mức, liền xem như lão phu cũng không quen nhìn. Độc Cô Chiến Thiên tại hoàng đế dưới thân phía bên phải, khẽ gật đầu, trên mặt lóe qua một đạo tức giận, có lúc, lão phu cảm thấy tiểu tử này là cái nam nhân, có lúc, lại cảm thấy hắn thực sự quá khốn nạn. Ai, không sao không sao, dù sao chấm chỉ cần hắn hành động là được, hắn thích thế nào, cũng không đáng kể. Mà lại hắn càng ác liệt càng tốt. Dạng này chấm động đến bọn hắn những thứ này ngự hạ gia tộc, ngày sau mới sẽ không khiến người ta bắt lấy nhiều như vậy mượn cớ, nói chấm không đọc trung thần tình cũ. Hắc hắc hắc, phạm người người oán trách, còn có cái gì tình cũ có thể nói. Ánh mắt khẽ híp một cái, hoàng đế khóe miệng xẹt qua một đạo tà tiếu. Độc Cô Chiến Thiên trong lòng run lên, khẽ gật đầu. Tuy nhiên hắn tâm lý minh bạch, hoàng đế bố trí xuống cái này đại cục quá mức âm hiểm. Không phải hắn quang minh lỗi lạc đệ nhất chiến thần gây nên. Nhưng là vì thiên hạ yên ổn, quét dọn những thứ này không ổn định nhân tố, hắn cũng liền tuân theo mệnh lệnh, phụng mệnh hành sự. Bệ hạ, không biết lão phu khi nào động thủ. Không có vội hay không, trước để bọn hắn náo một trận đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, hoàng đế trầm ngâm một trận, lại nói, có điều, chấm thái độ này, nhưng là muốn để người trong thiên hạ trước nhìn một chút ra. Nói, hoàng đế liền cao giọng hướng về ngoài cửa cận thị hô, người tới, nghĩ chỉ, ngự hạ thứ 8 gia tộc, phong lâm thành lạc gia, giết người đào mộ, người người oán trách, thế chỗ không cho. Chấm chiếu cáo thiên hạ chư hầu, tề lực tiêu diệt tặc, có thể cầm trác phàm thủ cấp người, ổn thỏa trọng thưởng, gia phong vạn hộ hầu. Vâng, ngoài cửa cận thị gật đầu một cái, liền đi xuống truyền chỉ. Độc Cô Chiến Thiên đứng tại ngự tọa trước. Gương mặt nhìn không được co lại, trong lòng lại là thở dài. Bệ hạ đạo này ý chỉ, rõ ràng cũng là nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nếu là trác phàm thủ cấp dễ cầm như vậy, làm thế nào có thể như thế phiền phức, không đã sớm đem hắn thu thập sao? Bất quá đạo này ý chỉ tác dụng, vẫn là có, cái kia chính là vì hắn Độc Cô quân xuất chinh, đặt vững dư luận cơ sở. Ngay tại lạc gia cùng đế vương môn khai chiến lúc, hắn Độc Cô quân có thể coi đây là cơ hội thêm vào, nói là tiêu diệt lạc gia, nhưng thực muốn tiêu diệt, lại là tất cả mọi thứ ngự hạ gia tộc thế lực. Đây là hoàng đế chỗ chờ đợi, nhưng nhất niệm cùng muốn cùng mình cái kia con nuôi khai chiến, Độc Cô Chiến Thiên vẫn còn có chút không đành lòng, thở dài lên tiếng. Một phương diện khác, U Minh ngay tại nhị hoàng tử trong phủ, chờ lấy cốc chủ tin tức. Thế nhưng là đúng lúc này. Nhị hoàng tử lại là vô cùng lo lắng chạy đến phòng của hắn, đẩy cửa vào, vội vàng nói, việc lớn không tốt, U Minh tiên sinh. Nhị hoàng tử đừng vội, vạn sự đều có giải pháp, không nên quá xúc động. U Minh khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh. Nhị hoàng tử nghe xong, suy nghĩ một chút cũng đúng, liền thở sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, thật sâu bái cúi đầu, khen, U Minh tiên sinh quả nhiên khí vũ phi phàm, bình tĩnh ổn định, tiểu vương bội phục. Ai, tiểu vương ngày thường cũng là quá vội vàng, không cách nào sau khi ổn định tâm thần, ngày sau còn nhiều cần tiên sinh theo bên cạnh phụ tá để điểm mới là. Chỗ nào, nhị hoàng tử quá khen. Hơi hơi gật gật đầu, U Minh khẽ cười một tiếng, sau đó mới lại hỏi, đúng, nhị hoàng tử điện hạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để ngài như thế vội vàng. Há, cũng không có gì, chỉ là thám tử đến báo, U Minh cốc bị trác phàm người kia cho cậy. Thế mà, nhị hoàng tử lời còn chưa nói hết, U Minh đã là hít sâu một hơi, quá sợ hãi, ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì, tình báo đâu?
Há, ở chỗ này. Nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một tấm giấy mỏng, cảm thán nói, U Minh tiên sinh thật sự là rất mực khiêm tốn, vạn sự không oanh tại hoài, gặp không sợ hãi a. Thế mà đối chính mình trong cốc sự tình, đều có thể như thế trấn tĩnh, thật sự là khiến người ta bội phục bội phục. Mẹ nó, không nói sớm. Siêu một tiếng, đem tờ giấy kia đoạt lấy, U Minh hung ác nguyết hắn một cái, mới nhìn thật kỹ. Thế nhưng là cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, càng là giật mình sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên. Trong tay chỉ điều, cũng là lạch cạch một tiếng, rơi xuống mặt đất, ngây người. Giết người đào mộ, Trác Phàm, người cần làm như thế tuyệt sao? Mí mắt hơi hơi run run, U Minh giật mình tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, chỉ là trong miệng lẩm bẩm nói, Trác Phàm cái này đồ hỗn trướng, hắn đang buộc ta a. Ách, U Minh tiên sinh, ngài làm sao? Nhị hoàng tử chăm chú nhìn hắn, quan tâm nói. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, U Minh vội vàng thu liễm một chút tâm tình, hướng về hắn cung kính cúi đầu. Vội vàng nói, nhị hoàng tử điện hạ, U Minh có chuyện quan trọng đi xử lý, chỉ sợ muốn rời khỏi mấy tháng. Tại trong lúc này, nhị hoàng tử chớ có hành động thiếu suy nghĩ, cáo từ. Nói, U Minh đã là gấp vội xoay người lại đi ra ngoài, trong mắt chớp động lên không hiểu tinh quang. Lần này, hắn nhưng là muốn tránh thức vì chính mình con đường sau này, thật tốt quy hoạch một phen. Chỉ có nhị hoàng tử, ngơ ngác đứng tại chỗ. Còn giống như không có kịp phản ứng giống như. Cùng một thời gian, khoảng cách Hoa Vũ Thành trăm dặm bên ngoài một cái sơn cốc nhỏ bên trong, đã là tụ tập đầy ắp đến từ các đại thế lực cao thủ. Riêng là nhất thủ vị trí mấy người, càng là các nhà người cầm quyền. Đụng! Một tiếng vang giòn phát ra, U Vãn Sơn cầm trong tay một đạo ngọc giản hung hăng giận ngã trên mặt đất, nhất thời ngã thành phấn vụn, chửi ầm lên, buồn cười, Trác Phàm. Lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thế nào, U cốc chủ, xảy ra chuyện gì sao? Hoàng phủ Thiên Nguyên nhìn thấy, đạm mạc hỏi thăm. U Vạn Sơn từng ngụm thở mấy hơi thở, liền ôm quyền, giống như tìm tới tổ chức giống như, một đôi mắt hổ đúng là lần đầu tiên nổi lên nước mắt mang, khóc lóc kể lể lên tiếng, Hoàng phủ môn chủ, ngài là bảy nhà đứng đầu, nhất định muốn cho chúng ta U Minh cốc làm chủ a. Vừa mới lão phu được đến Tam Cung phụng truyền tin ngọc giản, nói là Trác Phàm người kia đã mang theo lệ kinh thiên, trong đêm đánh bất ngờ chúng ta U Minh cốc. Ba vị cung phụng tiến đến ngăn cản, chỉ sợ cũng sinh tử chưa biết. Mời hoàng phủ môn chủ dẫn người, lập tức đi trước cứu viện. Cái gì? Bất giác sợ hãi cả kinh, hoàng phủ Thiên Nguyên hai mắt tinh quang sáng láng, cả kinh kêu lên, chúng ta nơi này còn chưa bắt đầu tấn công Hoa Vũ lâu. Chỗ của hắn ngược lại trước đối U Minh cốc động thủ. U Vạn Sơn bi thương gật đầu, còn lại U Minh cốc trưởng lão cũng là đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhưng nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên ánh mắt, lại là tràn ngập kỳ cánh. Bọn họ hy vọng dường nào, vị lão đại này, ở đây trong lúc nguy cấp, hội cho bọn hắn chỗ dựa trợ trận. Thế nhưng là, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại là nhẹ vuốt vuốt chòm râu, không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu. Mới vừa nhìn về phía một bên Lãnh Vô Thường nói, Lãnh tiên sinh, không biết việc này, ngài thấy thế nào? U Minh cốc chính là bên ta minh hữu, U Vạn Sơn cốc chủ lại là môn chủ bạn tri kỷ, bằng hữu gặp nạn, đương nhiên là không tiếc mạng sống, muôn lần chết không từ. Lãnh Vô Thường lúc này hét lớn lên tiếng. U Minh cốc mọi người nghe xong, trong mắt sáng lên, cùng nhau nhìn về phía Lãnh Vô Thường phương hướng, tràn đầy vẻ cảm kích. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại là không khỏi sững sờ, thật sâu liếc hắn một cái, vị này khôn khéo tính toán Lãnh tiên sinh, lúc nào đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Có điều rất nhanh, Lãnh Vô Thường bộ mặt thật sự liền lộ ra. Thế nhưng là, mi đầu thật sâu nhăn lại, Lãnh Vô Thường thở dài nói, Trác Phàm người này gian trá giảo hoạt, nếu là tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ bên trong hắn cái bẫy, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới là. U cốc chủ, người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ vì ngài toàn cốc trên dưới, báo này thâm cửu đại hận. Nhưng là trước mắt mà nói, chúng ta đều đã đi tới Hoa Vũ Thành trước, vẫn là trước cầm xuống Hoa Vũ lâu đi. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liên tục không ngừng gật đầu, liên tục xưng là, không sai, Hoa Vũ lâu cùng Trác Phàm cùng một ruột, trước cầm xuống nó, cho U cốc chủ báo một tiểu cửu lại nói. Nghe đến cái này, mọi người cùng nhau gật đầu, Dược Phương Điện cùng khoái hoạt lâm mọi người.
càng là như chế giễu giống như, nhìn về phía U Minh Cốc phương hướng, cười nhạo liên tục. U Vạn Sơn trong lòng giận dữ, sắc mặt nín đến đỏ bừng, lại là không tiện phát tác. Ngược lại nhìn về phía Phương Thu Bạch ba người phương hướng, hét lớn lên tiếng, Phương tiên sinh, các ngươi là bệ hạ phái tới viện binh giúp bọn ta đuổi bắt Trác Phàm người kia. Hiện tại người kia ngay tại ta U Minh Cốc làm sằng làm bậy, chẳng lẽ các ngươi cũng không nói hai câu sao? Ây, Trác Phàm người này, tâm cơ khó lường, hành tung bất định. Lãnh tiên sinh nói đúng, cơm muốn từng miếng một mà ăn, người này cũng muốn từng bước bắt. Trước tiên đem Hoa Vũ Lâu, những thứ này hắn có thể sẽ trong tuyệt cảnh chỗ ẩn thân quét dọn, lại đi vây bắt hắn lời nói, mặc hắn có vô cùng lớn bản sự, cũng tránh không đi nơi nào. U Cốc chủ, người vừa cắt chớ gấp, Phương Thu Bạch khẽ vuốt một chút chòm râu, khoan thai lên tiếng. Thực bọn họ sớm đã tiếp vào Hoàng đế mệnh lệnh, để Trác Phàm cùng đế vương môn các tự phát triển, trước không muốn khai chiến. Cho nên, bọn họ tự nhiên là có thể kéo thì kéo, nơi nào sẽ gấp gáp như vậy thì khuyến khích song phương khai chiến. Đến mức giống U Minh Cốc dạng này pháo hôi, bọn họ thế nhưng là không thèm để ý chút nào. Dù sao pháo hôi cũng là pháo hôi, sớm chết chết muộn đều phải chết. Lớn nhất sau thiên hạ tranh bá, thế nhưng là Trác Phàm cùng đế vương môn sự tình, cùng bọn hắn nhưng là nửa xu quan hệ không có. Chỉ có U Vạn Sơn nhìn lấy mọi người bộ kia chế nhạo khuôn mặt, lại là có giận không chỗ phát, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào. Hoa Vũ Lâu tổng bộ trong phòng nghị sự, Mỗ Mỗ ngồi tại chủ vị phía trên, sắc mặt âm trầm, mặt ủ mày trao. Bên người hai bên theo thứ tự hàng dưới, ngồi đấy thì là Hoa Vũ Thập Ngũ Lâu chư vị lâu chủ. Theo một tiếng vang nhỏ phát ra, Mỗ Mỗ đem một khối xanh biếc truyền tin ngọc giản ném tới trên bàn, thở dài một hơi, lạnh lùng lên tiếng, đây là Lạc gia phát tới thứ 10 cái ngọc giản, trước mặt 9 cái một dạng, đều là cho chúng ta biết đại nạn lâm đầu, để cho chúng ta triệt hồi Lạc gia lánh nạn, các ngươi thấy thế nào? Hừ, Trác Phàm cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật, may mà ta nhóm tổng lâu chủ vì hắn hy sinh nhiều như vậy, xử lý xong quay đầu lại thì cướp chúng ta Hoa Vũ Lâu trấn lầu chi bảo, hắn phát tới ngọc giản còn có thể tin sao? Nói không chừng, đây cũng là hắn âm mưu quỷ kế gì đâu. Thế mà, Mỗ Mỗ vừa dứt lời, Mẫu Đơn lâu chủ đã là dị thường không cam lòng đứng lên mắng to. Thanh Hoa lâu chủ suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nhưng mi đầu lại là một mực nhíu chặt lấy, thì thào lên tiếng, có điều, tuy nói Trác Phàm tiểu tử này gian trá giảo hoạt, không thể dễ tin. Nhưng thường nói, thà rằng tin có, không thể tin không, chúng ta coi như làm phòng bị cũng tốt. Thanh Nhi lời ấy lễ độ, lão thân từ lâu mở ra bốn phía thủ hộ đại trận, làm ra sách lược vẹn toàn. Mỗ Mỗ gật gật đầu, đạm mạc lên tiếng, đến mức những thứ này báo tin ngọc giản, chúng ta vẫn là lại xem chừng. Oanh! Đột nhiên, Mỗ Mỗ lời còn chưa nói hết, một tiếng vang thật lớn đã là bỗng nhiên theo bên ngoài truyền đến. Vang vọng ở chỗ này tất cả lâu chủ trong tai. Không khỏi sợ hãi cả kinh, tất cả lâu chủ đều là khó hiểu, đầy mặt kinh dị lẫn nhau nhìn xem, Mỗ Mỗ cũng là thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trên mặt hiện ra một chút kinh sợ, tiếp lấy chính là lộ ra thật sâu bất an tới. Lúc này, Tiếu Đan Đan tiểu nha đầu này vô cùng lo lắng chạy vào, liên thông báo đều không có thông báo, hét lớn, không tốt, không tốt, có địch tập. Chuyện gì xảy ra, Đan Đan? Đem lời nói rõ ràng ra. Mẫu Đơn lâu chủ giật mình, chặn lại nói. Tiếu Đan Đan thật sâu hút hai cái, mới bình tĩnh lại tâm tình, vội vàng nói, chúng ta Hoa Vũ Thành bên ngoài thủ hộ đại trận, ngay tại bị tập kích, sư tỷ các nàng đều đã dẫn đầu vào trận thủ hộ, mời Mỗ Mỗ cùng sư phụ sư thúc chư vị ra hiệu. Cái gì, lại thật đánh tới. Bất giác sợ hãi cả kinh, tại chỗ tất cả lâu chủ, lần nữa liếc nhìn nhau về sau. Liền cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn cái kia cái ngọc giản chỗ, trong lòng một trận hối hận. Nguyên lai Trác Phàm báo tin cũng không phải là cái gì quỷ kế, mà là chân chính địch quân tình báo A. Mỗ Mỗ, cái này. Mười lăn đôi ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Mỗ Mỗ phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, Mỗ Mỗ hai mắt khép hờ, dài ra một ngụm chọc khí, trong lòng cũng là có chút hối hận. Nhưng là nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì làm một cái người quyết định, trong mắt tất cả mọi người, nhất định muốn là tuyệt đối chính xác, coi như thật sai, cũng không thể thừa nhận. Nếu không tất nhiên sẽ dung chuyển quân tâm,
ảnh hưởng sĩ khí. Cho nên, Mỗ Mỗ lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, trong mắt đã vạn phần bình tĩnh trở lại, giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ hoàn toàn không đem sự kiện này để vào mắt giống như, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, tuy nhiên nội tâm của nàng đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Thanh Nhi, đi mời ba vị cung phụng rời núi, mẫu đơn, gửi đi ngọc giản, hướng Minh Hữu cầu viện. Còn lại chư vị lâu chủ, theo lão thân trước đi gặp bọn họ một chút. Lão thân ngược lại muốn nhìn xem, cái nào kẻ xấu, dám lớn mật như thế, khiêu khích ta Hoa Vũ lâu, hừ. Mỗ Mỗ thiết trượng tại trên mặt đất một đập, phát ra ngột ngạt trọng âm, đứng dậy, uy phong lẫm lẫm đi ra ngoài, bố trí nhiệm vụ cũng ngay ngắn trật tự. Mọi người gặp này, trong lòng nhất thời an bình xuống tới, theo cái kia đạo bất khuất bóng người, hướng Hoa Vũ thành bên ngoài bay đi. Thanh Hoa cùng mẫu đơn hai vị lâu chủ, thì là khom người lĩnh mệnh, đi làm chính mình nhiệm vụ đi. Chỉ có Tiếu Đan Đan, tại Mỗ Mỗ thân ảnh biến mất không thấy về sau, mới bĩu môi, thì thào lên tiếng, người ta không phải đã sớm chuyển qua tin đến, thông báo chúng ta rút đi à, hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại tốt, bị người ta chắn đến cửa, muốn chạy cũng chạy không. Đan Đan, người tại nói mò gì, ai bảo ngươi đen đủi như vậy sau chỉ trích tôn trưởng. Mẫu đơn lâu chủ nghe đến, không khỏi hung ác chừng nàng liếc một chút, trách mắng. Tiếu Đan Đan không phục, cãi lại nói, người nào chỉ trích, vốn chính là a. Rõ ràng người ta 3 tháng trước thì hướng chúng ta đưa ra cảnh cáo. Ngươi biết cái gì? Thế nhưng là, nàng chưa kịp nói hết lời, mẫu đơn lâu chủ đã là nghiêm nghị trách mắng, cái kia Trác Phàm là ai, ngươi không biết sao? Hắn ngay cả chúng ta Hoa Vũ lâu bồ đề tu căn đều đánh cắp, chúng ta làm sao có thể còn tin tưởng hắn, chẳng lẽ không sợ hắn cho chúng ta lại bố một bộ? Thế nhưng là, lần này là Nghiêm Phục tự mình cho ta truyền tin tức, tuyệt sẽ không gạt ta. Tiếu Đan Đan cổ ngửa mặt lên, bướng bỉnh nói. Mẫu đơn lâu chủ sau khi nghe xong, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai u ta tiểu tổ tông a, cái kia Nghiêm Phục trước kia cũng không phải là vật gì tốt, hiện tại cùng Trác Phàm cái này càng gây rối tiểu tử, còn có thể học được cái gì tốt. Coi như hắn nói là thật, nhưng ngươi thì có thể bảo chứng, đây không phải Trác Phàm đang cố ý sử dụng hắn cùng ngươi quan hệ, hướng chúng ta thả tin tức giả sao. Đừng tưởng rằng lão nương không biết. Trong 3 tháng này, trừ cái này 10 cái chính thức phát tới truyền tin ngọc giản bên ngoài, còn có 28 mai truyền tin ngọc giản, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa làm thư tình phát, thầm giao tiếp. Ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ làm sao lão dạng này, xấu hổ hay không? Nghe được lời này, Tiếu Đan Đan bất giác gương mặt một đỏ, nhưng lại không chút phật lòng, hừ nhẹ lên tiếng, bất kể như thế nào, bây giờ người ta cho chúng ta tình báo là đúng, ngài cũng không thể còn một mực phỉ báng người ta. Không phân biệt tốt xấu, không biết tốt xấu người đi. Ha ha, người tiểu nha đầu này, hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn a, lại dám cùng sư phụ mạnh miệng, nhìn vi sư không cố gắng giáo huấn ngươi. Mẫu đơn lâu chủ chợt cảm thấy nghẹn lời, không biết như thế nào phản bác, đầy mặt đỏ bừng, tức giận nói. Tiếu Đan Đan thì là kêu to một tiếng, vội vàng chạy trốn, mẫu đơn lâu chủ thì tại sau lưng đuổi theo, nhất thời lại quên nhiệm vụ. Một phương diện khác, Mỗ Mỗ mang theo chư vị lâu chủ ra đến ngoài thành, lại là đột nhiên nhìn thấy một nhóm đen nghịt nhân mã tới gần, không khỏi cả kinh hít sâu một hơi. Lại nhìn kỹ lại, cái kia cầm đầu đám người, lại chính là U Minh Cốc, Khoái Hoạt Lâm cùng Dược Phương Điện 3 nhà cao thủ. Như thế đội hình, 3 nhà đối 1 nhà, cho dù các nàng Hoa Vũ lâu có địa lợi ưu thế, lưng tựa đại trận, muốn đến đỡ được, cũng là núi lớn áp lực a. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Mỗ Mỗ tung hoành thiên hạ cả đời, lần đầu trong lòng lo sợ lên. Sau lưng chư vị lâu chủ, lúc này cũng đã dọa đến đầy mặt trắng bệch, thân thể rừng không ngừng run rẩy lên. Đối diện U Vạn Sơn bọn người gặp, lẫn nhau nhìn xem, bất giác cùng nhau cười to lên. Mỗ Mỗ, lần này 3 nhà chúng ta liên hợp, thề muốn bắt lại ngươi Hoa Vũ lâu, ngươi vẫn là mau chóng thúc thủ chịu trói đi, chớ có làm vô vị thương vong. U Vạn Sơn tiến lên trước một bước, cao ngạo ngẩng đầu lên, hét lớn. Mỗ Mỗ oán hận khẽ cắn môi, ánh mắt khẽ híp một cái, nổi giận nói, U Cốc chủ, các ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi quên, Thiên Vũ quy củ, 7 nhà trong cấm chế đấu. Bây giờ các ngươi như thế đường hoàng tiến công ta Hoa Vũ lâu, nếu là truyền đến bệ hạ trong tai,
chẳng lẽ thì không sợ hoàng thất nghiêm trị các ngươi sao? Mỗ mỗ lời này nói có thể nói hiên ngang lẫm liệt, lại có mặt ở đây, không sợ chút nào. Nhưng là U Vạn Sơn đám người nghe, lại là cười đến càng thêm lớn âm thanh, trên mặt vẻ khinh bỉ càng sâu. Hắc hắc hắc, lão thái bà, người nghĩ rằng chúng ta ba nhà dám như thế trắng trợn tấn công Hoa Vũ lâu là vì cái gì, tự nhiên là được đến bệ hạ đáp ứng mới đến. Nhếch miệng tà cười một tiếng, U Vạn Sơn lớn tiếng nói, hiện tại, cũng không có ai có thể lại đến che chở các ngươi cái này đám đàn bà, ha ha ha. Cái gì? Không khỏi giận nảy cả mình, mỗ mỗ quả thực không thể tin được đây là thật. Bảo trì bảy nhà thế lực thăng bằng, từ trước đến nay cũng là hoàng thất ngàn năm qua không thay đổi sách lược, hiện tại như thế nào đột nhiên cải biến phương châm, cho phép như thế hội dẫn đến thiên hạ đại loạn sự tình phát sinh đâu. Không có khả năng, mỗ mỗ ngoan cường lắc đầu, hét lớn lên tiếng, ta Hoa Vũ lâu đến tột cùng làm sai chỗ nào, bệ hạ sẽ như thế đối với chúng ta, để cho các ngươi đến công phạt chúng ta. Ha ha ha, lão thái bà, người thật đúng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Các ngươi Hoa Vũ lâu cùng cái kia ác tặc Trác Phàm quan hệ, thiên hạ ai không biết ai không hiểu. Bây giờ hắn đại náo hoàng đình, thành vì đế quốc lớn nhất truy nã trọng phạm. Các ngươi cùng hắn có cấu kết, tự nhiên muốn liên đới bắt ngươi, chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng nghĩ không thông sao? U Vạn Sơn phát ra quỷ dị tiếng cười, mỗ mỗ thì là thân thể chấn động mạnh một cái, đóng chặt hai con ngươi, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng thầm than. Đây thật là thành cũng Trác Phàm, bại cũng Trác Phàm a. Lúc trước Trác Phàm một đường quật khởi, Hoa Vũ lâu bị hộ tại bên người, cũng có thể được nhất thời an ổn, thiên hạ thái bình. Nhưng bây giờ, Trác Phàm thành vì đế quốc công địch, ngược lại để những người này bắt đến mượn cớ, thừa cơ diệt nó Hoa Vũ lâu. Lại là ngàn năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật không biết lúc trước cùng Trác Phàm kết thành liên minh, đến tột cùng là đúng hay sai. Bất quá bây giờ lại nghĩ những thứ này, cũng vô dụng. Lúc này thời khắc, chỉ có trì hoãn thời gian, chờ Minh Hữu trước tới cứu viện, mới là thượng sách. Nghĩ như vậy, mỗ mỗ không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt ngưng tụ, bỗng nhiên bay tới đằng trước, hét lớn lên tiếng, đã các ngươi diệt ta Hoa Vũ lâu chi tâm đã định, vậy thì tới đi. Lão thân Sở Bích Quân ở đây, người nào đến đánh một trận. Ha ha ha, nghe qua mỗ mỗ thiết nương tử tên, thực lực siêu quần, lão phu đến theo ngươi nhất chiến. Cười to một tiếng, U Vạn Sơn dẫn đầu bay tiến lên, toàn thân dòng khí màu xám cổ động, từng trận quỷ khóc anh khóc vang vọng bên tai, tiếp lấy nhất trưởng đánh ra. Chỉ một thoáng, âm phong trận trận, oan hồn đầy trời, mỗ mỗ vừa mới bay đến trước người, liền bỗng nhiên bị cuốn vào cái kia vô tận màu xám phong bạo bên trong. Nương theo lấy bén nhọn tiếng kêu gào, từng bầy oán khí ngập trời bóng người màu xám, cùng nhau vào tới nàng đi cắn xé. U Minh Cốc huyền giai vũ kỹ, quỷ diện ấn. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, các vị lâu chủ cùng nhau trong lòng kinh hãi, đầy mặt háo sắc. Quỷ này mặt ấn chính là chuyên công thần thức vũ kỹ, quỷ dị vô cùng, khó có thể phá giải. Mỗ mỗ đối mặt chiêu này, quả nhiên là bó tay bó chân, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. U Vạn Sơn gặp, cũng là liên tục cười to, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, tựa hồ đã thắng đồng dạng. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên xuất hiện. Ông một tiếng ba động phát ra, cái kia đạo đạo ngay tại chu lên bay tán loạn bóng người màu xám, đúng là trong nháy mắt đình trệ xuống tới, tiếp lấy từng tầng băng xương bao trùm ở phía trên. Sau một khắc, nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, băng khối vỡ vụn, những cái kiệu oan hồn nhất thời tiêu tán vô tung, mà mỗ mỗ bóng người cũng là đột nhiên thoát ra, tại U Vạn Sơn còn không có kịp phản ứng trước, đụng một tiếng, nhất trưởng đánh tới bộ ngực hắn trước, nhất thời liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Một miệng đỏ tươi chi sắc, nghênh không rơi xuống. Phốc, U Vạn Sơn không khỏi lắc lắc thân thể, một miệng mang theo khỏa khỏa băng khối dòng máu, nôn đến mặt đất. Sắc mặt đã là trong nháy mắt thảm trắng lên. Nhìn về phía mỗ mỗ phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoa Vũ lâu huyền giai vũ kỹ, thiên minh huyền băng trưởng, thế mà có thể luyện đến như thế lô hỏa thuần thanh trình độ, liền lão phu quỷ diện ấn đều có thể đóng băng. Không hổ là thiết nương tử mỗ mỗ, bội phục bội phục. U cốc chủ quỷ diện ấn cũng xác thực kỳ dị vô cùng, để lão thân một trận khó chơi,
nếu không phải lão thân công lực so với U cốc chủ đến nhiều mấy chục năm, chỉ sợ hôm nay cũng khó là cốc chủ đối thủ. Từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, mỗ mỗ tựa hồ cũng tương đương tiểu tụy. U Vạn Sơn khẽ gật đầu, lại vừa vặn quyền về sau, liền lui xuống đi. Lúc này, Nghiêm Bá Công cười lớn một tiếng, đi tới, ha ha ha. Mỗ mỗ thật sự là càng già càng dẻo dai a, liền U cốc chủ dạng này thiên huyền cao thủ, đều không phải là các hạ chi địch. Như vậy tiếp đó, liền để lão phu đến thật tốt lĩnh giáo một phen đi. Phi, Nghiêm Bá Công, người thật không biết xấu hổ, thế mà thừa dịp mỗ mỗ nàng lão nhân gia vừa mới sau đại chiến, nguyên lực đã hao tổn hơn phân nửa tới khiêu chiến, quả thực là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một vị lâu chủ nhìn không được, lúc này chỗ thủng mắng ra. Nhưng Nghiêm Bá Công lại không chút phật lòng, lắc đầu, cười khẽ một tiếng, cô nương lời ấy sai rồi, chúng ta vốn chính là ba nhà liên hợp đến đây, cũng không phải là theo ngươi đơn đả độc đấu, từ đâu tới cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn câu chuyện. Ngược lại là hiện tại đám người lão phu nguyện cùng mỗ mỗ từng cái đơn đấu, vẫn chưa cùng công chi, phản là các ngươi chiếm tiện nghi. Nghiêm Bá Công nói đạo lý rõ ràng, từng cái có lý. Để vị kia lâu chủ nhất thời á khẩu không trả lời được, rốt cuộc không nói ra một câu phản bác ngữ điệu. Mỗ mỗ sau khi nghe xong, lại là cười lạnh, từ chối cho ý kiến, trong mắt lóe lên một đạo khiếp người hàn mang. Nghiêm Bá Công vừa mới nói, nhìn như là tại để cho Hoa Vũ lâu đám người, nhưng là có một chút phải hiểu. Lăn lộn trong chiến đấu, tuy nhiên Hoa Vũ lâu thế yếu, nhưng lại ỷ vào sau lưng đại trận, chưa chắc sẽ nhất kích liền tan nát. Nhưng mỗ mỗ là Hoa Vũ lâu trụ cột tinh thần cùng lãnh tụ, nàng nếu là bị đánh giết, đây tuyệt đối là đối Hoa Vũ lâu lớn nhất đả kích, biến đến quần long vô thủ. Cứ như vậy, mặc dù có đại trận phòng ngự, không người chỉ huy, đó cũng là vài phút bại vong chi thế. Nghiêm Bá Công bọn người lúc này, cũng là tại kiến tạo dạng này chiến cục, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Cho nên đơn đả độc đấu. Đối bọn hắn tới nói lại là trăm lợi mà không có một hại. Tính toán như thế, mỗ mỗ như vậy người khôn khéo, lại có thể nhìn không ra. Bất quá, nàng cũng muốn cùng ba người này đơn đấu. Đồng dạng, ba người làm ba nhà người cầm quyền, nếu là đem bọn hắn đánh bại, cái kia đối với ba nhà tới nói nhất định là thâm thụ đả kích, chiến lực giảm đi. Còn nữa, như thế chiến đấu, cũng có thể giảm bớt Hoa Vũ lâu thương vong, trì hoãn thời gian. Chờ Minh Hữu cứu trợ. Có thể nói, đây đối với Hoa Vũ lâu cũng là tốt nhất phương thức chiến đấu. Cho nên, cho dù hiện tại mỗ mỗ có chút suy yếu, nhưng cũng tương đương nguyện ý tiếp tục đánh xuống. Chỉ bất quá, đối Nghiêm Bá Công cái kia hiên ngang lẫm liệt chi ngôn, lại là tràn ngập xem thường. Song phương đều tại đấu lấy tâm trí, vì chính mình lợi ích mưu dự định, người nhà xung cái gì quang vĩ chính. Nghiêm Bá Công, ra tay đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, mỗ mỗ quanh người hàn khí đại phóng, khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường cong. Nghiêm Bá Công cười nhạt một tiếng, khẽ vuốt chòm râu, nhìn như khuôn mặt bình thản an lành. Nhưng sau một khắc, lại là song đồng đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt nhất thời dữ tợn, hai tay vung lên, bảy đạo thải vụ cùng nhau hướng mỗ mỗ phương hướng đánh tới, lại chính là Dược Vương Điện bản lĩnh giữ nhà, huyền giai vũ kỹ, Thất Thải Vân La Trường. Mỗ mỗ tựa hồ sớm đã ngờ tới đồng dạng, thân thể bỗng nhiên xoáy lên, từng đạo băng xương bao trùm bên người, nhất thời liền đem chính mình bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái thiên nhiên bông tuyết hộ cháo, xông vào. Tuy nhiên những cái kia xương độc ăn mòn lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt cái này bông tuyết hộ cháo, vẫn không thể trong nháy mắt đột phá. Kết quả là, ngay tại cái này trong chốc lát, mỗ mỗ đã là đột nhiên đạp chân xuống, tốc độ lần nữa tăng tốc. Trong nháy mắt xông ra trùng điệp trong làn khói độc, chớp mắt liền tới đến Nghiêm Bá Công trước người, nhất trưởng đánh ra. Nhìn lấy cái kia hiện ra hàn khí nhất trưởng bỗng nhiên tiếp cận, thẳng đối bộ ngực hắn, Nghiêm Bá Công không khỏi hơi hơi run run động một cái mi đầu, trong lòng căng thẳng. Cái này muốn là đánh thực, vậy liền cùng vừa mới U Vạn Sơn không khác, muốn dẫm vào hắn vết xe đổ. Bất quá, mắt thấy cái kia băng oánh nhất trưởng lập tức tiếp cận, Nghiêm Bá Công tuy nhiên khẩn trương. Nhưng lại cũng không lo lắng. Mà lại trên khóe miệng, còn mang theo từng tia tà dị đường cong. Trong lòng bất giác siết chặt, mỗ mỗ không khỏi hơi hồi hộp một chút, cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là không đúng chỗ nào,
nàng lại không nói ra được. Bạch, đột nhiên, đằng đẵng trong sương mù, lại xông ra một người, trong nháy mắt ngăn tại Nghiêm Bá Công trước người, nhất quyền đánh ra, thả mắt nhìn đi, lại chính là Khoái Hoạt Lâm gia chủ, Lâm Như Phong không thể nghi ngờ. Là ngươi, Mỗ Mỗ quá sợ hãi, kêu lên. Nhếch miệng cười một tiếng, Lâm Như Phong giữ tợn gật đầu, không tệ, chính là tại hạ. Tiếng nói vừa dứt, hai người nhất quyền nhất trưởng đã là trong nháy mắt đụng vào nhau. Tuy nhiên Mỗ Mỗ trong lòng bàn tay có hàn băng bao trùm, nhưng là đối mặt Lâm Như Phong một quyền kia, lại là đột nhiên cảm giác từng đạo hung mãnh kình lực, thông qua tầng băng, thẳng tắp hướng trong cơ thể nàng trùng kích. Đến sau cùng, nhưng nghe răng rắc một tiếng vang giòn, nàng toàn thân bông tuyết hộ giáp đã là bỗng nhiên vỡ nát, 10 đạo mạnh mẽ lực đạo, nhất thời trùng kích đến nàng tâm mạch bên trong, đem nàng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lần nữa thông qua cái kia 7 màu thải vụ, rơi xuống mặt đất, đã là không tự chủ được phun ra một miệng tinh hồng dòng máu. Đồng thời, trên người nàng cũng nhiễm phải từng đạo quỷ dị sắc thái. Lại chính là giao chiến đến nay, lớn nhất bị kết quả. Mỗ Mỗ chẳng những tâm mạch bị hao tổn, trọng thương tại thân, còn nhiễm lên thất thải vân la trường độc tố, nhất thời khó có thể cứu chữa. Phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Mỗ Mỗ hận hận nhìn về phía trước cái kia 2 đạo nhân ảnh, riêng là Khoái Hoạt Lâm gia chủ Lâm Như Phong, cắn răng lên tiếng, Khoái Hoạt Lâm huyền giai vũ kỹ, Hư Vân Kình. Không tệ, Hư Vân Kình có thể đem ta Khoái Hoạt Lâm thân pháp tốc độ, chuyển hóa làm mấy đạo ám kình đánh vào địch nhân trong cơ thể. Công lực càng sâu, sức lực càng nhiều. Cho dù ngươi có đá lạnh khải hộ thân, cũng vạn vạn ngăn cản không nổi. Bất tài tại hạ, vừa tốt luyện đến 20 trọng ám kình, ha ha ha. Lâm Như Phong khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Hoa Vũ lâu chúng lâu chủ thì là vội vàng đi vào Mỗ Mỗ trước người chăm sóc, nhìn về phía Lâm Như Phong cùng Nghiêm Bá Công hai người ánh mắt, cũng là tràn ngập thật sâu hận ý, bị ổi vô sỉ, vậy mà trong bóng tối đánh lén. Các ngươi còn có mặt làm Ngự Hạ Thất gia gia chủ sao? Không phải vậy, lão phu đã vừa mới nói, lần này là ba nhà liên hợp hành động. Coi như cùng công chi, cũng là bình thường. Huống chi, vừa mới chúng ta chỉ là hai người phối hợp, cũng không phải là một đám người bao vây, lại có làm sai chỗ nào. Nghiêm Bá Công tà cười một tiếng, thản nhiên nói. Hoa Vũ lâu chúng nữ thì là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như muốn phun như lửa, lại là không có nói thêm câu nào. Hung hăng gãi gãi song quyền, Mỗ Mỗ từng ngụm thở mấy hơi thở, trong mắt ngưng tụ, quyết định thật nhanh, không dừng lại thêm, quát nói, dìu ta trở về, nhanh. Mọi người sững sờ, còn không có kịp phản ứng, Nghiêm Bá Công bọn người dĩ nhiên đã lấy lại tinh thần, cười lạnh thành tiếng, muốn chạy. Hừ hừ hừ. Không dễ dàng như vậy, tất cả mọi người nghe kỹ, các nàng hiện tại quần long vô thủ, cùng tiến lên, giải quyết các nàng. Vâng, hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông về phía trước, như sóng biển đồng dạng mãnh liệt. Chúng lâu chủ thấy một lần, không khỏi kinh hãi, vội vàng vịn Mỗ Mỗ hướng thủ hộ đại trận bên trong thối lui. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Nghiêm Bá Công hai người đã là bước đầu tiên, hướng các nàng vọt tới, một cái âm hiểm độc thủ. Chính đánh về phía trọng thương trốn lui Mỗ Mỗ. Chỉ muốn bắt lại nàng, Hoa Vũ lâu thì là một đám vụn cát, vài phút đánh tan. Chúng nữ gặp này, vội vàng thủ hộ ở bên, chuẩn bị đối địch. Phanh phanh. Thế mà, Nghiêm Bá Công hai người dù sao cũng là nhất gia chi chủ, tại thiên huyền cảnh bên trong cũng khó gặp đối thủ. Những thứ này lâu chủ vừa mới tiến lên, liền bị trong nháy mắt miểu sát, thi thể bị đánh bay trở về. Thậm chí ngay cả một tia cản trở đều không làm được. Hai người kia vẫn như cũ tốc độ không giảm hướng các nàng vào tới. Hung hăng khẽ cắn môi, lại có hai người chuẩn bị tiến đến nghênh kích. Nhưng là Mỗ Mỗ lại là đột nhiên vung tay lên, ngăn cản các nàng, trong mắt lóe lên một đạo thâm thúy tinh quang. Mỗ Mỗ, mọi người giật mình, cùng nhau kêu lên. Chậm rãi lắc đầu, Mỗ Mỗ thở dài, xem ra hôm nay lão thân khó thoát kiếp này. Các ngươi là Hoa Vũ lâu tương lai, nhanh lui về, sau đó để Thanh Nhi thế chỗ lâu chủ chi vị. Cái này hai cái lão gia hỏa, lão thân tới chặn phía dưới bọn họ. Mỗ Mỗ, không muốn. Mọi người trong mắt chứa lệ nóng, đầy mặt bi thương. Mỗ Mỗ cũng đã hung hăng hất ra các nàng tay, gầm thét lên tiếng, một đám không có tiền đồ nha đầu,
làm sao lại thấy không rõ tình thế này, bình thường là làm sao làm lâu chủ. Hiện tại chỉ có lão thân có thể cản bọn họ nhất thời, các ngươi đi lên, chỉ có chịu chết. Bây giờ lập tức lui về, chờ viện binh đến, chúng ta còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nếu không, nói đến đây, Mỗ Mỗ cũng nghẹn ngào. Thực, Hoa Vũ Lâu đến tột cùng có thể hay không trốn qua kiếp này, nàng cũng không biết, chỉ là hết sức nỗ lực thôi. Mọi người thấy Mỗ Mỗ cái kia kiên định ánh mắt, trong lòng chua xót, lại cũng không có cách nào, đành phải hung hăng gật gật đầu, nhịn đau buông tay nàng ra, hướng Hoa Vũ Thành lui về. Đến tận đây, Mỗ Mỗ mới lộ ra vui mừng nụ cười, nhìn lấy mọi người bóng lưng, thì thào lên tiếng, bọn nha đầu, sau này thật tốt bảo trọng. Ha ha ha, Sở Bích Quân, ngươi vẫn là trước bảo trọng chính ngươi đi. Đúng lúc này, hai người thân ảnh cũng rất nhanh xuất hiện tại trước mắt nàng, Nghiêm Bá Công quát tiếng ồn âm càng là thét dài lên tiếng. Mỗ Mỗ song đồng ngưng tụ, cười lạnh, trên mặt đã là lộ ra một mảnh ý chết, hừ, Nghiêm Bá Công, Lâm Như Phong, chỉ cần lão thân còn có một hơi tại, thì tuyệt không để cho các ngươi bước vào ta Hoa Vũ Lâu một bước. Vừa dứt lời, Mỗ Mỗ lần nữa lăng không bay lên, hướng về hai người phương hướng đánh tới. Thế nhưng là hai người cũng không sợ chút nào, tuy nhiên Thiết Nương Tử uy danh bên ngoài, nhưng là đối mặt như thế một cái trọng thương người, bọn họ còn có ý sợ hãi lời nói, vậy bọn hắn còn làm cái gì ngự hạ gia tộc gia chủ? Kết quả là, lại là đụng một thanh âm vang lên thiên hoàn toàn tiếng vang phát ra, hai người cùng nhau cùng Mỗ Mỗ đối lên nhất trường. Cường đại trùng kích đem bốn phía hết thảy băng đến vỡ nát, hai người tốc độ không giảm tiếp tục đi tới. Mỗ Mỗ dĩ nhiên đã như chỉ diều đứt dây giống như, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi về sau, liền hai mắt tối đen, mất đi ý thức. Chỉ mặc cho cái kia trọng thương thân thể tàn phế, theo gió hướng về mặt đất, giống như chết. Mỗ Mỗ, chúng nữ quay người, lần nữa kinh hô, nước mắt chảy ròng, trong lòng như đao xoắn đồng dạng thống khổ, lại là không có cách nào. Nghiêm Bá Công thì là tiến lên trước hai bước, lần nữa đuổi theo. Nhất trưởng đánh ra, cười to nói, ha ha ha. Đường đường Thiết Nương Tử thủ cấp, lão phu muốn. Thế mà, đúng lúc này, ông một tiếng ba động truyền đến, lại là thẳng tắp hướng Nghiêm Bá Công phương hướng bắn tới. Thấy tình cảnh này, Nghiêm Bá Công không khỏi trong mắt co rụt lại, nhất thời mặt hiện thần sắc. Thần thức giết người, thần chiếu cường giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.